Chương 873, chết cũng không chịu nhận thua. Sau khi nghe Tần Lạc nói vậy thì Cửu Yên Mị xúc động vô cùng, nàng dùng khăn giấy lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, rồi hỏi, anh đã nói cho cô ấy nghe những lời này chưa? Tôi đã nói với cô ấy là, anh yêu em. Tần Lạc ngại ngùng nói, thừa nhận yêu một người phụ nữ khác ngay trước mặt của một người đẹp, thì quả là có phần xấu hổ thật. Tìm được một người đàn ông như anh, thì những ngày tháng đau khổ trước kia của cô ấy cũng được bù đắp phần nào. Cửu Yên Mị cười nói, thực sự ngưỡng mộ cô ấy đấy. Cô ấy còn hy sinh nhiều hơn thế. Cái cân tình cảm lúc nào cũng có một bên phải hy sinh. Nếu một bên không ngừng dư cân, còn một bên thì chẳng có động tĩnh gì, tất chiếc cân đó sẽ bị nghiêng về một phía. Sự hy sinh của cô ấy đã được đền đáp, đó chính là hạnh phúc. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng hy sinh hết mình nhưng có được mấy ai nhận được đền đáp đây? Cô nói như thể đàn ông trên thế giới đều là những kẻ phụ tình vậy ấy. Tần Lạc đùa nói. Cửu Yên Mị mỉm cười nói, chuyện hôm nay thực tình xin lỗi anh. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, Tần Lạc nói, mặc dù lời xin lỗi này không nên thốt ra từ miệng của cô. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Tất nhiên rồi, Tần Lạc gật đầu đáp. Điều đó cũng không vướng bận đến việc chúng ta trở thành đối thủ của nhau. Cửu Yên Mị rất nhanh đã khôi phục lại vẻ rắn giỏi của mình. Tôi biết là anh đã quyết định nhúng tay vào nội chiến của Cửu gia. Là một thành viên của Cửu gia, tôi sẽ cố gắng hết mình để ngăn chặn sự công kích của mấy người. Đây là việc mà cô nên làm, Tần Lạc cười nói, tôi cũng sẽ làm tốt chuyện của tôi. Tạm biệt anh, Cửu Yên Mị chủ động giơ tay ra bắt tay Tần Lạc. Bảo trọng, Tần Lạc bắt tay nàng nói. Khi Cửu Yên Mị rời đi thì đúng lúc đó Lâm Hoán Khê đẩy cửa bước vào. Hai người phụ nữ chỉ gật đầu rồi lướt qua nhau. Lâm Hoán Khê nhìn thấy Tần Lạc mặc quần áo bệnh nhân đứng ở dưới đất thì vội vàng chạy lên trước đỡ hắn nói, sao anh lại dậy thế? Anh không sao chứ? Anh căn bản là chẳng sao cả. Tần Lạc cười nói, bọn họ chẳng làm cho anh bị làm sao, đó là anh giả bộ đấy. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Hoán Khê thì Tần Lạc kéo tay nàng ngồi xuống giường bệnh, nói, những việc này đáng ra anh phải nói trước cho em mới phải. Vừa vặn hôm nay có thời gian, anh sẽ nói rõ mọi việc cho em nghe. Thế là Tần Lạc liền kể cho Lâm Hoán Khê nghe về thân thế của Lệ Khuynh Thành, kể cho nàng nghe chuyện Lệ Khuynh Thành muốn báo thù, kể cả chuyện xảy ra xung đột ngày hôm nay ở trước linh đường của ông cụ họ Cửu nữa và cũng kể luôn cả nguyên nhân nàng bày mưu tính kế để lôi Cửu ra xuống nước. Lâm Hoán Khê là một người trong nóng ngoài lạnh, là một phụ nữ cực kỳ cảm tính. Nếu không thế thì nàng đã không bị mắc phải chứng bệnh, khép kín tình cảm, chỉ vì một lần va vấp trong tình cảm cả. Cảm xúc của cô trào dâng mãnh liệt theo những lời tường thuật lại của Tần Lạc. Khi Tần Lạc nói xong thì nước mắt nước mũi của nàng giàn giụa, hai mắt đỏ lựng nói, không ngờ cô ấy lại khổ như vậy. Cửu gia đối với cô ấy thật quá tàn nhẫn, báo thù cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Đừng nói chuyện tình cảm đối với những người không có tình cảm. Lâm Hoán Khê cũng trải qua việc cha mẹ ly dị từ khi còn rất nhỏ, cũng chịu ảnh hưởng khá lớn. Về sau cha nàng còn chạy đến tìm Tần Lạc đòi tiền để cắt đứt tình cảm cha con, thì lại càng làm cho Lâm Hoán Khê cảm thấy khó chịu với cái từ cha này. Vì vậy mà khi nàng nghe được câu chuyện của Lệ Khuynh Thành thì lại càng có cảm giác sâu sắc hơn, và cũng hiểu được tâm trạng muốn báo thù vào lúc này của Lệ Khuynh Thành hơn. Nói cho cùng thì hai người Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành đều có một cảnh ngộ khá là giống nhau. Chỉ có điều là Lâm Hoán Khê có phần may mắn hơn, nàng có một người ông nội yêu thương trìu mến nàng. Còn Lệ Khuynh Thành thì lại vô cùng thê thảm, không những bị cha vứt bỏ, mà còn bị cả một gia tộc kỳ thị nữa. Anh biết là em sẽ ủng hộ mà, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê cười cười, đáp, kế tiếp anh định làm gì đây? Tiếp tục ở lại bệnh viện hay là về nhà? Vở kịch này mới bắt đầu thôi, anh vẫn phải nằm trong bệnh viện một thời gian. Không cho anh một kết quả vừa ý thì anh sẽ không ra viện đâu. Tần Lạc giở trò nói. Lâm Hoán Khê nghĩ ngợi một lát rồi nói. Em về chăm sóc bối bối nhé, anh gọi điện bảo người ta đem chút đồ ăn đến cho anh đi. Bối bối không phải là có ông rồi đó sao? Tần Lạc nói. Ông nội tối nay còn phải họp nữa, không thể không ở nhà. Lâm Hoán Khê nói. Đợi đến khi Lâm Hoán Khê đi rồi, thì Tần Lạc mới hiểu nguyên nhân nàng làm như vậy là vì cái gì. Cho dù nàng có vội vàng về để chăm sóc cho bối bối thì cũng có thể mua chút gì cho mình ăn trước được mà. Nhưng nàng lại đi thẳng. Chỉ để lại chiếc di động ở đầu giường, ý bảo mình gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài. Cú điện thoại này nên gọi cho ai đây?
chắc chắn là sẽ gọi cho người không tiện đến đây thăm là Lệ Khuynh Thành rồi. Nàng biết rõ rằng hiện giờ mình muốn nói chuyện với ai nhất, nàng biết rõ rằng hiện giờ ai cần sự giúp đỡ của mình hơn. Nàng còn biết rõ, nàng biết quá nhiều rồi, biết nhiều đến nỗi khiến cho một người đàn ông phải cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nói ra thì cũng kỳ lạ, mặc dù Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành chỉ gặp nhau có vài lần, chứ đừng nói đến chuyện xảy ra xung đột gì giữa hai người cả, nhưng quan hệ giữa hai công ty công hội Trung Y và Quốc tế Khuynh Thành thì trước giờ vẫn rất không hòa hợp với nhau, cũng giống như là người bên dưới biết rằng boss của bọn họ không ưa gì nhau, nên đã cố tình làm vậy cho boss của họ thấy được ấy. Tần Lạc bấm số gọi cho Lệ Khuynh Thành, chuông vừa mới đổ thì bên kia đầu dây đã có người nhấc máy rồi. Rõ ràng là Lệ Khuynh Thành vẫn đang ngồi lo lắng chờ đợi cú điện thoại này của hắn. Mình bị Cửu Trọng Ngọc đưa đi từ Quốc tế Khuynh Thành, chẳng bao lâu sau thì có tin cảnh sát lạm dụng quyền lợi mà dụng hình, sau đó thì bị trọng thương mà nhập viện. Mặc dù bên trong có thành phần diễn kịch nữa, nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn lo lắng không biết vở kịch này có mấy phần là thật và có mấy phần là giả ở trong đó. Người ta còn chưa động gì đến anh mà anh đã giả bộ lăn ra hôn mê bất tỉnh rồi. Tần Lạc, anh không sao chứ? Lệ Khuynh Thành lo lắng hỏi. Anh không sao, Tần Lạc cười nói. Không sao thì tốt, Lệ Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm nói. Cho dù có là diễn kịch đi nữa thì cũng phải nói trước cho em biết một tiếng chứ. Ban đầu em còn cho rằng bọn họ đánh thương anh rồi cơ. Bọn họ đúng là muốn làm anh bị thương nhưng vì anh da thô thịt dày, lực phòng ngự tốt. Tần Lạc đùa nói, nếu không phải là có, đạo gia thập nhị đoạn cẩm, giúp đỡ thì cho dù đại đầu có dẫn theo Trung Ái Quốc Trạp tới kịp thời đi chăng nữa, thì hắn cũng phải chịu không ít khổ nhục. Đây cũng là một trong những lý do mà hắn muốn tính sổ với Cửu gia đến cùng. Kế tiếp phải làm gì đây? Cứ nằm ở trong bệnh viện thôi, đợi kết quả xử lý của Cửu Trọng Ngọc ra đã. Tần Lạc nói, em biết là bên cạnh anh có rất nhiều người nên không đến đó làm phiền anh nữa. Lệ Khuynh Thành cười nói, bên cạnh anh chẳng có ai cả, anh còn đang đợi em đưa cơm đến cho anh đây. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, không thể không nói, mấy người phụ nữ này thông minh đến đáng sợ. Cô ấy còn nói gì nữa thế? Lệ Khuynh Thành hỏi, lúc này Lâm Hoán Khê không ở bên cạnh thì nàng liền biết ngay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô ấy nói, đừng nói chuyện tình cảm với những người không có tình cảm. Tần Lạc nói hay lắm, em thích rồi đấy, Lệ Khuynh Thành cười lớn. Không ngờ người hiểu em nhất lại là người em không dám đối mặt nhất. Đến đây đi, mang nhiều đồ ăn đến vào nhé, Tần Lạc nói. Số 1 Thiên Ba Phủ. Một chiếc BMW từ từ chạy lại, sau đó dừng lại cách cánh cổng không xa. Cửa sổ chiếc xe được hạ thấp xuống, Cửu Yên Mị ngồi trong đó và ngẩn người ra nhìn vào cái biển số 1 Thiên Ba Phủ. Bước vào cánh cửa sau sâu như nước biển, một khi đã định rồi thì chẳng còn con đường để mà rút lui nữa. Thực sự là lựa chọn như vậy sao? Cửu Yên Mị lẩm bẩm nói một mình, có thể thấy rõ rằng nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão Ngũ, cho tôi một điếu thuốc đi, Cửu Yên Mị đột nhiên nói với người tài xế đưa nàng tới đây. Tài xế của nàng là một chú trạc tuổi trung niên, sau khi nghe Cửu Yên Mị nói vậy thì nhanh chóng móc bao thuốc trong người mình ra, cười nói, tiểu thư, thuốc này của tôi mạnh lắm. Không biết cô có hút quen không? Càng mạnh càng tốt, Cửu Yên Mị cười đáp. Hiện giờ tôi đang cần có một luồng hỏa khí thổi đến để thúc đẩy tôi cho ra quyết định. Nếu mà có thêm rượu nữa thì càng tốt. Từ khi được phái tới lái xe cho tiểu thư, thì tôi không còn đụng tới một giọt rượu nào nữa. Lão Ngũ cười khà khà nói. Hay là tôi đi mua một chai cho cô nhé? Không cần đâu, hút một điếu thuốc là được rồi, Cửu Yên Mị nói. Nàng tìm bật lửa ở trong chiếc túi sách của mình, sau đó châm điếu thuốc một cách thuần thục. Tiếp đó thì cứ để mặc cho hương thơm của làn khói thuốc lượn lờ vào tận phổi. Nàng yên lặng ngồi trên ghế, ngoài việc thỉnh thoảng hút một hơi ra thì gần như là nàng không có bất kỳ động tĩnh gì. Ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ con người nàng như đang ở trong trạng thái lâng lâng vậy. Điếu thuốc được đốt hết một cách nhanh chóng, Cửu Yên Mị rốt cuộc cũng như là đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó rồi. Nàng búng đốt thuốc trên tay mình bay ra ngoài, nói, lái xe vào trong đi. Vâng thưa cô, người tài xế đáp lại một tiếng, sau đó liền lái thẳng xe vào bên trong số 1 Thiên Ba Phủ. Trong ngôi vườn cổ kính xa xưa, Tần Tung Hoành mặc bộ đồ thời nhà Đường màu trắng đang ngồi đánh cờ với Điền Loa ở trên ghế đá. Cờ trắng của Điền Loa đã bị chết hơn nửa, toàn bộ ván cờ đều không tìm ra được một con đường sống, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn vắt óc ra để nghĩ xem làm thế nào để chuyển bại thành thắng.
quản gia bước nhanh tới nói, thưa thiếu gia, cô Cửu Yên Mị đến rồi. Tần Tung Hoành ngẩng đầu lên nhìn quản gia một cái, rồi nói, đi mời cô ấy vào trong này. Đợi đến khi quản gia nhận được mệnh lệnh rồi rời đi, thì Tần Tung Hoành mới nhìn Điền Loa cười nói, có biết cô ấy vì sao mà đến tìm tôi không? Không biết, Điền Loa nắm chặt con cờ trong tay mà không biết nên đi tiếp thế nào, vẻ mặt cau có lại. Cô ấy phạm một sai lầm giống hệt cậu, Tần Tung Hoành cười nói, thấy Điền Loa ngẩng đầu lên nhìn mình thì anh ta mới từ từ nói ra mấy chữ, chết không chịu nhận thua. Đôi khi từ bỏ chính là một lần tiến công, Tần Tung Hoành đứng dậy nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi gặp con cừu non bị lạc đường cái nào. Chương 874, ngồi tù. Lần nào nhìn thấy Tần Tung Hoành, Cửu Yên Mị cũng đều có một cảm giác tiếc nuối thay cho anh ta. Nếu không phải có sự xuất hiện của người đàn ông đó thì có lẽ anh ta vẫn sẽ là sự tồn tại lóa mắt nhất ở Yến Kinh cũng nên. Anh ta anh tuấn, nho nhã, phong độ, cử chỉ nhẹ nhàng, gia cảnh giàu có, khí chất hơn người, đối đãi với ai cũng rất lịch thiệp. Thậm chí, ngoài việc biết anh ta đeo đuổi văn nhân Mục Nguyệt ra thì trong chuyện tình cảm gần như là không có bất kỳ tì vết nào. Bất luận bạn có là bạn hay là đối thủ của anh ta, thì đều rất khó tìm được khuyết điểm trên người anh ta. Không phải nghi ngờ gì, đây chính là đối tượng mà phụ nữ lúc nào cũng phát cuồng lên vì anh ta, ngày trước đúng là như thế. Bất luận anh ta đi đến đâu thì đều thu hút tầm mắt của tất cả những người khác tính ở gần đó. Nhưng từ sau khi có sự xuất hiện của người đàn ông đó thì tất cả mọi việc đều bị thay đổi. Đầu tiên là anh liên tục gặp phải đả kích, sau đó thì lại bị văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục liên kết lại để chơi lại anh ta. Phải nói rằng văn nhân Mục Nguyệt đồng thời đùa bỡn cùng một lúc hai người đàn ông trong lòng bàn tay mới phải. Bây giờ, Yến Kinh lại còn xuất hiện tin đồn, tung hoành bất tung hoành, nữa chứ, như thế đủ để thấy tầm nổi tiếng của anh ta bị rơi rớt một cách nghiêm trọng nhường nào. Cũng chính là vì nguyên nhân này mà nàng đã đến đây tìm anh ta. Có lẽ anh ta cũng rất không hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình. Tần Tung Hoành bước nhanh tới, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân đua nở, Yên Mị, lâu lắm không gặp, sao hôm nay lại có thời gian đến làm khách Thiên Ba phủ thế? Tần đại thiếu gia cũng lâu rồi không đến câu lạc bộ của các quý cô chúng tôi rồi, tôi hôm nay không phải là đến để mời khách hay sao? Cửu Yên Mị cười đáp. Lần nào cũng có người đến hỏi tôi xem anh đến chưa? Anh khi nào đến? Anh đến lúc nào? Thấy vẻ tiếc nuối của những người đẹp này thì tôi có phần không đành lòng chút nào. Gần đây đang đóng cửa ở trong nhà suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Tần Tung Hoành cười nói. Sau khi mời Cửu Yên Mị ngồi xuống thì tự khắc có người giúp việc đến bưng trà lên tận nơi. Suy nghĩ về lỗi lầm gì? Cửu Yên Mị thẳng thắn hỏi. Quan hệ giữa nàng và Tần Tung Hoành cũng khá tốt. Vì vậy mà nói chuyện thì thường có gì nói nấy. Đại thiếu gia bày mưu tính kế hơn người, mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay thì có thể phạm phải sai lầm gì. Người chứ có phải là thánh hiền đâu, sao có thể không phạm phải sai lầm được. Tần Tung Hoành khiêm tốn nói, tôi cũng ăn cơm mà lớn như người ta thôi, sinh bệnh hay phạm sai lầm đều là những việc thường xuyên xảy ra. Cửu Yên Mị biết là người đàn ông trước mặt mình đây rất ghê gớm. Nếu mình không chủ động vào chủ đề chính thì anh ta có thể ngồi đó mà chém với bạn cả ngày được. Nàng mím môi cười một cái, rồi nhìn thẳng vào Tần Tung Hoành nói, tôi cần một đồng minh. Nụ cười trên khuôn mặt của Tần Tung Hoành cũng thay đổi đột ngột. Lúc trước là một nụ cười thật tươi, như thể trong lòng chẳng có chút tâm tư gì vậy, nhưng sau thì là một nụ cười lịch sự, thân thiện nhưng lại đẩy người ta ra xa thật xa. Cười chỉ là một thói quen của anh ta, chứ không thể nói lên rằng hiện giờ anh ta đang rất vui được. Tôi biết, Tần Tung Hoành gật đầu nói. Đại thiếu gia có hứng thú không? Cửu Yên Mị hỏi. Tôi phải làm gì đây? Tần Tung Hoành hỏi lại. Đối thủ mặc dù lớn mạnh, nhưng Cửu gia cũng không thể để mặc cho người ta thịt được. Cô cho rằng có mấy phần thắng? 6 phần, Cửu Yên Mị nói, nếu đại thiếu gia có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Tần Tung Hoành không trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác, mà nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Cửu Yên Mị nói. Nghe nói Mục Nguyệt đến bệnh viện thăm anh ta phải không? Tin tức của đại thiếu gia quả nhiên nhanh nhạy thật, Cửu Yên Mị giả bộ kinh ngạc nói. Nghĩ ngợi một lát, rồi nàng như vô tình nhắc tới, cô văn nhân cũng không nói gì nhiều, mà chỉ trước lúc rời đi có nói một câu, nếu anh cần gì thì cứ gọi cho em. Tôi không biết cô văn nhân có ý tham gia vào vụ tranh chấp này không, nhưng nếu mà có tham gia vào thì Cửu gia đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi đến chỗ đại thiếu gia đây để tìm viện binh. Tôi và Mục Nguyệt là bạn, Tần Tung Hoành nói.
Tôi nghe nói gia tộc Văn Nhân và gia tộc họ Bạch liên kết lại với nhau để tranh chấp hạng mục nguồn năng lượng mới với đại thiếu gia mà, xem ra tin đồn này là giả rồi. Cửu Yên Mị tất nhiên là biết Tần Tung Hoành sẽ trả lời như vậy, bèn không ngại mà nói ra những lời này. Tần Tung Hoành không nói gì mà chỉ ngồi yên đó cười tủm tỉm. Cửu Yên Mị cũng không nói thêm gì nữa, nàng đang đợi Tần Tung Hoành ra quyết định. Thực ra thì giữa hai người bọn họ chẳng cần phải nói gì nhiều, vào lúc này mà nàng đến đây thì cũng đủ nói rõ hết mọi vấn đề rồi. Sao cô không từ bỏ đi? Tần Tung Hoành đột nhiên đưa ra một câu hỏi quái đản. Từ bỏ, Cửu Yên Mị kinh ngạc nhìn thẳng vào Tần Tung Hoành nói. Ý anh muốn nói bảo Cửu gia từ bỏ sao? Không, Tần Tung Hoành lắc đầu nói. Ý tôi muốn nói là bảo cô từ bỏ Cửu gia ấy. Nếu tôi mà từ bỏ Cửu gia thì Cửu gia đúng là chẳng còn gì nữa. Nhưng cô vẫn còn câu lạc bộ của các quý cô mà. Tần Tung Hoành nói, với độ hiểu biết của tôi về bọn họ, thì bọn họ sẽ không hạ thủ với cô đâu. Cô có được câu lạc bộ của các quý cô rồi, thì sẽ có mọi khả năng xảy ra. Nếu vào lúc này mà cô lại lôi cả câu lạc bộ đó vào trong thì kết cục rồi cũng bị hủy diệt cùng với Cửu gia mà thôi. Anh xem nhẹ Cửu gia đến thế sao? Cửu Yên Mị cười khổ nói. Là do tôi biết khả năng của bọn họ lớn cỡ nào. Ánh mắt Tần Tung Hoành thoáng có một vẻ tàn khốc, chỉ có điều anh ta che giấu rất tốt, chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình lặng, yên tĩnh như ban đầu. Cửu Yên Mị không nói gì nữa. Đến cả Tần Tung Hoành cũng nói như vậy thì chứng tỏ là lần này Cửu gia đúng là tai họa ngập đầu rồi. Tần Tung Hoành khi phải đối mặt với lực lượng của Tần Lạc thì hết lần này đến lần khác nhượng bộ, không phải vì trong lòng anh ta không cảm thấy tức giận, mà là vì anh ta không cầm chắc phần thắng trong tay. Cửu gia thì sao? Mình thì sao? Cái gì? Cửu Trọng Ngọc thét lên. Bảo cháu nhận tội á? Mấy người lại còn bảo cháu đi nhận tội. Nhận tội gì mới được chứ? Cháu làm sai cái gì rồi? Đúng, là cháu đã còng tay tên khốn đó lại, là cháu đã dùng hình đối với nó. Nhưng cháu cũng là vì thấy Cửu gia bị bắt nạt nên mới làm thế cho Cửu gia được hả giận. Ban đầu khi cháu đi bắt người thì sao không ai nói gì đi? Bây giờ xảy ra chuyện rồi thì lại bảo cháu đi nhận tội. Chỉ trong nửa ngày trời mà Cửu Trọng Ngọc từ một quan chức cao cấp uy phong lẫm liệt trở thành một người phụ nữ trung niên tức giận đến mức thở hổn hển nói không thành lời. Cô ta tạm thời bị đình chức. Hiện giờ đang ở trong căn biệt thự xa hoa của mình. Ngồi trước mặt cô ta là bác cả Cửu Giật Thanh và bác hai Cửu Giật Phân. Cửu Giật Thanh cau mày hút thuốc lá, nói, bác và chú ba, chú năm đã thương lượng với nhau rồi, lúc này không tiện nói chuyện. Người của Cục An ninh Quốc phòng không tiện nhúng tay vào, hơn nữa các cháu còn bị bọn họ bắt được. Bọn họ đứng ra nói thay cho cháu, chẳng khác nào tự mình chuốt vạ vào thân hay sao. Bị người ta bắt nạt thế này rồi. Mà các bác vẫn còn không chịu lên tiếng. Cháu là một con đàn bà mà bây giờ phải đứng ra làm chủ, thế mà còn bị chịu nhục một mình thế này. Bác cả, các bác làm như vậy không phải là quá lắm rồi hay sao? Cửu Trọng Ngọc cười khẩy nói. Cửu Giật Phân rít một điếu thuốc rồi nói, Trọng Ngọc, chuyện này các bác sẽ nghĩ cách giúp cháu tìm một chỗ. Cửu Giật Thanh lúc này dí đót thuốc vào trong gạt tàn, dối nói, chuyện coi như cứ như thế này đã. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài luôn. Cửu Giật Phân vỗ vỗ vào vai Cửu Trọng Ngọc, rồi cũng đứng dậy ra ngoài theo. Bác cả 10 năm trước là một công tử con nhà giàu có máu mặt tại cái đất Yến Kinh này, còn bác hai là một doanh nghiệp nổi tiếng tại mảnh đất phương Nam. Nhưng Cửu Trọng Ngọc bây giờ đột nhiên phát hiện ra tấm lưng bọn họ bây giờ không còn được thẳng như trước nữa. Cái gì đã đè lên đôi lưng đầy kiêu ngạo của các bác vậy? Cửu Trọng Ngọc nghĩ thầm trong bụng một cách đau khổ, Tần Lạc, là mày đó sao? Tần Lạc gọi cho Lệ Khuynh Thành, nửa giờ sau nàng đã đem cơm hộp đến phòng bệnh của hắn. Nàng hôm nay mặc một chiếc quần jean màu xanh, và một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác một chiếc áo len màu đen cổ rộng bên ngoài. Trông nàng vô cùng thời thượng, Lệ Khuynh Thành rất ít khi trang điểm, ăn mặc kiểu này đi ra ngoài. Nàng trông thấy ánh mắt của Tần Lạc kinh ngạc nhìn mình, Lệ Khuynh Thành liền quay người một vòng khoe, đẹp không? Đẹp, trẻ ra tận 10 tuổi cơ đấy. Tần Lạc cười nói. Đáng ghét, nói như là em già lắm không bằng ấy. Lệ Khuynh Thành cười mắng. Nàng sau đó đặt cơm hộp lên trên bàn, sau đó múc một bát cháo ra bát rồi nói, ăn chút cháo trước đi, lúc này ăn thịt hay cá cũng không hợp lắm. Anh đói lắm rồi, Tần Lạc cười khổ nói. Hắn bây giờ bỗng nhiên cảm thấy rất thèm ăn thịt và cá, hơn nữa hắn cũng không phải đang bị bệnh thật. Chờ cho Tần Lạc húp hết bát cháo rồi, Lệ Khuynh Thành mới đem bát đi rửa,
sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn hắn với đôi mắt rất tình ý. Sao thế? Tần Lạc hỏi. Sau này không được giúp em như vậy nữa. Lệ Khuynh Thành nắm chặt lấy bàn tay của Tần Lạc nói, sự an toàn của anh quan trọng hơn mối thù của em. Em cảm động à? Tần Lạc bông đùa nói. Anh đâu phải là của mình em đâu, nếu như anh có mệnh hệ nào, các cô khác thể nào cũng xé xác em ra. Lệ Khuynh Thành cố tình nói lảng sang vấn đề khác, nàng mặc dù rất cảm động, nhưng lại không muốn biểu đạt, hay không biết cách biểu đạt nó. Khi người khác đến gần bên cạnh nàng, thì nàng sẽ cố tỏ ra thật ghê gớm để lảng sang vấn đề khác. Đây là một đêm làm nhiều người phải mất ngủ, cũng không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến, một cuộc phán quyết cho Cửu Trọng Ngọc cuối cùng cũng đã tới. Cửu Trọng Ngọc bị cách chức, sau đó sẽ bị truy cứu vì tội lạm dụng quyền lực để hành hung người khác. Cửu gia không hề có thái độ cứu giúp Cửu Trọng Ngọc, như vậy bọn họ đã tránh được mâu thuẫn với thế lực đứng sau lưng Tần Lạc. Cửu Trọng Ngọc bị vào tù, còn tai ương của Cửu gia thì bây giờ mới bắt đầu. Chương 875, gãy một cánh tay. Thâm Thành, siêu thị Bách Gia Nhạc. Siêu thị Bách Gia Nhạc là một nơi bán đồ tiêu dùng hàng ngày, bao gồm đồ ăn, đồ điện, quần áo cùng với những đồ gia dụng trong nhà khác nữa. Đó là một trong những siêu thị lớn nhất Tâm Thành, ở Hoa Nam có tới gần 100 chi nhánh lớn nhỏ, có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong phạm vi cả nước. Cũng giống với những ngày khác, siêu thị Bách Gia Nhạc vẫn đông vui tấp nập như mọi khi, khách khứa không ngừng hối hả đi tới đi lui, còn siêu thị thì cũng thu hoạch được khá nhiều tiền từ trong ví của những người khách vào ra không ngớt này. Ăn của người mua lại ăn cả của người bán. Nghề buôn bán lẻ là một trong những nghề mà lợi nhuận kết xù nhất trên thế giới. Bà Lý sau khi đến quầy thu ngân tính tiền xong, thì bà còn đứng ở cửa siêu thị kiểm tra lại giá của từng sản phẩm mà mình mua xem có đúng không. Đây là một thói quen tốt của người già mà rất ít những người trẻ tuổi có hành động tỉ mỉ, chu đáo được như thế này. Bà phát hiện ra trên tờ đơn mua đùi gà giá là 12 tệ 9 nửa cân, còn lúc mua thì bà nhìn thấy trên biển giảm giá viết là 9 tệ 9, nửa cân. Thực tế thì mỗi nửa cân lại đắt hơn 3 tệ so với bản giảm giá mà siêu thị đưa ra, thế là thế nào? Mỗi nửa cân lại đắt hơn 3 tệ, bà mua 1 cân thế là đã phải chi thêm 6 tệ rồi. Điều này căn bản chẳng là gì đối với những người có tiền, nhưng đối với vô số người dân Trung Quốc chỉ dựa vào chỗ lương hưu ít ỏi để sinh sống qua ngày thì đó là cả một vấn đề. Bà Lý kéo chiếc xe đẩy hàng đến bên cạnh nơi mà bà đứng tính tiền, nói với cô nhân viên thu ngân. Cô ơi, giá đùi gà tôi mua không đúng rồi. Trước mặt cô nhân viên thu ngân là cả một hàng người dài, cô ta vừa tính tiền cho những vị khách khác, vừa khó chịu nói, nếu có vấn đề gì thì xin mời đến quầy phục vụ để hỏi. Bà Lý cũng không biết phải làm sao, đành phải kéo theo chiếc xe hàng đến quầy phục vụ để hỏi. Trước quầy phục vụ cũng là một hàng người dài lượt thượt, vất vả lắm mới đến lượt bà, nhân viên phục vụ cầm túi đùi gà mà bà đưa cho rồi nói, có thể là do bảng giảm giá chưa kịp đổi đấy. Giá tiền thực tế lấy giá đánh ra từ máy vi tính làm chuẩn. Bà Lý nổi giận, nói, sao có thể như thế được chứ? Mấy người làm thế không phải là hành vi lừa gạt rồi sao? Rõ ràng bên trên thì viết là 9 tệ 9 nửa cân thì tôi mới mua chứ, sao lúc tính thành tiền thì lại là 12 tệ 9? Nếu là thế thì tôi không mua nữa. Nhà buôn không kịp bỏ bảng giảm giá đó xuống thì chúng tôi cũng biết làm sao được. Không mua thì thôi, bà để đồ ở đây. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho bà. Cô nhân viên nói với vẻ mặt không vui. Không ăn nổi thì đừng có mà mua nữa. 9 tệ 9 thì khác gì 12 tệ 9 đâu cơ chứ. Cô, mấy người ăn hiếp người ta quá đáng. Mấy người đã không cho tôi một đáp án vừa lòng, đã thế thái độ còn kém như vậy. Tôi đứng xếp hàng lâu như thế để phản ảnh vấn đề cho các người. Rõ ràng các người đã sai, thế mà lại không chịu xin lỗi người ta một tiếng. Nhân viên phục vụ khó chịu liếc nhìn bà Lý một cái, rồi trả lại bà 25 tệ 8, nói, đây là tiền hoàn trả lại bà đến chỗ khác mà mua 9 tệ 9 đi nhé. Cô, bà Lý tức đến đỏ mặt, ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào cô nhân viên phục vụ mà không nói được tiếng nào. Sau đó tất cả mọi vật trước mắt bà tối sầm lại, bà ngã gục ngay trước quầy phục vụ. Á, có người té xỉu rồi. Mau gọi xe cứu thương đi. Tôi có xe đây. Mau đưa bà ấy đến bệnh viện đi. Những việc như thế này xảy ra không ít, cũng không phải chỉ xuất hiện mỗi ở trong siêu thị Bách Gia Nhạc. Thông thường thì mỗi khi gặp những tình huống thế này, thì nhà buôn sẽ phái người đến thăm hỏi một chút, sau đó trả hết tiền thuốc men hoặc bồi thường cho người bệnh vài trăm tệ thì sự việc coi như kết thúc.
vì dù gì thì một người dân thông thường làm sao có thể đấu lại được với những người có tiền, có quyền hay có bối cảnh hơn người chứ. Thế nhưng sự việc lại được xoay chuyển tình thế. Bạch Dương là phóng viên của tờ Đông Nam Đô Thị Báo, hôm nay anh ta được nghỉ đã cùng với bạn gái đến đây mua sắm. Cô bạn gái anh ta lên tầng trên làm móng tay, nên anh ta ngồi luôn ở quán nước tầng dưới gọi một cốc nước chanh rồi ngồi giết thời gian. Quán nước này ở ngay đối diện với quầy phục vụ, vì vậy mà anh ta vừa vặn thấy hết toàn bộ sự tình xảy ra trước mắt mình. Khi bà lão xảy ra tranh chấp với nhân viên phục vụ thì anh ta nhanh chóng rút luôn máy ảnh ra chụp liên tục. Khi bà lão đột nhiên té xỉu, chán bà chẳng may đập luôn vào góc quầy phục vụ máu me tung tóe thì anh ta cũng kịp thời chụp được cái ống kính quý báu này. Sau khi bà Lý được đưa đến bệnh viện, trải qua cứu chữa kịp thời thì bà đã hồi tỉnh lại. Nhưng vì tuổi tác bà đã cao, đầu lại bị va đập mạnh, nên bà có vẻ thiếu minh mẫn hơn trước. Một viên giám đốc nhỏ của siêu thị Bách Gia Nhạc xách một túi hoa quả đến thăm bà, rồi lại vội và cáo từ rời đi. Vì kết quả kiểm nghiệm mà bệnh viện cho ra đã nói rõ bà lão vì huyết áp cao, lại kèm với bệnh tim mãn tính nữa đã dẫn tới hôn mê bất tỉnh, mà bà thì đã có bệnh sử về tim đã mấy chục năm nay rồi. Vì vậy mà bên thương gia đến tiền thuốc men phí bệnh viện cũng không cần phải trả, chứ đừng nói đến vấn đề bồi thường nữa. Con trai và con gái bà không chịu được cái kiểu đãi ngộ như thế này, bèn đi tìm cơ quan công an để báo án, nhưng kết quả là cơ quan công an không chịu lập án, nói là thương gia không sai gì, trách nhiệm chủ yếu là ở phía bà lão. Hơn nữa còn có một viên cảnh sát cảm thấy bất bình giáo huấn cho họ một bài học, nếu người bệnh cứ bị té xỉu ở những nơi mua sắm là đòi người ta phải bồi thường, thì về sau tất cả những nơi mua sắm trên khắp thế giới đều có thể đóng cửa được rồi đấy, thu nhập hàng ngày còn không đủ để bồi thường tiền thuốc men cho những người cố tình đi lừa bịp tống tiền. Không thể không nói là, có một số người có thể tìm đủ các lý do để biện hộ cho hành vi sai trái của khổ chủ của mình. Con trai và con gái bà Lý suýt tí nữa thì giận mà ngất xỉu, mẹ của bọn họ bị thương mà lại bị cảnh sát nói là cố tình đi lừa bịp tống tiền. Nhưng cơ quan công an không chịu lập án cho bọn họ thì bọn họ còn có cách gì nữa đây? Kiện lên tòa ư? Làm thế thì phải bỏ tiền ra mời luật sư, còn phải hao công tổn sức đi thu thập chứng cứ. Nếu bạn ở tòa án mà không có chỗ dựa vững chắc thì có lẽ kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như bây giờ mà thôi. Những người thấp cổ bé họng như bọn họ làm sao có thể đánh lại nổi cả một doanh nghiệp lớn cơ chứ? Nhẫn nhịn. Đây là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm được bây giờ. Thế nhưng chỉ với một bài báo mà việc này đột nhiên trở thành một sự kiện lớn trên khắp cả nước. Ngay tối ngày hôm đó, tờ báo Đông Nam Đô Thị Báo, một tờ báo được tiếng là lấy lời của dân làm chuẩn tắc, có địa vị khá lớn trong đám phần tử trí thức và dân thường đã cho đăng bài viết có tên, bà lão 70 đến siêu thị Bách Gia Nhạc mua sắm và bị lừa gạt, bệnh tim đột phát nên đã té xỉu trở thành người thực vật, bài viết được ký tên là Bạch Dương, không những giới thiệu chi tiết việc bà lão mua đùi gà và bị lừa gạt về giá cả, mà còn có cả một tấm ảnh bà lão mặt máu me be bét đính kèm theo nữa. Không những thế, ở phần cuối bài viết còn nói rõ cách ứng phó của siêu thị Bách Gia Nhạc đối với việc này nữa, tính từ lúc xảy ra vụ việc. Ngoài một vị giám đốc ở bộ nhân lực của siêu thị Bách Gia Nhạc đến bệnh viện thăm bà lão ra, thì không có bất kỳ thành phần quản lý nào đến đó nữa. Hơn nữa, ngoài một giỏ hoa quả thì siêu thị Bách Gia Nhạc không có thêm bất kỳ một sự bồi thường nào hơn. Một hòn đá thôi cũng đủ khơi lên ngàn gợn sóng. Việc này vừa được công bố một cái, bèn thu hút sự chú ý và phẫn nộ của vô số quần chúng Đông Nam. Có không biết bao nhiêu người đã gọi điện thoại đến tòa báo để hỏi thăm tình hình. Còn có cả những người đã chạy đến siêu thị Bách Gia Nhạc để tìm ra chân tướng sự việc nữa, không những thế còn có người truyền tải bài viết đó đến blog cá nhân của mình hay những trang mạng khác nữa. Với độ truyền thông của nước Trung Quốc, thì chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có cả triệu người bấm vào đó xem rồi, hàng trăm nghìn người hồi âm, đạt đến một con số khiến cho người ta phải kinh hãi. Việc truyền tải ở blog còn có được thành quả huy hoàng hơn người ta tưởng. Tin này được một dân mạng Đông Nam đăng tải. Rất nhanh số lượng truyền tải đã lên tới mấy chục nghìn người. Sau khi một người ở trang mạng Tân Lãng có tên V truyền tải, thì số lượng truyền tải lại được tăng lên đến chục nghìn, trăm nghìn. Đến cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Diêu Thần, Thái Khang Vĩnh, Tiểu S, cũng đều tham gia vào trong đó, khiển trách một cách mạnh mẽ hành vi vô đạo đức của siêu thị Bách Gia Nhạc. Rất nhanh, thì sự kiện bà lão bị lừa gạt đã trở thành đề tài nóng bỏng của blog Tân Lãng ngày hôm đó. Những tòa soạn khác khi thấy độ nóng sốt của việc này thì cũng rối rít bám vào đưa tin theo. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,
tập đoàn thương nghiệp liên dây chuyền siêu thị Bách Gia Nhạc đã trở thành chuột chạy ngang đường, ai nhìn thấy cũng muốn đánh. Thậm chí mọi người còn tập hợp lại một cách tự phát, hét lên khẩu hiệu, từ chối mua đồ trong Bách Gia Nhạc, để cho siêu thị vô lương đóng cửa, nữa. Tần Lạc là người phương Nam, vì vậy mà hắn chẳng lạ gì với cái tên Bách Gia Nhạc này cả. Hắn không có cơ hội đi học, nên mỗi lần đợi cô tan học về nhà, cô hắn đều đưa hắn đến siêu thị chơi, không những thế còn lén mua cho hắn hai xiên cá viên nữa. Ông nội không cho hắn ăn linh tinh ở bên ngoài đâu. Vì thế mà đây cũng là thú vui lớn nhất khi đó của hắn. Ngày đó siêu thị mà hắn đến chính là Bách Gia Nhạc, có thể nói rằng hắn chẳng có bất kỳ ác cảm gì với cái siêu thị này cả, ngược lại còn có những ký ức tốt đẹp nữa là đằng khác. Nhưng thương nghiệp tranh đấu với nhau vốn vẫn tàn khốc như vậy. Tần Lạc biết Bách Gia Nhạc là một trong những sản nghiệp của Cửu gia. Lợi nhuận hàng năm lên đến vài chục tỷ. Hắn sau khi xem xong bản tin trên, Yến Kinh Sinh hoạt báo, thì hắn hiểu được rằng, đã có người bắt đầu ra tay với Cửu gia rồi. Hắn nhấc điện thoại ở trên bàn lên gọi cho Lệ Khuynh Thành. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Em biết là anh sẽ gọi điện thoại cho em. Giọng nói khêu gợi của Lệ Khuynh Thành truyền tới. Ai đã làm chuyện đó thế? Tần Lạc cười hỏi. Là em đấy, Lệ Khuynh Thành nói. Doanh nghiệp dây chuyền mặc dù không phải là sản nghiệp kiếm nhiều tiền nhất của Cửu gia, nhưng nó lại là cái lúc nào cũng ở ngay trước mắt quần chúng, ra tay với nó là thích hợp nhất rồi. Tần Lạc không hứng thú gì với việc nàng ra tay với sản nghiệp nào của Cửu gia trước, mà cái hắn quan tâm lại là việc khác, hắn hỏi, bà lão họ Lý đó là thế nào? Em biết là anh chỉ quan tâm tới điều này. Lệ Khuynh Thành cười lớn ở đầu dây bên kia, nói, người của chúng ta chỉ mua chuộc phóng viên thôi. Còn nhân viên làm việc với bà lão đó đều là những việc đột nhiên phát sinh. Em biết nơi dễ xảy ra chuyện nhất thường là ở quầy phục vụ, vì thế nên em đã bảo phóng viên phục kích ở đó. Quả nhiên là có kết quả. Chương 876, ai chết trong tay ai? Bố cục sản nghiệp của Cửu gia đi theo con đường ít mà tinh. Ngoài buôn bán lẻ, bất động sản, dầu khí và một tập đoàn vận chuyển chất thải phóng xạ Nam Hải ra thì những sản nghiệp khác đều thuộc vào dạng giai đoạn đầu tư ngắn hạn. Cổ phần của hai khối bất động sản và dầu khí có phần phức tạp, mặc dù là do Cửu gia khống chế hoàn toàn, nhưng bọn họ lại che giấu rất tốt. Vì độ nhạy cảm của ngành nghề đó nên người ngoài rất khó tìm ra được cơ hội và cũng không dễ động thủ chút nào. Nhưng nghề buôn bán lẻ thì lại không thế, cái đó có liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Chỉ cần xảy ra sự cố gì, thì mọi người đều sẽ tập trung tầm nhìn của mình vào đó. Thông qua thảo luận thì mọi người đã quyết định lấy nó làm tiêu điểm. Dùng nó để khuấy động cho con thuyền buôn bán của Cửu gia phải lật thuyền. Lệ Khuynh Thành cũng không làm gì nhiều cả, nàng chỉ bảo người đến phương Nam mua chuộc ba phóng viên, sau đó bảo ba phóng viên này túc trực ở Bách Gia Nhạc để tìm những tin tức tiêu cực của Bách Gia Nhạc. Bạch Dương chính là một trong ba người đó. Anh ta đặt mục tiêu vào quầy phục vụ, nơi mà siêu thị dùng để ứng phó với khách hàng đến để đóng gói, kiến nghị hay khiếu nại. Quả nhiên anh ta là người đầu tiên nhận được 200.000 nhân dân tệ tiền thưởng của một người thần bí. Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành giải thích thì Tần Lạc mới cảm thấy yên tâm phần nào, cười nói, thế thì tốt, nếu chúng ta làm quá đáng, thì chúng ta cũng chẳng khác gì bọn họ rồi. Việc báo thù của ngày hôm nay cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Yên tâm đi, em biết chồng em là người thế nào mà, em làm sao dám làm những việc tàn nhẫn không có tính người như thế chứ. Em còn sợ anh bỏ em ấy chứ. Lệ Khuynh Thành cười ha hả nói. Em giỏi giang như vậy, sao anh có thể bỏ em được? Tần Lạc an ủi nói. Tự dưng hoài nghi người phụ nữ của mình, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng hắn là sợ tính cách của Lệ Khuynh Thành thiên lệch quá, sợ vì báo thù mà làm hại đến những người vô tội. Anh nói là em giỏi là giỏi ở trên giường hay là dưới giường thế? Thấy đầu dây bên kia im lặng không thốt nên lời, thì Lệ Khuynh Thành lại cười lớn lên. Tần Lạc cũng hé miệng mỉm cười. Hắn thích cái cảm giác này, giống như là khi vừa mới quen Lệ Khuynh Thành vậy, mặc dù những lời nàng nói đều làm cho người ta không đỡ nổi, nhưng lại không khiến cho người ta lợi dụng được gì. Con của người nghèo thì thường trưởng thành sớm. Cái xã hội như một viên đá mài này đã mài Lệ Khuynh Thành trở thành một con dao trơn nhẵn mà không tuột tay, sắc bén vô cùng. Hắn rất may mắn vì đã gặp được nàng, gặp được mấy người bọn họ. Cẩn thận không Cửu gia lại phản pháo lại đấy. Tần Lạc cười nói, để anh sắp xếp thêm một số người nữa đến bảo vệ em nhé. Không cần đâu, người đông có khi lại dễ bị bại lộ. Bây giờ em đang ở trường đua ngựa Hoa Điền, thường ngày cũng ít ra khỏi nhà lắm.
Thế thì tốt, Tần Lạc nói, nếu có việc gì thì phải gọi điện cho anh ngay đấy. Vâng, Lệ Khuynh Thành cười nói. Sau khi cúp điện thoại của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành nói với Lữ Hàm Yên đang đứng bên cạnh, bảo người chuyển vào tài khoản của bà Lý 200.000 nhân dân tệ đi. Lữ Hàm Yên tủm tỉm cười nhìn Lệ Khuynh Thành nói, tìm được một người đàn ông ngốc như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Từ khi gặp anh ấy đến giờ, thì mình chưa từng khi nào thấy bất hạnh cả. Lệ Khuynh Thành nói mà vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Xem ra cậu đã yêu rồi. Lữ Hàm Yên nhìn vào vẻ mặt kiều diễm của Lệ Khuynh Thành nói, mình lại cứ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ yêu ai cơ đấy. Bất luận đó là đàn ông hay đàn bà. Trước khi gặp anh ấy thì mình cũng nghĩ thế đấy. Lệ Khuynh Thành nở một nụ cười tươi như hoa. Sự kiện bà lão họ Lý bị lừa gạt ở Bách Gia Nhạc tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, rất khó để khống chế được tình hình. Con trai con gái bà lão họ Lý khi được phỏng vấn thì họ đã giải bày nỗi khổ cực của mình, và còn nói rằng họ đã thử nói chuyện với siêu thị Bách Gia Nhạc về sự việc này, nhưng đã bị bọn họ đối đãi lạnh nhạt. Điều này càng làm cho những người xung quanh căm ghét Bách Gia Nhạc. Bên ngoài cửa của siêu thị Bách Gia Nhạc đã tập trung đông đúc quần chúng, họ viết đầy những dòng băng rôn ở đó, họ thét to kể lại chuyện bà lão họ Lý bị lừa ở Bách Gia Nhạc xong, hiện giờ còn đang trọng thương nằm viện cho mỗi người đi ra đi vào ở đây. Việc làm ăn buôn bán của Bách Gia Nhạc xuống dốc không phanh, có vô số người đòi tìm đến công ty Bách Gia Nhạc để yêu cầu bồi thường. Là một công ty có cổ phần nằm trên bảng Nasdaq, thì việc bảo vệ hình tượng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Ngay tối ngày hôm đó, sau khi thị trường cổ phiếu của Mỹ mở phiên giao dịch thì cổ phiếu của Bách Gia Nhạc xuất hiện việc bán ra với số lượng lớn. Sự việc này cùng với hình tượng bị tổn hại đã khiến cho cổ phiếu của Bách Gia Nhạc rất thê thảm, tạo ra một đợt rớt giá có 102 trong lịch sử. Sự việc Bách Gia Nhạc đột nhiên xuất hiện và có khuynh hướng lan tràn ra cả nước, khiến cho Cửu Gia đang lo việc hậu sự cho Cửu Thiên Tứ giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Cửu Gia lại một lần nữa triệu tập hội nghị thành viên trong gia đình. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà Cửu Gia đã triệu tập đến 5 lần hội nghị rồi. Âm mưu, đây đúng là một âm mưu nhằm vào Bách Gia Nhạc. Nhất định là do con tiện nhân đó làm, nếu không thì làm sao phóng viên lại xuất hiện ở đấy đúng lúc thế chứ? Mà bên báo chí sao không gọi điện thoại thông báo một tiếng mà đã đăng bài lên rồi. Hãy nghĩ cách là cho con đàn bà thối thây đó chết đi. Mẹ kiếp, nhìn là thấy tức rồi. Cửu Giật Thanh vỗ mạnh lên bàn nói, mọi người yên lặng đi, yên lặng. Bảo mọi người đến đây để bàn bạc sự tình, chứ không phải bảo mọi người đến để chửi bới thế này. Anh cả, chẳng có gì để nói nữa. Vì đại cục, việc của Trọng Ngọc chúng ta đã nhẫn nhịn rồi. Lần này nó còn nhằm vào cả túi tiền của chúng ta, thì không thể tiếp tục nhịn nữa. Đúng đấy, nếu mà nhịn nhục nữa thì nó sẽ cho rằng chúng ta sợ nó cũng nên. Làm thịt nó đi, làm sụp đổ quốc tế Khuynh Thành của nó. Cũng chỉ là có một thằng bạn trai công tử bột thôi mà, làm gì mà lợi hại như Yên Mị nói được sao? Cháu không tin điều đó chút nào. Nếu không được thì cháu sẽ đi tìm thằng họ Tần đó nói chuyện xem sao. Nó không phải là thích đàn bà à? Cháu tìm cho nó vài con minh tinh là được chứ gì. Cửu Yên Mị ngồi trong một góc cười khẩy mà không nói câu gì. Có lẽ người đàn ông được xưng là, Chí Công Tử, kia nói đúng, việc của Cửu Gia không phải là việc của mình. Nếu không muốn xảy ra chuyện gì, thì việc duy nhất nên làm bây giờ đó là tách rời khỏi Cửu Gia. Hơn nữa, mình nói cũng có ai nghe đâu. Cửu Yên Mị lại lắc đầu cười nhạt, đám người tự cao tự đại này. Bọn họ cho rằng Cửu Gia của bây giờ vẫn được giống như ngày trước hay sao? Cùng với việc ra đi của mấy người già có tầm ảnh hưởng to lớn thì Cửu Gia chỉ có thể tiếp tục trượt dốc mà thôi. Cửu Giật Vân dập điếu thuốc trong tay mình nói, trách nhiệm lần này là thuộc về tôi. Vì bận rộn lo làm việc hậu sự cho ông ở Yến Kinh, nên đã không kiểm soát nhiều đến chuyện làm ăn buôn bán. Sau khi xảy ra chuyện mà người bên dưới không kịp thời thông báo ngay, mà lại xử lý theo như cách suy nghĩ của ngày trước. Vì vậy nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Giật Vân, bây giờ không phải là lúc tự trách mình. Chú mau xem lần này chú định xử lý chuyện này ra sao đi. Nếu xử lý không tốt mà để cổ phiếu ngày mai lại rớt tiếp nữa thì Bách Gia Nhạc coi như kết liễu ở đây. Cửu Giật Vân gật đầu nói, thứ nhất, tôi đã chỉ thị cho Phó Tổng Giám đốc công ty đích thân đi nói chuyện về vấn đề bồi thường với người nhà của bà lão họ Lý rồi, cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ. Để bọn họ có thể nói giúp cho chúng ta, từ ánh mắt thù địch trở thành khen ngợi chúng ta dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, hóa giải mâu thuẫn lớn nhất. Thứ hai là, tôi sẽ bảo Bộ Ngoại giao nói chuyện với giới truyền thông,
để với điều kiện đổ dồn quảng cáo trên các đài báo của bọn họ thì cũng xin bọn họ tạm ngưng không đưa tin về sự việc này nữa. Thứ ba, công ty sẽ mời một chuyên gia đến thảo luận về việc này, hướng dư luận công chúng về phía có lợi cho chúng ta. Đây là một số biện pháp mà tôi tạm thời nghĩ ra. Mọi người có ý kiến gì thì cứ đưa ra xem nào. Cửu Giật Thanh gật đầu vừa ý nói, mấy ý tưởng này đều rất hay, mau tiến hành ngay theo lối này. Không thể để cho sự việc này được lăng xê thêm nữa. Cửu Giật Vân gật đầu nói, dìm việc này xuống có lẽ là không vấn đề gì. Vì dù gì thì Lão Tứ cũng được coi là một nhân vật có tiếng ở phía Nam. Nếu không được nữa thì bảo chú ấy gọi điện thoại đến nói chuyện với bộ tuyên truyền. Nhưng mọi người đã nghĩ tới chuyện này chưa? Nếu đúng là có người đứng sau vụ việc này thì nếu còn xảy ra những việc khác nữa thì phải làm sao đây? Căn phòng lại một lần nữa trở nên im ắng hẳn đi, phụ nữ thì cúi đầu không nói gì, còn đàn ông thì lặng lẽ đốt. Những người có mặt ở đây ngày hôm nay thì đã tới rồi, chúng ta phải nghĩ cách trong đợt hội họp lần này. Là chiến hay là hòa thì phải có một giải pháp mới được. Nếu không thì cứ để người ta đẩy cho một cái, thì chúng ta lại động một cái, thế nhở bọn chúng đẩy mình liên tiếp mấy cái. Mà chúng ta không xoay sở kịp thì phải làm sao đây? Hay là, chúng ta tìm đến con đàn bà đó nói chuyện xem sao? Nó tốn công tốn sức để làm bao nhiêu chuyện như thế không phải là muốn có tiền hay sao? Cho nó một ít đi rồi đuổi nó đi, có người nhỏ giọng nói. Thối lắm, nó là người thế nào của Cửu gia mà đòi chúng ta chia tiền cho nó chứ? Đúng đấy, thế nó tham lam đòi một số tiền lớn thì phải làm sao? Chiến đi! Nếu không được thì cháu tìm người gô cổ nó lại. Chúng ta cũng không thể để cho một con đàn bà đè đầu cuối cổ chứ. Nghe mọi người thảo luận om sòm thì Cửu Yên Mị lại khẽ nở ra một nụ cười kỳ quái. Cười cái gì thế? Cửu Trọng Mưu ngồi cạnh Cửu Yên Mị, nheo mắt lại hỏi. Cười một số người đáng buồn cười. Cửu Yên Mị nói như ám chỉ điều gì đó. Chị cho rằng nó làm thế là không phải vì tiền ư. Cửu Trọng Mưu cười hỏi. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì đó đã không phải là một vấn đề nữa rồi. Cửu Yên Mị nói, nếu cô ấy đồng ý thì tôi bằng lòng cho cô ấy 1 tỷ nhân dân tệ. Vì chị và nó là cùng cha khác mẹ, Cửu Trọng Mưu châm chọc nói. Vì cô ấy có thể quyết định sự sống còn của Cửu gia. Cửu Yên Mị lướt nhìn Cửu Trọng Mưu nói, bao gồm cả cậu nữa. Trong khi Cửu gia còn đang bàn bạc xem rốt cuộc nên ứng phó với Lệ Khuynh Thành thế nào thì lần tập kích thứ 2 đã đến. Biến động bất ngờ, ai sẽ chết trong tay ai? Chương 877, chó cùng rứt dậu. Đang trong lúc sự kiện bà lão họ Lý bị lừa gạt về giá cả ở Bách Giai Nhạc được bàn tán xôn xao, thì vụ tai tiếng lớn hơn có liên quan đến Bách Giai Nhạc bị lộ ra ngoài. Lầu 3 của Bách Giai Nhạc chuyên để bày bán vật dụng gia đình cao cấp, có khoảng mấy chục nhãn hiệu của các hãng trong và ngoài nước chiếm giữ bên trong. Dataki là một hãng gia dụng đến từ Ý, nghe nói đã có đến mấy trăm năm lịch sử rồi. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều được nhập từ Ý về, nguyên liệu bằng gỗ cao cấp, được làm từ thuần thủ công mà ra, một bàn một ghế ít nhất cũng phải mấy nghìn nhân dân tệ, đắt thì cũng phải mười mấy nghìn hoặc mấy chục nghìn, là một nhãn hiệu mà có vô số người có tiền có quyền đua nhau rượt đuổi. Thế nhưng, một tập đoàn gia dụng quốc tế dây chuyền cỡ lớn 1 năm tiêu thụ mấy chục tỷ lại gặp phải khủng hoảng. Trải qua kiểm nghiệm thì phát hiện thấy những đồ vật có giá trên trời này không phải 100% được sản xuất ở Ý như bọn họ vẫn tuyên truyền. Nguyên liệu được dùng cũng không phải là bụi gai của cây bạch dương quý hiếm như công ty Dataki vẫn nói, mà chỉ là nhựa cây cao phân tử. Thông qua kiểm tra và đo lường cẩn thận thì đồ gia dụng của Dataki được tiêu thụ ra bên ngoài thậm chí còn bị phán định là những sản phẩm không hợp chất lượng. Việc này vừa mới lộ ra thì lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có không ít đài báo phê bình và khiển trách những thương gia bất lương. Những người bị lừa thì liên tiếp đứng ra kháng nghị. Yêu cầu Dataki phải bồi thường tổn thất về kinh tế và thể diện cho họ. Mẹ nó chứ đứa nào đi khoe khoang coi đồ giả là đồ Tây với bạn bè gần xa thì đều cảm thấy mất mặt. Vốn dĩ đây là việc của Dataki chẳng dính líu gì đến Bách Giai Nhạc cả. Nhưng đúng vào lúc này thì có công nhân viên nội bộ của Bách Giai Nhạc tiết lộ. Nói rằng siêu thị Bách Giai Nhạc khi thu hút thương nhân và các nhà đầu tư thì đã trắng trợn lăng xê cho Dataki. Không những thế khi đã biết rõ nó không phải là đồ gia dụng nhập khẩu từ Ý về nhưng vẫn coi tuyên truyền mánh lới để lừa gạt người tiêu dùng. Nếu không có siêu thị hạng lớn như Bách Giai Nhạc đứng đằng sau làm hậu thuẫn thì làm gì có nhiều người bị lừa gạt như thế. Rất nhanh đã có người liên kết hai việc là giả của Dataki và vụ việc bà lão họ Lý bị lừa gạt lại với nhau, tất cả các mũi nhọn đều chỉ thẳng vào siêu thị Bách Giai Nhạc.
tiếp đó lại có báo lộ ra việc con gái của bà lão họ Lý đã từ chối 20.000 nhân dân tệ tiền, bịt miệng, đòi trả lại lẽ phải cho mẹ già bị lú lẫn của mình. Bác Phương cũng khóc lóc kể lại, tôi cũng đã từng bị lừa gạt về giá cả giống như bà Lý đấy. Siêu thị Bách Gia Nhạc tiêu thụ đồ uống quá hạn, chỉ mỗi thay đi nhãn trên đó rồi lại đem ra bán. Tôi mua sữa ở trong Bách Gia Nhạc, khi đem ra uống thì phát hiện trong đó có một con ruồi, bọn họ nói là bảo tôi làm kiểm nghiệm thi thể cho ruồi. Từ ầng đổ thì mọi thứ đều đổ theo, dậu đổ bìm leo. Bị ảnh hưởng liên tiếp từ bao nhiêu là chuyện, Bách Gia Nhạc trong mắt mọi người giờ đây đã trở thành một siêu thị tham lam, đen tối, thối nát, bạo lực, bất lương. Không có nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cú đấm kết hợp có kế hoạch, từng bước một gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, còn đối tượng phải chịu cú đấm đó chính là tập đoàn Bách Gia Nhạc trước đó còn hô phong hoán vũ ở thị trường buôn bán lẻ. Việc buôn bán của Bách Gia Nhạc trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, cửa vào của siêu thị giờ đây vắng vẻ điều hưu, đã ba lần hạ giá sản phẩm xuống mà vẫn không có ai muốn vào mua đồ cả, tất nhiên cũng là vì họ không dám. Vì ở trước mỗi siêu thị Bách Gia Nhạc lại tập trung vô số người xem. Nếu mà họ nhìn thấy ai mua đồ của Bách Gia Nhạc đi từ bên trong ra thì họ sẽ nhổ cho đến chết mới thôi mất. Quỷ tha ma bắt, con tiện nhân đó độc địa thật. Cứ hết nhát dao này lại đến nhát dao khác, đâm đến sướng tay thì thôi. Tay của Cửu Trọng Mưu vừa ra sức bóp lấy bóp để bộ ngực non nớt của cô nữ sinh học viện nghệ thuật Yến Kinh vừa khẽ gầm lên. Đau, ôi đau quá. Thiếu gia, anh nhẹ một chút đi, làm nó hỏng rồi thì sẽ không đẹp nữa đâu. Đến lúc đó anh sẽ chê em xấu cho mà xem. Cô gái kêu đau liên tục, mặt còn nở một nụ cười lấy lòng nữa. Thời đại này chẳng ai kiếm tiền một cách dễ dàng được cả. Bất luận đó có là gái điếm hay khách làng chơi, bất luận đó có là tác giả hay người đọc đi chăng nữa. Cửu Trọng Dung có phần phong độ hơn Cửu Trọng Mưu đôi chút, một tay hắn vuốt ve cặp đùi của người phụ nữ ngồi bên cạnh, tay còn lại thì lắc nhẹ ly rượu vang trong tay mình, mắt lờ đờ say nói. Nếu cái thế cục này mà chúng ta không phá được thì Bách Gia Nhạc coi như đi đời từ đây. Một ngày hai ngày chúng ta còn đỡ nổi, dăm bữa nửa tháng cũng còn có thể cắn răng chịu đựng qua ngày, nhưng nếu việc này mà cứ để mãi không giải quyết được, thì chẳng còn ai muốn đến đó mua sắm nữa. Chỉ tiền thuê cửa hàng hàng tháng thôi cũng đủ để chúng ta nuốt không trôi rồi. Hơn nữa, mà cứ không làm ăn buôn bán được gì thì những thương nhân phải nộp tiền hàng tháng kia cũng sẽ không bằng lòng đâu. Tới lúc đó chỉ riêng tiền hủy hợp đồng thôi cũng đã là một con số không nhỏ rồi. Con đàn bà này đúng là đang đâm vào chúng ta, cái chảy ra ngoài không phải là máu, mà là một số lượng lớn nhân dân tệ. Anh là người thông minh nhất trong mấy người anh em chúng ta, anh biết làm thế nào để phá vỡ thế cục này chứ? Cửu Trọng Mưu nhìn Cửu Trọng Dung hỏi, anh em trong Cửu gia rất đông, nhưng quan hệ giữa hai người Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Dung là tốt nhất. Hắn ta cho rằng đời thứ ba của Cửu gia thì cũng chỉ có người anh họ này là có tiền đồ nhất mà thôi. Nếu mà tôi biết cách phá vỡ thế cục này thì tôi đã không ngồi đây uống rượu giải sầu với cậu rồi. Cửu Trọng Dung cười khổ nói. Chỉ sợ đến cả chú hai cũng không biết làm thế nào đối với cái thế cục hiện giờ. Cửu Trọng Mưu vừa cười vừa nói. Cái này gọi là gì nhỉ? Cứt mà mình ỉa ra thì phải do mình nghĩ cách mà lau sạch nó đi. Năm đó chắc chú ấy cũng không ngờ là sẽ bị con gái của mình ép mình đến bước đường cùng này đâu nhỉ. Cửu Trọng Dung nhìn Cửu Trọng Mưu nói, bây giờ không phải là lúc nói những lời này. Việc này vẫn phải đợi cha cậu đứng ra nói mới được, bảo ông ấy nói với mấy người bạn của ông ở khu vực Đông Nam một câu, để cho bên giới truyền thông cũng im lặng bớt đi. Đến thằng ngốc cũng nhìn ra được là đang có người chơi Cửu gia nhà chúng ta, vậy mà bọn họ còn ăn theo làm cái gì không biết. Cửu Trọng Mưu cười khổ nói. Anh cho rằng cha em chưa nghĩ đến chuyện này chắc. Tối hôm qua vừa về đến nhà là ông ấy đã bắt đầu gọi điện thoại rồi, mấy người bạn của ông ấy cũng đồng ý nói giúp với bộ tuyên truyền một tiếng, nhưng tình hình hiện giờ anh cũng thấy đấy. Không những không ngăn được xu thế phát triển của sự việc mà dường như còn ngày càng được bàn tán đến nhiều hơn. Cái bộ đựng cứt nào cũng chụp lên đầu chúng ta. Bọn họ không giúp sao? Cửu Trọng Dung cau mày nói. Có giúp hay không thì em không biết. Nhưng tâm tình của cha em tối hôm qua không tốt thì là sự thật. Khi em về thì còn nghe thấy ông ấy đập vỡ tách trà ở trong phòng đọc sách của ông cơ. Sắc mặt của Cửu Trọng Dung trở nên khó coi hơn trước, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng dữ tợn. Xem ra bọn chúng còn mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cửu Trọng Dung trầm giọng nói. Cửu Trọng Mưu vỗ vỗ vào mông cô gái ngồi bên cạnh, nói, đi sang bên cạnh chơi với chị em cô đi. Đợi khi nào chúng tôi gọi thì hãy vào.
thiếu gia, anh không cần chúng em nữa ư? Cô gái nói với giọng ai oán. Cửu Trọng Mưu tát một cái vào người cô ta, chửi, bảo cô đi ra thì cô đi đi, làm nhảm cái gì thế không biết. Cô gái bị đánh giờ mới không ỉ ôi gì nữa mà kéo tay người chị em mình đi ra ngoài. Chú muốn nói cái gì? Cửu Trọng Dung nhìn thẳng vào Cửu Trọng Mưu hỏi. Hắn biết rằng người em họ này của hắn đột nhiên bảo hai cô gái kia ra, thì chắc chắn là có điều gì muốn nói riêng với mình. Anh này, chỗ này nói chuyện có tiện không? Cửu Trọng Mưu nhìn một lượt căn phòng này rồi hỏi. Có một số nơi vui chơi giải trí đều có hệ thống nghe trộm, quay chụp lén, có một số bức ảnh mà khi bị người ta nắm giữ trong tay rồi thì cũng sẽ bị uy hiếp. Là một người bạn của tôi mở ra, không sao đâu. Cửu Trọng Dung gật đầu nói. Cửu Trọng Mưu xích ghế vào ngồi gần Cửu Trọng Dung, thấp giọng nói, em cho rằng việc này muốn tháo nút thì phải cần đến người thắt nút. Cửu Trọng Dung khẽ giật mình một cái, hỏi, ý cậu là gì? Chúng ta có thể trói con đàn bà ấy một lần, thì cũng có thể trói nó lần thứ hai. Cửu Trọng Mưu cười nói, nếu mà bán nó sang Nhật làm gái bán dâm hay buộc một hòn đá to vào chân nó để cho nó chìm luôn xuống biển, thì nó còn đấu làm sao được với cửu gia đây? Cửu Trọng Dung thở dài một tiếng nói, cậu cho rằng tôi chưa nghĩ đến việc này ư? Lúc đó nó chỉ là một bà chủ nhỏ của thẩm mỹ viện, không có tiền không có thế, vì vậy mà chúng ta thích làm gì nó thì làm. Nếu không phải là có Yên Mị cứ nói giúp nó thì nó đã sớm bị chúng ta chơi cho đến chết rồi, nhưng giờ đây nó có tiền có thế rồi, đã thế còn có một thằng đàn ông lai lịch không tầm thường đứng sau làm hậu thuẫn nữa. Vậy thì chiêu này của chúng ta còn dùng được nữa không đây? Trên đời này chẳng có việc gì là khó cả, chỉ sợ không quyết tâm làm mà thôi. Cửu Trọng Mưu cười nói, căn phòng ở Tử Trúc Huyền của nó em biết, nghe nói đã xảy ra hỏa hoạn một lần rồi, thế thì chúng ta cũng có thể làm cho nó xảy ra thêm lần nữa. Cửu Trọng Dung trầm ngâm không nói gì, giống như là đang suy nghĩ một điều gì đó. Nếu anh cảm thấy không tiện thì em sẽ tìm người đi làm việc này. Cửu Trọng Mưu vồn và nói, việc này không đơn giản như thế đâu. Cửu Trọng Dung lắc đầu nói, nếu là ngày thường thì chúng ta còn có khả năng giành phần thắng. Nhưng hiện giờ đang trong lúc hai bên tranh đấu quyết liệt, nếu chúng ta mà ra tay lúc này thì mọi người đều biết người làm chuyện đó chính là chúng ta chứ không phải ai khác. Hơn nữa, lẽ nào bọn chúng lại không đề phòng gì sao? Lần trước khi nó đến Tấn Nghi Quán thì cậu cũng thấy rồi đó, nó đi ra đi vào là có vệ sĩ đi sát theo, mà dường như là thực lực cũng đều là hạng tốt cả. Chỉ thoạt nhìn thôi là biết bọn họ đều xuất thân từ quân nhân mà ra. Nếu cậu mà tìm mấy thằng ất ơ làm chuyện này thì có khi việc không thành mà chưa biết chừng còn lôi cả anh em chúng ta vào trong đó nữa. Tìm mấy thằng ất ơ làm gì? Chúng ta không thể chết trong tay chúng được. Cửu Trọng Mưu cười nói. Anh này, nếu anh thực sự có ý đó thì em sẽ giới thiệu cho anh làm quen với một người. Anh ta chắc chắn có thể làm tốt việc này. Cửu Trọng Dung nghĩ một lúc rồi cười nói. Làm quen với mấy người anh em uống rượu cũng tốt. Cửu Trọng Mưu biết là anh họ mình đã động lòng rồi liền mỉm cười rút điện thoại từ trong túi quần ra, sau đó bấm một loạt dãy số. Chương 878, sự việc kinh khủng nhất. Sau khi cúp điện thoại thì Cửu Trọng Mưu cười nói, anh à, thân phận của người khách này có phần đặc biệt nên em nên ra ngoài cửa nghênh đón một chút. Ai thế? Cửu Trọng Dung kỳ lạ hỏi. Lát nữa là anh sẽ biết ngay thôi. Cửu Trọng Mưu vòng vo nói. Cửu Trọng Dung nghĩ một lát rồi nói, nơi này người đông không tiện chút nào. Nếu người bạn này thân phận có phần nhạy cảm thì chúng ta vẫn nên tìm một nơi khác yên tĩnh hơn để gặp mặt thì hơn. Anh lúc nào cũng là người chu đáo. Cửu Trọng Mưu ca ngợi nói, thế thì chúng ta đổi sang một nơi khác đi. Gọi điện bảo anh ta tới Tiểu Hải Đường ở dưới chân núi Tây Sơn. Cửu Trọng Dung nói, được, em sẽ gọi điện cho anh ta ngay bây giờ. Cửu Trọng Mưu gật đầu nói. Tiểu Hải Đường cũng là một nơi hội họp, gặp mặt cao cấp, vì trong vườn được trồng toàn là cây hải đường nên cái tên này do đó mà có. Bây giờ chính là mùa quả hải đường chín muồi, hít gió núi, ăn mức hoa quả, uống rượu ngon, quả là một việc may mắn trong đời người. Vì có quan hệ với Cửu Trọng Dung, nên chủ nhân của Tiểu Hải Đường đã chuẩn bị cho hắn một biệt viện hẻo lánh từ rất sớm. Vừa mới bước qua cánh cửa gỗ thì một mùi thơm trong mắt liền ập vào mũi. Khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, tỉnh táo phấn chấn hẳn lên. Đại ca, nơi này quả là rất tuyệt, Cửu Trọng Mưu cười ha hả nói. Cửu Trọng Dung gật đầu nói, chủ nhân của nơi này mới đúng là một người tao nhã, vốn ở trong chốn quan trường đã lên tới cấp bậc cán bộ tỉnh rồi đấy, kết quả lại lấy lý do sức khỏe không được tốt rồi từ chức chạy đến chân núi Tây Sơn này làm một biệt viện tên Tiểu Hải Đường này.
cậu có thấy có chút khí phái gì của Trúc Lâm Thất Quân tớ không? Đúng là không tồi chút nào. Nếu không có chút dũng khí thì chắc sẽ không bao giờ làm được việc như thế này đâu. Ông già nhà em đúng là một người mê làm quan, nếu bảo ông từ quan về ở ẩn thì e rằng chắc còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Ông già nhà cậu bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã làm quan cấp tỉnh rồi, nếu cố thêm vài năm nữa thì có thể hùng bá cả một phương đấy, đến lúc đó thì cậu cũng được coi như là một công tử đại sứ ở biên giới rồi, thân phận cao quý hơn bây giờ nhiều đấy. Cho dù ông ấy có muốn từ quan về ở ẩn thì cậu cũng phải khuyên ông ấy kiên trì ở lại chứ. Cửu Trọng Dung đùa nói. Khách của chúng ta bao giờ mới có thể đến được đây? Cửu Trọng Mưu rút điện thoại ra xem, nói, chắc cũng gần đến rồi đấy. Để em ra ngoài đón nhé. Cửu Trọng Dung ngồi dưới gốc cây hải đường, khi hắn còn đang thưởng thức vịnh thơ hải đường ở chiếc biển trên cánh cửa rắn chắc, tuy diễm vô tục tư, thái hoàng chân phú quý, thì Cửu Trọng Mưu dẫn theo một đoàn người vào. Khi thấy số người khách đến đây, thì Cửu Trọng Dung không khỏi khẽ cau mày lại. Khi nhìn thấy người trẻ tuổi vênh váo tự cao tự đại bước đi ở phía trước thì trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Có điều hắn cũng là một người biết khống chế bản thân, liền vội vàng bước lên trước nghênh đón. Cửu Trọng Mưu đứng ở giữa giới thiệu, Lý Tiên Sinh, đây là anh họ Cửu Trọng Dung của tôi. Rồi hắn ta lại chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ đồ vest đen khí chất không tầm thường chút nào giới thiệu cho Cửu Trọng Dung biết. Thưa anh, đây là giám đốc quản lý tập đoàn Samsung ở châu Á, tiên sinh Lý Thừa Minh. Anh ấy cũng là người kế vị của tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc. Rất vinh hạnh được làm quen với một người trẻ tuổi giỏi giang lỗi lạc như Lý tiên sinh đây. Cửu Trọng Dung chủ động giơ tay ra. Cảm ơn anh, Lý Thừa Minh còn chưa nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, có điều là dù gì anh ta cũng đến Trung Quốc cả một thời gian dài rồi, ít nhiều cũng học được vài câu giao tiếp đơn giản, ví dụ như mấy chữ cảm ơn anh, này. Sau khi phân rõ chủ khách ngồi vào vị trí, thì một cô giúp việc mặc một chiếc áo trắng muốt, trên đó có thêu hình hoa hải đường bưng đĩa quả hải đường, những loại mứt được làm từ hải đường và rượu sạch cũng được làm từ hải đường lên. Ở đây chủ yếu là phục vụ rượu hải đường, nếu bạn muốn uống rượu vang hay rượu gì khác thì phải nói rõ cho phục vụ biết. Cô thiếu nữ mặc áo sườn xám quỳ xuống chiếc nệm êm bên cạnh khách, hai tay nâng những đồ ăn vặt cùng rượu lên không hề nhúc nhích, làm một bàn trà bằng người cho khách quý. Nếu khách mà muốn những phục vụ khác nữa thì có thể kéo bọn họ đứng dậy ngã vào lòng mình rồi vuốt ve một phen cũng được. Mời dùng, Cửu Trọng Dung chỉ vào mấy vị thiếu nữ nói. Lý Thừa Minh cười nói với Cửu Trọng Dung, nghe nói mấy người định đối phó với Tần Lạc phải không? Sau khi nghe mấy người đi cùng phiên dịch lại thì Cửu Trọng Dung lại càng cảm thấy khó chịu hơn, không ngờ vị khách này vừa ngồi nói chuyện đã vào thẳng luôn chủ đề rồi, hơn nữa còn nói toẹt ra trước mặt bao nhiêu người làm thế này nữa chứ. Hắn nhìn Cửu Trọng Mưu với ánh mắt bất mãn, có phần oán trách sao lại dẫn một tên không biết nặng nhẹ thế nào đến trước mặt mình thế này. Mấy người lui hết đi, Cửu Trọng Dung sau khi bảo mấy người phục vụ đi rồi thì mới cười hề hề nói với Lý Thừa Minh, Lý tiên sinh sao lại nói như vậy. Lần này gặp nhau, chúng tôi chủ yếu vẫn là muốn kết giao với một khách quý như Lý tiên sinh đây. Lệnh đệ của anh nói vậy, Lý Thừa Minh nhìn Cửu Trọng Mưu nói, tôi với anh ấy đã là bạn của nhau rồi. Anh ạ, Lý thiếu gia là do Tần An giới thiệu đấy. Anh ấy là một người tốt, hơn nữa chúng ta còn có cùng một kẻ địch. Nghe Cửu Trọng Mưu giải thích xong thì Cửu Trọng Dung lại càng phẫn nộ. Thằng ngu này, bị người ta lợi dụng rồi mà còn không hay. Tần Tung Hoành là nhân vật thế nào chứ? Hắn ta là một lão hồ ly có tiếng ở cái đất Yến Kinh này. Hắn ta có thủ với Tần Lạc nhưng lại không dễ dàng ra tay, lại còn giới thiệu tên Lý Thừa Minh này cho em họ mình nữa chứ. Hắn ta rốt cuộc là đang suy tính cái gì không biết. Lý thiếu gia có thù hận gì với Tần Lạc sao? Cửu Trọng Dung cười hề hề hỏi. Mối thù sâu hơn cả biển cả. Lý Thừa Minh lộ vẻ giận dữ nói. Ồ, vậy sao? Cửu Trọng Dung cười hề hề nói. Lý tiên sinh chắc là lần đầu đến Yến Kinh phải không? Hắn ta đã làm gì Lý tiên sinh rồi? Đó là chuyện xảy ra từ khi còn ở Hàn Quốc cơ. Hắn ta không những là kẻ thù của riêng mình tôi, mà còn là kẻ thù của cả nước Hàn nữa. Lý Thừa Minh hiển nhiên là không muốn nói nhiều về việc này. Anh ta không thể nói cho những người ngoài như thế này biết việc mình bị mất mặt thế nào ở trước Tần Lạc được. Anh ta giơ tay ra chỉ vào mấy người đàn ông đi theo bảo vệ mình nói, nếu các anh cần thêm nhân thủ thì tôi có thể cung cấp vô điều kiện. Chỉ cần mục tiêu mà các anh muốn đối phó là Tần Lạc. Lý Thừa Minh thực sự là không chịu được nữa. Khi trước ở buổi tiệc rượu hội quỹ từ thiện tại Hàn Quốc bị Tần Lạc chơi cho một vố,
về sau ở Yến Kinh lại bị hắn làm ô nhục thêm mấy lần, điều này khiến cho lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương ghê gớm, cũng làm cho cơn lửa giận trong người anh ta lên đến ven bờ của sự bộc phát. Vốn dĩ định dựa vào thân phận của mình, rồi chỉ cần kết giao thêm với mấy công tử quyền quý, để mượn thêm lực lượng của bọn họ trừng phạt Tần Lạc một phen. Ai ngờ mấy tên được xưng là anh em với mình kia, khi nghe mình giải bày nỗi uất hận đối với Tần Lạc thì bọn họ lập tức im lặng chuyển sang chủ đề khác. Bất luận mình có ra ám hiệu như thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng không tiếp lời với chủ đề của mình. Anh ta nghe nói chí công tử của Yến Kinh là Tần Tung Hoành có quan hệ không được tốt đẹp cho lắm với Tần Lạc, thì dưới sự sắp đặt của Tần An, đích thân anh ta đến tận nơi thăm hỏi. Tần Tung Hoành tiếp đãi mình rất nhiệt tình, nhưng khi mình mở miệng hỏi về quan hệ giữa hắn và Tần Lạc, thì tên sống giả tạo kia còn nói hắn và Tần Lạc là hai người bạn thân của nhau nữa. Điều này thực sự làm cho Lý Thừa Minh đau lòng hết biết, anh ta không cam lòng nghĩ, lẽ nào tên Tần Lạc này lại là một con cọp lớn không động đến được hay sao? Hôm nay nhận được điện thoại của người bạn mới quen vài hôm trước là Cửu Trọng Mưu, hắn ta nói trong điện thoại là có thể cùng thương lượng một chút vấn đề có liên quan tới Tần Lạc. Thế là anh ta liền bỏ luôn cả một bữa tiệc, đem theo phiên dịch và cả một đám vệ sĩ vội vã chạy tới đây. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là anh có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Cửu Trọng Dung cửa ầm ha ha nói, chúng tôi chưa hề nghĩ tới việc đi đối phó với Tần Lạc. Thế là có ý gì? Lý Thừa Minh nhìn chằm chằm vào Cửu Trọng Mưu hỏi. Xin lỗi anh, tôi muốn nói chuyện riêng với anh tôi một chút. Cửu Trọng Mưu ngại ngùng nói. Sau đó Cửu Trọng Mưu liền kéo Cửu Trọng Dung vào bên trong nhà, vội vã hỏi, sao anh lại nói như thế? Bây giờ chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một đồng minh, nếu mà kéo Lý Thừa Minh vào chuyện này, thì Cửu gia không phải sẽ có thêm một lợi thế nữa hay sao? Cậu nghĩ đúng là hay lắm, nếu có thể dùng tốt thì sẽ là một trợ lực vô cùng hùng mạnh. Cửu Trọng Dung cười khổ nói, nhưng cậu có nghĩ đến việc, tại sao đúng vào lúc chúng ta cần đến đồng minh thì tên họ Lý này xuất hiện không? Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra là ở đằng sau vẫn luôn có người thúc đẩy cho chúng ta liều sống chết với Tần Lạc hay sao? Mục đích của chúng là gì đây? Cửu Trọng Dung nhìn vào khuôn mặt có phần non nớt của Cửu Trọng Mưu, thấp giọng nói, điều khủng khiếp nhất đó là cậu không biết ai là người đứng sau lưng mình. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Cửu Trọng Mưu hỏi. Có thể lợi dụng nhưng không được thân thiết và tin tưởng quá đáng. Cửu Trọng Dung cười nói, tôi không ra ngoài nữa đâu, cậu ra uống với anh ta vài chén đi. Em biết phải làm thế nào rồi, Cửu Trọng Mưu nói. Tần Lạc vừa mới xuống xe thì đã nhìn thấy Tôn Nhân Diệu đứng ở trước cổng bị gió núi chiều tà thổi tung hết cả tóc tai lên. Tần Lạc bước tới, nhìn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của anh ta, thân mật cười hỏi, sao cậu lại đến Yến Kinh thế này? Nghe nói cậu đang đấu đá với người ta ở đây nên mình đến xem cho vui thôi. Tôn Nhân Diệu nũng nịu nói. Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái phấn son che chuét lè loẹt. Con mắt của anh ta vẫn tệ không khác gì khi xưa. Mình còn chưa ra mặt thì sao cậu lại biết việc này có liên quan đến mình? Tần Lạc cười nói. Chuyện cậu đứng ra giúp một người phụ nữ đã truyền tới tận Đông Nam rồi. Đúng là người đàn ông đích thực, Nhân Diệu cười nói. Thế là danh tiếng của mình coi là đi tong. Đàn ông thì phải thế mới đúng, đến cả người đàn bà của mình mà còn không bảo vệ được thì còn làm được cái gì nữa. Tôn Nhân Diệu cười hề hề nói. Cửu gia gọi điện thoại cầu cứu chú ba nhà mình, bảo chú ba mình nói với bên bộ tuyên truyền một tiếng, nhằm không chế chiều hướng dư luận. Chú ba mình nói, phải để cho giới truyền thông có quyền tự do giám sát chứ. Hai người nhìn nhau cười lớn. Tần Lạc có thể tưởng tượng ra được cảnh mắc nghẹn của Cửu gia như thế nào. Trong lần đại chiến này, sẽ còn có nhiều người bị liên lụy vào nữa. Đi thôi, giới thiệu cho cậu làm quen với mấy người bạn. Tôn Nhân Diệu nói, có thể bọn họ sẽ có tác dụng đối với cậy đấy. Tần Lạc gật gật đầu, túi tiền của Cửu gia đều ở Đông Nam, còn Tôn Nhân Diệu lại là bá chủ vùng Đông Nam này. Có anh ta tham gia vào thì sự việc sẽ ngày càng thú vị hơn. Chương 879, dùng dao mềm cắt thịt. Lần này có ba người đến Yến Kinh cùng Tôn Nhân Diệu, một người mập lùn mặc một bộ đồ thời nhà Đường màu xám, trên cổ còn đeo một chuỗi hạt bằng vàng ròng, tay đang nghịch một chiếc vòng cũng bằng vàng. Người tiếp theo là một người đàn ông trung niên cao gầy, có tướng mạo bình thường, khí chất cũng bình thường đến độ khi đứng trong một đám người thì khó mà nhận ra được ông ta. Người còn lại đeo một cặp kính nhìn có vẻ nho nhã, nói năng nhỏ nhẹ, khi bắt tay thì gần như chẳng thấy có bất kỳ sức lực nào, giống như một cậu nhóc đáng yêu vậy.
trong ba người thì Tần Lạc cảm thấy kiêng dè nhất là người giống như một cậu bé đáng yêu này. Hắn hiểu tính cách, không có lợi thì không dậy sớm, của Tôn Nhân Diệu, nếu không cần, thì cậu ta sẽ không tìm một người vô dụng đến trước mặt mình làm gì. Để tôi giới thiệu cho mọi người chút cái đã. Tôn Nhân Diệu đứng bên cạnh Tần Lạc cười hề hề nói. Anh Tôn, anh nói thế không phải là đã xem thường bọn em quá rồi không? Danh tiếng của Tần Thiếu Gia từ khi còn ở Dương Thành chúng em đã nghe nói tới rồi, tiếng tăm của Dương Thành Tam Kiệt các anh lừng lẫy như thế nào, nếu đến cả một nhân vật như thế này mà vẫn cần anh đích thân giới thiệu thì bọn em có phải là có mắt như mù rồi không? Tên mập lùn đeo chiếc vòng vàng chủ động đứng ra cười nói. Cậu ta bước đến trước mặt Tần Lạc, giơ tay ra nói, em là Vương Siêu. Anh với anh Tôn cứ gọi em là Vương Mập được rồi. Xin chào, Tần Lạc giơ tay ra bắt tay hắn ta, sau đó nhìn vào chuỗi hạt trên cổ cậu ta đùa nói, chuỗi hạt này đẹp quá. Hề hề, để Tần Thiếu Gia chê cười rồi. Vương Mập há miệng ra cười sung sướng, cứ như là được Tần Lạc khen chuỗi hạt cái là đắc ý ra mặt. Người ta có câu gì hay nói ấy nhỉ? Đại tục tức đại nhã. Anh nhìn cái tướng mạo, thân hình của em thì thấy em chẳng bao giờ trở thành người nho nhã được cả, vì thế mà em làm cho nó thật thô, thô quá thì sẽ thành nho nhã mà, chủ yếu là dùng để làm hàng tí thôi. Nếu mình mà không chơi mấy trò khác người một chút thì mấy tên lưu manh ở cái đất Hiến Kinh này sẽ không coi mình ra gì đâu. Chiêu này không tồi chút nào, về sau tôi cũng phải thử một lần xem. Tần Lạc cười nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu mình mà cũng đeo một chuỗi hạt bằng vàng ròng ở trên cổ thế này thì không biết sẽ làm cho người ta có cảm giác thế nào đây. Tôi tên là Lưu Trạch Dương, nghe danh Tần Thiếu Gia đã lâu. Người đàn ông trung niên có tướng mạo trung bình rất nhanh đã tiếp lời nói. Ông ta không để cho chủ đề bị hứng, đỡ khiến cho lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho người ta phải cảm thấy khó xử. Chào Lưu đại ca, Tần Lạc cũng giơ tay ra bắt tay ông ta. Hắn có thể nhìn ra được tính cách người này nghiêm khắc cẩn thận nên không dám đùa cợt tùy tiện. Khi hắn nói giỡn với Vương Mập thì có thể xích gần mối quan hệ giữa hai người, nhưng khi đùa giỡn với một người không biết rõ tính cách thế nào mà lại có phần nghiêm túc thì chỉ khiến cho người ta có ác cảm với mình mà thôi. Em tên là Lý Nhạc, Tần đại ca cứ gọi em Nhạc Nhạc là được rồi. Một người với vẻ mặt vô hại nhìn Tần Lạc nói. Xin chào, Tần Lạc đưa tay bắt tay cậu ta, thì thấy mặt cậu ta còn đỏ lựng lên. Điều này khiến cho Tần Lạc có phần khó hiểu, liệu có phải cậu con trai đeo kính này là nữ giả nam không? Hình như có rất nhiều phim đều có những tình tiết như vậy. Tần Lạc nhìn Tôn Nhân Diệu một cái, thì chỉ thấy cậu ta đứng một chỗ cười tủm tỉm, nhưng lại không có ý lên tiếng nói câu gì. Tần Lạc hiểu ý của cậu ta, thì biết là cậu ta muốn đẩy mình ra. Trong lòng thầm cảm kích vô cùng. Thế nào mới là anh em? Như thế này chính là anh em. Mọi người ngồi cả đi. Ngày sau gặp nhau thì đã là bạn rồi. Tần Lạc cười nói. Vương Mập và Lưu Trạch Dương đồng thời ngoảnh qua nhìn Tôn Nhân Diệu một cái, thì thấy khi Tần Lạc vừa nói vậy thì cậu ta ngồi xuống đầu tiên, mặt còn nở một nụ cười, mê hồn, nữa, chẳng có chút gì là tức giận cả, không khỏi điều chỉnh lại thái độ đối với Tần Lạc. Con người có ở trong mỗi người khác nhau, có người lớn có người nhỏ. Mỗi một người đều sẽ có một nhân vật có địa vị đặc biệt hay có tư cách, phẩm chất hơn người đứng lên lãnh đạo. Nói cách khác thì người này chính là người trung tâm. Người này là do Tôn Nhân Diệu làm trung tâm. Vốn dĩ vẫn cho rằng Tần Lạc là một người được Tôn Nhân Diệu giúp đỡ tận lực. Vì dù gì thì trong Dương Thành Tam Kiệt, cũng chỉ có bối cảnh của Tần Lạc là yếu kém nhất. Nhưng giờ đây thấy Tôn Nhân Diệu có thái độ tôn kính đối với Tần Lạc, thì bọn họ không thể không cân nhắc lại vấn đề trọng tâm của Dương Thành Tam Kiệt được. Sau khi trà đã được đưa lên, đồ ăn cũng đã gọi rồi thì mọi người lại hàn huyên với nhau vài câu. Tôn Nhân Diệu giờ mới chỉ vào Vương Mập nói, cha của nhóc này là tổng giám đốc của ngành dầu khí Trung Quốc. Ngày trước Cửu gia buôn bán về mặt này thì lúc đó người cầm chỉ của Cửu gia vẫn còn, giờ ông già đó toi rồi thì Cửu gia liệu còn có thể giữ được miếng thịt béo bở đó không thì cũng chẳng chắc chắn được. Tần Lạc nghe vậy thì hiểu ra ngay Nhân Diệu giới thiệu Vương Mập cho mình là có tác dụng gì rồi. Nếu có cậu ta đứng ở trong giúp đỡ thì miếng thịt béo bở ở trong tay của Cửu gia sẽ phải đổi chủ thôi. Cho dù không đổi chủ đi chăng nữa thì hắn chỉ cần tung ra bên ngoài một chút tin tức bất lợi cho Cửu gia, thì e rằng người nhắm vào miếng thịt béo bở đó sẽ không thể đếm xuể cho mà xem. Người có bối cảnh thì không ít, người có dã tâm thì còn nhiều hơn. Ngày sau còn phải nhờ cậy vào Vương huynh đệ nhiều, Tần Lạc cười hề hề nói. Không vấn đề gì, Vương Mập quả nhiên là một người thông minh, chuyện của anh Tôn hay của Tần Thiếu gia thì cũng là việc của Vương Mập em đây.
Tôn Nhân Diệu thấy hai người này đều hiểu được ý nghĩa của lần tụ tập này, bèn chỉ vào người im lặng nãy giờ là Lưu Trạch Dương nói, Trạch Dương là ông chủ của nhà đất Tân Hằng, có không ít hợp tác nghiệp vụ với tập đoàn đại địa của Cửu gia. Chúng tôi là bạn của nhau đã nhiều năm rồi. Lưu Trạch Dương giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, nghiêm chỉnh nói, trong tay tôi có 15% cổ phần của tập đoàn đại địa. Nếu Tần thiếu gia cần thì tôi sẽ bán ra toàn bộ với giá hiện giờ trên thị trường. Tần Lạc kinh hãi nói, sao anh lại có nhiều cổ phần của tập đoàn đại địa đến thế? Tôn Nhân Diệu cười khẩy nói, ngày trước khi Cửu gia muốn tấn công vào Dương Thành, để lôi kéo được Trạch Dương thì họ đã dùng phương thức hợp tác là hai bên công ty sẽ trao đổi số cổ phần cho nhau, họ đã dùng 15% số cổ phần của nhà đất đại địa để đổi lấy 5% của Tân Hằng. Bốn chiêu này cũng được coi là cao minh đấy, vì có được sự giúp đỡ của Trạch Dương thì bọn họ mới có thể chính thức đầu quân vào một thành phố trực thuộc phía Nam như Dương Thành đây. Hơn nữa Trạch Dương đúng là có giúp đỡ bọn họ lấy được không ít đất đai, có điều, bây giờ xem ra nó đã trở thành cái vòng kim cô tròng lên cổ bọn họ rồi. Nhân vật có thể khiến cho Cửu gia phải lôi kéo hết mình thì tất nhiên là sẽ có một bối cảnh không hề đơn giản chút nào. Tần Lạc thầm tra xét một hồi, một nhân vật họ Lưu chói mắt xuất hiện ngay trong đầu hắn. Hơn nữa vừa rồi Tôn Nhân Diệu còn đặc biệt đệm thêm vào một câu, đó là cậu ta và Trạch Dương là bạn lâu năm của nhau. Bạn bè lâu năm của nhau là có ý gì? Tức là bọn ở cùng với nhau một đại viện, trong cái đại viện đó là những người thế nào thì Tần Lạc hiểu rất rõ. Phiền Lưu đại ca rồi. Sau khi biết được thân phận của Lưu Trạch Dương thì Tần Lạc cũng không cố tình tỏ ra đắn đo. Tất nhiên, hắn ta vốn dĩ là một người thân thiện hòa nhã, anh tuấn thiện lương, một người đàn ông trung thủy trong tình yêu. Có được sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng cảm kích vô cùng. Nếu lấy lại 15% số cổ phần của anh với giá cả hiện tại trên thị trường thì Lưu đại ca lỗ to quá, như thế sẽ khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi có một đề nghị thế này, chúng ta sẽ tăng thêm 30% so với giá thị trường để mua lại số cổ phần đó, anh xem như vậy có được không? Lưu Trạch Dương nhìn Tần Lạc với ánh mắt kinh ngạc, thấy là đây quả là một người đàn ông đáng để kết giao. Vốn dĩ ông ta nể mặt Tôn Nhân Diệu nên mới chạy đến đây trợ giúp một tay. Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn phải chịu một nhát dao rồi. Nhưng người trẻ tuổi này không những không để mình phải chịu bất cứ tổn thất nào, hơn nữa nếu bán ra với cái giá mà hắn ta đưa ra thì mình còn có thể kiếm thêm được một khoản nữa là đằng khác. Mặc dù là không phải kiếm được rất nhiều nhưng ông cũng không bị mất mặt, đã thế còn khiến cho Tôn Nhân Diệu phải nợ một mối ân tình nữa. Lần mua bán này cũng khá là hợp lý. Lưu Trạch Dương nhìn Tôn Nhân Diệu một cái thì nhận được một cái gật đầu của Tôn Nhân Diệu. Ông ta bèn nói với Tần Lạc, thế thì cứ làm vậy đi. Về sau cậu tìm người đến làm thủ tục với tôi. Khi hai người đã tỏ ý đồ hợp tác thì Tần Lạc cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tôn Nhân Diệu đem đến ba người thì Vương Mập là người có thể cắt đứt mọi quan hệ phía trên mà Cửu gia có được để bảo vệ lợi ích trong ngành dầu khí của mình. Lưu Trạch Dương thì còn ghê hơn, trong nháy mắt đã bán đứt 15% số cổ phần của tập đoàn đại địa rồi. Dầu khí và nhà đất là hai sản nghiệp kiếm ra tiền nhất của Cửu gia, lợi nhuận mỗi năm của hai ngành này thì đến cả 10 cái bách giai nhạc cũng không thể so bì được, và đây cũng là sản nghiệp mà Cửu gia bảo vệ nghiêm mật nhất, có hắt nước cũng khó mà thấm vào được. Nhưng Tôn Nhân Diệu lại trái phải đâm cho mỗi bên một nhát, nhát nào cũng là đòn chí mạng cả. Vậy thì cậu bé này là ai vậy? Cậu ta có thể đem đến sự trợ giúp gì cho mình đây? Tôn Nhân Diệu như thể vừa mới nhớ ra sự có mặt của Lý Nhạc vậy. Liền lên tiếng, cậu này là do Hạ Nguyệt Nguyệt đưa đến đấy. Nói là có thể giúp đỡ cậu tự mình hỏi xem cậu ấy làm gì đi. Hạ Nguyệt Nguyệt là em gái của Hạ Dương, Tần Lạc cũng phải đến nửa năm rồi không gặp nàng. Nàng đem đến cho Nhân Diệu một người thế này, chắc chắn là do lời gờ ao ý của anh trai nàng. Nghĩ đến quan hệ giữa Nhân Diệu và Hạ Dương thì Tần Lạc lại đau đầu nhức óc. Hai người này có phải là chuẩn bị cả đời không qua lại với nhau không thế? Tần Lạc tủm tỉm cười nhìn Lý Nhạc hỏi, Lý Nhạc, cậu làm gì thế? Em biết sử dụng máy vi tính. Lý Nhạc ngượng ngùng nói, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Tần Lạc nữa. Máy vi tính, Tần Lạc hơi ngỡ ngàng. Nghe trộm, giám sát, điều khiển, lần theo dấu vết. Và cả việc phá giải các loại tài liệu mật nữa. Chỉ cần có liên quan đến máy vi tính thì em gần như là đều làm được. Lý Nhạc nói. Tần Lạc cười lớn. Hạ Dương đúng là một người cẩn thận chu đáo, biết rằng việc tranh đấu trên thương trường chính là biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng, nên đã phái một gián điệp thương trường đến đây cho mình. Nếu Tần Lạc đoán không sai,
thì chưa biết chừng cái cậu tên Lý Nhạc này còn làm trong bộ tình báo của quân đội nữa. Đúng là quân đội sinh ra người tài. Vất vả cho cậu rồi, Tần Lạc nói. Không cần phải khách khí, Lý Nhạc lại cúi thấp đầu xuống. Cậu bé này, tối hôm nay lại bội thu rồi. Ba người này sẽ cho vào những nhân tố không ổn định mới trong trận chiến đổ máu này. Dùng dao mềm cắt thịt, cứ cắt từng tí một nhưng lại có thể cắt rời đối thủ to lớn. Chương 880, chị dâu. Trăng sáng nhô lên cao, gió núi nhẹ đưa phây phẩy. Sau khi Tiễn Vương Mập, Lưu Trạch Dương cùng với Lý Nhạc đi rồi thì Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu liền chuyển chỗ qua một cái chòi ở giữa khe núi vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện. Nơi này được bố trí ở bên cạnh một hồ nước, một bên là một vách đá cao và dốc, bên còn lại là một con đường đá nhỏ, rất phù hợp cho những cặp đôi đến đây để nói chuyện yêu đương. Tất nhiên là bạn cũng có thể yêu nhau luôn ở đây nữa. Tôn Nhân Diệu ngồi dựa vào chiếc ghế dài, cười nói, chủ nhân của cái trường đua ngựa hoa điền này rốt cuộc là ai thế không biết. Mới khởi nghiệp chưa đến nửa năm mà đã cướp hết khách thượng hạng của những nơi hội tụ cao cấp như Kinh Hoa, Danh Viện hay Mỹ Châu rồi, thế mà lại không có ai đến đây để phá đám, thật là kỳ lạ hết sức. Mình đã cho dò hỏi không biết bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không nghe ngóng được tin tức gì đáng tin cả. Tần Lạc nhìn Tôn Nhân Diệu một cái, thì không thấy cậu ta cố ý muốn nghe ngóng gì ở mình, thì cười nói, đây cũng coi như là sản nghiệp của mình đi. Mặc dù Lệ Khuynh Thành muốn giữ cái cảm giác thần bí đó, không muốn cho người ta biết thân phận thực sự của chủ nhân trường đua ngựa hoa điền là ai, nhưng Tôn Nhân Diệu lại là bạn của mình, nếu cậu ta đã nhắc tới chuyện này thì mình cũng chẳng có lý do hay viện cớ gì mà lừa gạt cậu ta làm gì. Nếu không thì cũng có lỗi với tình cảm anh em hết lòng mà bọn họ dành cho mình. Tần Lạc thì vẫn ở Yến Kinh còn bọn họ thì ở xa Tít Dương Thành, vậy mà bọn họ lúc nào cũng đặt tầm mắt của mình lên người Tần Lạc. Ví dụ như lần này, Bách Gia Nhạc gặp phải một tình cảnh quẩn bách ở Đông Nam Thành, trở thành chuột chạy qua đường, ai nhìn cũng muốn đánh, bên trong sự việc này không thể nào không có bóng dáng của Tôn Nhân Diệu. Nếu không thì giới truyền thông cũng không thể nào đi đưa tin một cách không kiêng nể gì như thế. Hơn nữa, Tôn Nhân Diệu lần này đem người đến đây cũng đã trải qua một sự lựa chọn gắt gao rồi, mỗi một người trong số bọn họ đều có thể trở thành một sự trợ giúp to lớn cho hắn. Hạ Dương là con cháu quân nhân, nước Trung Quốc có pháp lệnh, quân nhân không được can thiệp vào sự vụ ở địa phương, vậy nhưng cậu ta vẫn phái một nhân tài mà Tần Lạc cần đến đây. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác thì mới có được một tình hữu nghị cao quý. Thật á, Tôn Nhân Diệu tỏ ra hết sức kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của cậu ta có chút hoa dung thất sắc. Mình biết là cậu chẳng bao giờ nói giỡn cả. Những điều cậu nói là thật đấy chứ. Kỳ thực cũng không phải là của một mình đâu, là hợp tác làm ăn cùng với người khác. Tần Lạc sờ sờ lên mũi nói. Hắn mặc dù là người đầu tư, nhưng khi trường đua ngựa được dựng lên và đi hoạt động rồi thì hắn mới biết, vì thế mà bây giờ nói đây là của mình thì cũng có phần xấu hổ. Người hợp tác với cậu là ai thế? Văn Nhân Mục Nguyệt. Thì ra là cô ấy. Tôn Nhân Diệu tỏ ra hết sức thản nhiên khi đối mặt với cái tin này, chẳng có chút gì gọi là bất ngờ cả, rồi lại nói tiếp, thảo nào chẳng có ai dám tìm đến gây sự, thì ra là có một pho tượng thần đứng ở đằng sau che chở. Hai người có kế hoạch xây dựng lên từ lúc nào thế? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ? Thực ra thì là do Khuynh Thành và Mục Nguyệt bàn bạc với nhau hết, mãi tới tận khi trường đua ngựa chính thức đi vào hoạt động rồi mình mới biết đấy. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Ai, mình thật là ngưỡng mộ cậu đấy. Tôn Nhân Diệu cười hô hố nói. Việc trong nhà, việc ngoài xóm đều để cho phụ nữ làm hết, giờ cậu đã trở thành ông chủ ngồi chỉ tay năm ngón rồi. Nói thực nhé, chỉ với năng lực của người phụ nữ này thôi, thì cậu có giúp cô ấy nhiều thế nào đi chăng nữa cũng là đáng lắm. Cái này chẳng liên quan gì đến năng lực cả, chỉ là vì cô ấy là người phụ nữ của mình, vì vậy mình sẽ giúp đến cùng. Tần Lạc nghiêm túc nói. Cậu chẳng thay đổi chút nào. Tôn Nhân Diệu thở dài nói, nếu nói cậu chung thủy trong tình yêu thì cũng không phải, vì bên cạnh cậu chẳng thiếu gì đàn bà cả. Nhưng nếu nói cậu trăng hoa thì cũng không đúng, vì cậu dường như là đối với người phụ nữ nào cũng trước sau như một. Dù gì thì cũng hơn bọn mình rất nhiều. Bọn mình thì thay hết cô này đến cô khác, cuối cùng lại chẳng có cô nào trong tay. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là những cô gái đó lại cứ thích để cho mấy người thay như thay áo chứ. Tần Lạc trêu chọc nói. Tôn Nhân Diệu cười cười, rồi đứng thẳng dậy từ trên chiếc ghế đá, đi đến bên cạnh hồ, nắm chặt lấy thành lan can rồi nhìn xuống mặt nước tối mù mịt ở phía dưới, nói,
ngày trước mình chẳng có cách nào tiếp nhận việc cậu cứ ôm một lý tưởng chẳng thực tế chút nào, cảm thấy cái hành vi như vậy vô cùng ngu ngốc. Có vô số việc còn phong quang, thoải mái hơn việc này nhiều. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu được rồi. Cái này gọi là chất lượng của cuộc sống. Bây giờ mục tiêu của mình chỉ là kiếm tiền và kiếm tiền, thật nhiều tiền. Mình cũng không rõ mình hiện giờ rốt cuộc là có bao nhiêu tiền nữa. Có lẽ là cả mấy đời cũng không tiêu hết, nhưng vẫn đâm đầu về mục tiêu phía trước như một cái xác không hồn. Đôi khi nghĩ cũng thấy vô vị thật. Tần Lạc bước đến đứng bên cạnh cậu ta, kề vai sát cánh rồi cùng nhìn về khoảng không gian tĩnh mịch, cười nói, đấy là cậu ăn no rừng mỡ, nếu thật sự muốn tiêu tiền thì mình có thể giúp cậu. Là làm gì? Tôn Nhân Diệu hỏi. Mình có quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc, cậu có thể bỏ tiền vào trong đấy, có lẽ sẽ tìm được niềm vui nào trong đó cũng nên. Tần Lạc cười nói. Được, về sau để mình tìm hiểu phương thức hoạt động của các cậu, sau đó sẽ làm một số việc cùng cậu. Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói, đợi đến khi tên của cậu được lưu danh sử sách, thì sau tên của cậu liệu có tên của mình không? Cậu không sợ người ta gọi cậu là gay, tên của Tôn Nhân Diệu phát âm giống với gay hay sao? Tần Lạc cười lớn nói. Đúng lúc Tôn Nhân Diệu mặt mũi đần thối ra thì có tiếng giày cao gót bước trên đá phát ra những tiếng cộc 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 truyền tới. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở màu bạc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo tránh gió màu đen đang từ từ bước tới. Thấy người phụ nữ bước lại, thì Tôn Nhân Diệu mau chóng đi tới cửa của cái chòi nghênh tiếp. Nghe nói anh em hai người đang ở đây ngâm thơ ngắm trăng, tôi đến để phục vụ trà cho hai người đây. Lệ Khuynh Thành đoan trang khôi hài nói. Khuôn mặt tươi đẹp rạng rỡ giống như đóa hồng của nàng có phần mông lung trước bóng đêm, giống như người với người bị ngăn cách bởi một tấm van mỏng vậy. Cũng vì sự tồn tại của tấm van mỏng này khiến cho người ta có cảm giác khuôn mặt nàng càng trở nên mỹ miều, mềm mại lạ thường. Bất luận ở bên ngoài nàng có là người phụ nữ kiên cường, cứng cỏi, đòi hỏi cao đến mấy, bất luận là những cuốn sách bán chạy hàng đầu cả nước hay những tạp chí tài chính và kinh tế có thổi phồng nàng lên thế nào, thì ở trước mặt Tần Lạc nàng vẫn là một người phụ nữ bé nhỏ cần được che chở, cần được bảo vệ. Chị dâu, chị khách khí quá, sao có thể phiền chị đến để phục vụ trà được chứ? Tôn Nhân Diệu khách sáo nói. Vẻ mặt của Lệ Khuynh Thành khẽ cứng đờ lại, trong lòng như vừa được thứ gì đó lấp đầy chỗ trống vậy, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn toàn thân. Nhưng rất nhanh, nàng đã trấn tĩnh trở lại, cười nói, người một nhà thì không cần phải khách khí nữa. Đợi cho Tôn Nhân Diệu cáo từ rời đi rồi, thì Lệ Khuynh Thành mới ôm lấy cánh tay Tần Lạc, dịu dàng nói, cậu ấy gọi em là chị dâu đấy. Thích không? Thích, chỉ muốn tóm cổ cậu ta lại gọi thêm lần nữa thôi. Những khu nhà cao cấp ở Yến Kinh nhiều vô kể, tất cả đều do trùm nhà đất nước ngoài khai phá, có phong cách đặc thù riêng biệt. Cửu Trọng Dung đang ngồi trên sàn trong phòng khách chơi trò dấu bé quyền hoàng 2002 dấu lớn với máy vi tính, đây từng là một trò chơi được thịnh hành khắp trên thế giới, Cửu Trọng Dung sau khi vô tình chơi hai lần, thì mê mệt luôn trò chơi này. Về sau cứ có vấn đề gì khó giải quyết thì lại thích phát tiết một hồi vào trong trò chơi đó. Trong trò chơi đánh nhau kịch liệt này, thì những phần tử bạo lực ẩn núp trong người hắn đều được phóng thoát ra bên ngoài một cách trọn vẹn. Đang trong lúc đại chiến say sưa, thì chuông cửa của khu biệt thự vang lên. Cô bảo mẫu xinh đẹp trẻ trung nhanh chân chạy ra mở cửa, rất nhanh, Cửu Trọng Mưu với mùi dược nồng nặc trên người bước vào bên trong. Thế nào rồi, Cửu Trọng Dung vẫn chuyên tâm vào trò chơi trên tay mình, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn người em họ của mình một cái, hỏi. Cửu Trọng Mưu biết là anh họ mình thích trò chơi này. Và càng rõ hơn là chỉ có lúc nào anh mình cảm thấy phiền não hoặc có một áp lực to lớn thì thích tìm cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái trong giây lát ở trong đó. Vì hắn có thể chơi qua hết cửa trò chơi này, chẳng có ai có thể là đối thủ của hắn. Trong thực tế không thể làm được thì có thể trải nghiệm trong trò chơi một phen cũng được. Đây cũng là nguyên nhân mà những trò chơi hư cấu có thể hot đến thế. Em đã nói chuyện với anh ta rồi, anh ta đồng ý cho chúng ta mượn hai người. Cửu Trọng Mưu ngã người trên ghế salon, thở hổn hển nói. Thân thủ thế nào? Cũng không tồi, nghe nói đó là cao thủ mà Lý Thừa Minh đem từ Hàn Quốc tới, xuất thân từ đặc chủng binh. Cửu Trọng Dung khó chịu nói, bọn chúng thì có cái đặc chủng binh gì? Có điều cứ là người của anh ta là được rồi. Đến lúc đó có chuyện gì chúng ta không tiện lộ diện thì bảo bọn chúng đi làm. Cửu Trọng Mưu rên rỉ một hồi, nói, anh à, em đã cho người điều tra qua rồi. Còn tiện nhân Lệ Khuynh Thành đó không ở Thẩm Mỹ Viện, cũng không ở căn hộ trong Tử Trúc Uyển. Cứ như là đột nhiên mất tích luôn rồi vậy.
Mất tích, Cửu Trọng Dung cuối cùng cũng nhấn nút tạm ngừng. Lẽ nào nó đã biết là chúng ta muốn đối phó với nó hay sao? Em cũng không rõ nữa. Cửu Trọng Mưu nói. Có thể là tìm nơi lánh nạn rồi. Cửu Trọng Dung thở dài nói. Tối hôm nay sẽ mở phiên giao dịch, cổ phiếu của Bách Giai Nhạc toàn bộ xuống giá hoặc ngưng trệ. Nếu cơn giông ba bão táp này không bình lặng được thì Bách Giai Nhạc sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắn ra khỏi thị trường mất. Cửu Trọng Mưu trong cơn giận dữ nói, nhất định phải tìm cho ra chỗ ở của con tiện nhân đó mới được. Nếu không phải là nó đứng sau giật dây thì là sao có thể xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy được. Đúng vào lúc này thì điện thoại của Cửu Trọng Mưu vang lên. Hắn ta thấy số gọi đến là số lạ, thì do dự một hồi nhưng vẫn bấm máy nghe, nói, xin hỏi ai đấy. Tôi biết mấy người có hứng thú với tung tích của Lệ Khuynh Thành. Giọng một người đàn ông lạ mặt ở đầu dây bên kia vang lên. Cửu Trọng Mưu lập tức ngồi thẳng người dậy, hỏi, anh là. Đừng hỏi tôi là ai. Nếu anh muốn biết Lệ Khuynh Thành ở đâu thì không ngại đến trường đua ngựa Hoa Điền tìm xem. Cô ta là chủ nhân của nơi đó, tít tít tít. Vừa dứt lời một cái thì điện thoại cũng bị dập máy ngay. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Trọng Dung thấy Cửu Trọng Mưu mặt mày tái mét, lo lắng hỏi. Có người gọi điện tới. Cửu Trọng Mưu lạnh hết cả gáy nói. Anh ta nói với em là Lệ Khuynh Thành đang ở trường đua ngựa Hoa Điền. Cửu Trọng Dung nghe được tin này thì cũng mặt mày xám xịt lại. Là ai mà lại biết rõ những việc làm của bọn họ như trong lòng bàn tay vậy? Những hắc thủ ở phía sau rốt cuộc là muốn đùa giỡn với mấy con cờ trong tay họ này đến vị trí nào đây? Chương 881, Đại Hỏa Thiêu Sơn. Bởi vì tối hôm qua Tần Lạc cùng với Lâm Hoán Khê tắm nước lạnh nên hắn ngủ rất sâu. Thế nhưng Tần Lạc bị tiếng chuông điện thoại đột ngột dựng dậy. Tần Lạc vẫn chưa kịp mở mắt thì một bàn tay đã cầm điện thoại đưa cho hắn. Tần Lạc cảm nhận được sự ấm áp của thân thể Lâm Hoán Khê nhưng rồi đột nhiên Tần Lạc cảm thấy có điều gì đó không đúng trong chuyện này. Mỗi buổi sáng Lâm Hoán Khê đều dậy rất sớm. Hôm nay cũng không phải là ngày chủ nhật, Lâm Hoán Khê chưa dậy có nghĩa là thời gian vẫn còn rất sớm. Quả thật còn rất sớm. Tần Lạc nhìn thoáng qua giờ trên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Bây giờ mới là 3 giờ 26 phút. Cơn buồn ngủ của Tần Lạc thoáng cái hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại từ tay Lâm Hoán Khê, không cần nhìn số điện thoại trên màn hình, bấm nút nhận cuộc gọi. Tần Lạc, Hoa Điền đã xảy ra chuyện, anh hãy mau tới đây. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn sốt ruột của một người phụ nữ. Tần Lạc đã nhận ra giọng nói của giám đốc trường săn bắn Hoa Điền, Lữ Hàm Yên. Hắn vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bốn phía trường săn bốc lửa, biệt thự Khuynh Thành đang nằm ở giữa trung tâm biển lửa. Khi nghe tin này, Tần Lạc như bị bỏng, hắn nhảy dựng khỏi giường. Tần Lạc biết trường săn bắn Hoa Điền được xây dựng dựa vào cái gì. Vì để có một phong cách cổ xưa, gần gũi thiên nhiên, đại bộ phận kiến trúc của Hoa Điền đều dùng vật liệu gỗ, chỉ dùng rất ít xi măng, gạch đá. Nếu như trường săn bắn cháy, những kiến trúc bằng gỗ này rất dễ bốc cháy. Nếu như ngọn lửa lan tràn, rất có thể cả một nửa ngọn núi sẽ bị cháy rụi. Tình hình bây giờ thế nào? Tần Lạc quát hỏi. Bởi vì lúc này là 3 giờ đêm, bầu không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh nên giọng nói của Tần Lạc lúc này có vẻ cực kỳ chói tai. Không biết, tôi đã gọi điện cho cô ấy nhưng không gọi được. Tôi đang tổ chức người cứu hỏa nhưng lửa quá lớn. Người vào trong tới giờ vẫn chưa ra ngoài. Đáng chết, Tần Lạc ngắt điện thoại, hắn vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài cửa. Khi chạy ra, tay chạm vào tay nắm cửa, Tần Lạc mới nhớ ra là hắn vẫn chưa nói câu nào với Lâm Hoán Khê. Tay Tần Lạc cầm tay nắm cửa, hắn quay người đang định lên tiếng nói câu gì đó. Nhưng Lâm Hoán Khê đã tỉnh dậy đang ngồi ở đầu giường, nàng xua tay nói với Tần Lạc, anh mau đi đi. Cứu người quan trọng hơn. Tần Lạc cười gượng, hắn mở cửa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Âm thanh thình thịch vang lên trên cầu thang rồi bên ngoài cổng nhanh chóng vang lên tiếng ken két của cánh cổng sắt. Khi nhớ tới nội dung cuộc điện thoại mà nàng đã nghe thấy, Lâm Hoán Khê cũng không buồn ngủ nữa. Lâm Hoán Khê khoác áo ngủ đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên và Bối Bối đang đứng ở hành lang. Ông, tại sao hai người lại dậy? Lâm Hoán Khê hỏi, khi nàng nhìn thấy tựa như Bối Bối còn đang buồn ngủ, cô bé vẫn đang ngáp dài, nàng vội vàng chạy tới, giơ tay bế Bối Bối. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tần Lạc lại đi như chạy trốn vậy? Lâm Thanh Nguyên lo lắng hỏi. Bạn anh ấy xảy ra chuyện, anh ấy phải đi xem thế nào? Lâm Hoán Khê ôm Bối Bối vào lòng,
tay vỗ vỗ để cô bé tiếp tục ngủ. Có nguy hiểm không? Có lẽ là không có chuyện gì. Lâm Hoán Khê thật sự không thể biết được. Ông đi ngủ đi. Cháu bế Bối Bối về phòng cháu. Tần Lạc không có chuyện gì đâu. Bên cạnh anh ấy vẫn có vệ sĩ. Lát nữa cháu hãy gọi điện cho nó hỏi tình hình một chút. Lâm Thanh Nguyên dặn dò cháu gái mình. Chuyện của bạn bè cố gắng giúp hết sức là được, đừng liều mạng của mình là được. Cháu biết, Lâm Hoán Khê nói. Lâm Hoán Khê đợi khi Lâm Thanh Nguyên quay vào phòng và đóng cửa lại, nàng mới ôm Bối Bối quay vào trong phòng của mình. Lâm Hoán Khê đặt Bối Bối nằm ở chỗ vẫn còn hơi ấm của nàng và Tần Lạc, sau đó nàng tiện tay với một quyển sách. Khi lật mấy trang nhưng Lâm Hoán Khê hoàn toàn không đọc nội dung của nó. Lâm Hoán Khê muốn đi ra ngoài xem nàng có thể giúp được điều gì không, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân nàng không thể giúp được gì trong lúc này. Có lẽ nàng còn làm vướng víu bọn họ. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Lâm Hoán Khê thầm cầu khẩn trong lòng. Bởi vì nguy cơ của Hồng Phu vẫn chưa bị loại trừ, Đại Đầu và Giê-xu vẫn phải bảo vệ Tần Lạc 24 tiếng một ngày, nên Tần Lạc đã thuê cho hai người đó một phòng ở gần nhà của hắn để hai người ở. Ban ngày hai người bảo vệ bên cạnh Tần Lạc. Buổi tối hai người thay phiên nhau trực đêm bảo vệ Tần Lạc. Vì kiếm khách đã chết nên nguy cơ của Giê-xu đã bị loại trừ, nhưng hắn vẫn không đưa ra đề nghị rời đi với Tần Lạc. Giê-xu không đi, Tần Lạc cũng không đuổi hắn đi. Có một siêu cấp vệ sĩ miễn phí cho mình sử dụng, loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đại Đầu là người đang phải trực đêm, khi hắn nhìn thấy Tần Lạc đi ra ngoài, Đại Đầu liền rời khỏi chỗ nấp đi ra ngoài. Có cần phải chuẩn bị xe không? Đại Đầu hỏi. Cần, tới trường săn bắn hoa điền, Tần Lạc nói. Sau khi Đại Đầu chuẩn bị xe xong, Giê-xu đã mặc quần áo nghiêm chỉnh đi ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể nói đây chính là bản lãnh hiếm có. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tần Lạc, Đại Đầu không cần đợi Tần Lạc thúc giục, hắn lái xe đi rất nhanh. Cũng may lúc này gần 4 giờ sáng nên ở Yến Kinh không có nhiều xe, không cần phải lo kẹt xe. Tần Lạc không ngồi yên trên xe. Hắn liên tục bấm số gọi cho Lệ Khuynh Thành nhưng trong điện thoại luôn vang thông báo máy bận. Đáng chết, lũ khốn đáng chết, Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Lạc không có gương nên hắn không có cách nào nhìn thấy lúc này trong mắt hắn vằn lên những tia máu. Tần Lạc điện thoại cho Ly và nói, hãy điều tra giúp tôi xem kẻ nào phóng hỏa hoa điền. Hiểu rồi, Ly trả lời rất dứt khoát. Tần Lạc lại gọi điện cho văn nhân Mục Nguyệt, lập tức đầu bên kia tiếp nhận cuộc gọi. Đương nhiên văn nhân Mục Nguyệt đã biết chuyện này. Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng lúc này nàng vẫn đang sử dụng điện thoại di động. Em biết rồi hả? Tần Lạc hỏi. Em mới nhận được điện thoại. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nàng là một cổ đông chính của trường săn bắn hoa điền nên nàng nhận được điện thoại nhanh như thế cũng không khiến ai ngạc nhiên. Em nghĩ thế nào? Tần Lạc hỏi. Trước tiên cứu người rồi sau giết người. Sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào. Tần Lạc đằng đằng sát khí nói. Khi xe chạy tới chân núi đã thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Lúc này cả khu vực trường săn bắn rộng lớn trông giống như một lò lửa khổng lồ. Cả thế giới xung quanh được thắp sáng bởi lò lửa đó. Mau, Tần Lạc không nhịn được nữa, hắn quát to. Mặc dù Tần Lạc đã biết Đại Đầu đã cố hết sức nhưng vấn đề là lúc này Tần Lạc cảm thấy hắn phải nói câu gì đó để giải tỏa tâm lý của mình. Đại Đầu không nghe lời Tần Lạc đẩy nhanh tốc độ bởi vì hiện nay tốc độ này đã là cao nhất rồi. Bây giờ xe đang chạy trên đường núi, nếu như gia tăng thêm tốc độ thì rất có khả năng khi xe vào khúc cua gấp sẽ lao xuống chân núi. Tiếng khóc, tiếng quát tháo và tiếng gió thổi ù ù, còn cả tiếng cháy lách tách của cây cối. Sự yên tĩnh của trường săn bắn hoa điền đã biến mất, thay vào đó chính là một địa ngục trần gian đỏ lửa. Vào thời khắc nguy nan mới thấy chân tình, vào thời khắc nguy nan mới thấy năng lực. Năng lực của Lữ Hàm Yên quả thực không tồi chút nào. Vào thời điểm này nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, tổ chức một các có trật tự cho các nhân viên bảo vệ và nhân viên của trường săn bắn hoa điền đi cứu viện. Nếu như khi nhìn thấy lửa bọn họ bỏ chạy như đàn ong vỡ tổ thì tình hình còn tệ hại hơn so với bây giờ rất nhiều. Mái tóc Lữ Hàm Yên rối bù vương trên vai nàng, mặt nàng ám khói đen sạm, lông mi nàng bị cháy trụi một mảng. Lửa rất mạnh, không thể nào vào bên trong được. Mới rồi lửa hơi yếu một chút, tôi đã cử hai bảo vệ đi vào trong tìm Lệ Khuynh Thành nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa quay ra ngoài. Bây giờ phải làm gì đây? Lữ Hàm Yên thấp thỏm không yên nói. Khi nói chuyện hình như miệng nàng có khói. Lần này nàng đúng thật sự là ngậm khói. Xe phòng cháy đâu?
Tại sao bây giờ xe phòng cháy vẫn còn chưa tới? Bọn họ làm ăn cái quái gì không biết nữa. Tần Lạc nhìn ngọn lửa cháy dữ dội trước mắt, tức giận quát mắng. Lúc này Tần Lạc thực sự nóng vội nên thần trí không tỉnh táo. Hắn thật sự không nghĩ ra rằng sau khi hắn nhận được điện thoại, không dám chỉ hoãn một giây, lập tức tới đây, trong khi đó đại đầu là một cao thủ lái xe. Cho dù bên phòng cháy có nhận được điện thoại và lập tức chạy tới bên này nhưng tuyệt đối tốc độ của bọn họ không thể nhanh như của hắn. Bọn họ nói là sẽ nhanh chóng tới đây. Lữ Hàm Yên nôn nóng tới suýt khóc. Lệ Khuynh Thành vẫn còn ở bên trong. Điện thoại thì không gọi được. Bây giờ phải làm gì đây? Lúc nãy tôi thúc giục mọi người đi vào nhưng không một ai dám đi vào trong. Tiền viện xảy ra hỏa hoạn, bình chữa cháy bên trong không kịp lấy ra. Chỉ còn mười mấy cái đã dùng hết rồi. Bây giờ có muốn vào trong cũng không thể vào được. Còn những con đường khác thì sao? Tần Lạc hỏi. Không có, chỉ có một con đường này là có thể lên núi. Lữ Hàm Yên nói. Tần Lạc cắn răng nói, tôi vào trong. Không được, Lữ Hàm Yên kéo tay Tần Lạc nói. Bây giờ lửa rất lớn, anh chưa kịp vào trong đã bị thiêu cháy. Tôi không ể để cho anh vào trong. Khuynh Thành đang ở bên trong, tôi nhất định phải vào trong. Tần Lạc vừa nói hắn vừa cởi áo trường bào của mình. Lữ Hàm Yên cầm lấy quần áo của Tần Lạc và nói, bây giờ anh vào trong làm gì? Lửa rất lớn cho dù Khuynh Thành có ở bên trong cũng chưa chắc cô ấy đã bị lửa thiêu. Sau khi nói xong câu đó, hai mắt Lữ Hàm Yên đỏ lên rồi thì những giọt nước mắt từ mắt nàng lăn xuống gò má. Khi Tần Lạc chưa tới nàng chính là người quản lý cấp bậc cao nhất, chính vì vậy nàng có trách nhiệm tổ chức nhân viên tiến hành cứu hộ. Khi Tần Lạc tới, trách nhiệm của nàng được từ bỏ hơn một nửa. Cuối cùng thì nàng có thời gian lo lắng cho số phận của người chị em của mình. Người không còn thì còn thi thể. Tần Lạc nhúng quần áo của mình vào thùng nước mà mấy người mang tới. Sau đó hắn nâng thùng nước dội lên người, trùm áo trường bào lên đầu sau đó chạy vào trong biển lửa. Anh chấn giữ bên ngoài. Đại đầu gào lên nói với Giê-xu, hắn cũng cởi quần áo ra tẩm nước sau đó chui vào biển lửa theo Tần Lạc. Ngọn lửa vô tình nhanh chóng nuốt trọn hai thân hình bé nhỏ. Chương 882, anh không phải là đối thủ của tôi. Không phải Lữ Hàm Yên không muốn cứu Lệ Khuynh Thành mà vì nàng nghĩ rằng ngọn lửa hung dữ như thế này bao vây Lệ Khuynh Thành căn bản không thể sống sót. Trước đó nàng đã phái hai bảo vệ đi vào trong, nhưng cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa đi ra ngoài. Có thể đoán ra được, bọn họ đã táng thân nơi biển lửa. Thủy hỏa vô tình, lúc này không có phương tiện phòng cháy chữa cháy lớn, không đủ nguồn nước. Cứ chạy vào như thế thì chỉ có một con đường chết. Một khi chạy vào trong chỉ có chết thì chỉ còn cách ở bên ngoài suy nghĩ làm thế nào tìm kiếm thủ phạm, báo thù cho Lệ Khuynh Thành. Con người chính là động vật đầy mâu thuẫn. Cho dù Lữ Hàm Yên thật sự không muốn Tần Lạc đi vào trong nhưng khi Tần Lạc đi vào bên trong, Lữ Hàm Yên lại cảm động như chết đi sống lại. Trước kia Lữ Hàm Yên lo ngại về tình cảm của Tần Lạc đối với Lệ Khuynh Thành, nàng lo lắng Tần Lạc chỉ yêu thích thân thể của Lệ Khuynh Thành. Thế nhưng vào lúc này Lữ Hàm Yên hoàn toàn không có nghi ngờ gì nữa. Có người nói, một người đàn ông tình nguyện để một người phụ nữ quản lý tiền bạc của mình, chứng tỏ anh ta đã yêu người phụ nữ. Nếu một người đàn ông tình nguyện bất chấp gian nguy xông vào ngọn lửa, vậy điều này chứng minh cho điều gì? Tần Lạc, anh nhất định phải quay ra. Lữ Hàm Yên nhìn vào trong ngọn lửa, gào lên như người điên. Các người nhất định phải quay về. Người nghe thương tâm, người chứng kiến rơi lệ. Tần Lạc không nghe thấy giọng nói của Lữ Hàm Yên. Hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó với nguy cơ trùng trùng trên đường đi. Phía sau trường săn bắn có một gò đất lớn. Nếu như lửa cháy ở trường săn bắn thì hoàn toàn có thể chạy ra sau ngọn núi nhỏ này. Thế nhưng biệt thự của Lệ Khuynh Thành là một biệt thự bí mật ở ngay đằng sau trường săn bắn, có thể đi tới đó bằng một con đường đi qua trường săn bắn, hơn nữa còn có một con đường bí mật đi xuyên qua rừng lên núi. Con đường này cũng có thể lái xe qua lại được, mỗi lần Lệ Khuynh Thành tới đây, nàng đều đi con đường này. Dù sao nếu tới từ bên trường săn bắn ở bên đó có rất nhiều người, rất dễ dàng bị bại lộ thân phận. Bây giờ con đường lên núi đã bị lửa vây kín, những nơi khác cũng bị bức tường lửa bao quanh, cả biệt thự giống như con thuyền chao đảo trong biển lửa, bất kỳ lúc nào cũng bị ngọn lửa nuốt mất. Tần Lạc muốn đi lên núi từ con đường này sau đó đẩy cánh cửa gỗ đi vào trong biệt thự của Lệ Khuynh Thành. Có lẽ giờ phút này cánh cổng gỗ đã bị cháy rụi, không cần đẩy. Nóng! 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 Đây chính là cảm nhận trực tiếp của Tần Lạc. Hắn có cảm giác bản thân mình giống như một que trúc nướng cá đặt trên bếp than lửa hồng rực.
Tần Lạc khó chịu, khó thở, ho khan, hắn không dám thở mạnh. Cho dù chiếc áo trường bào trên người hắn đã ướt đẫm nước nhưng cũng khó ngăn được hơi nóng của ngọn lửa ở nhiệt độ cao. Thỉnh thoảng một vài tàn lửa bắn vào lưng, trên mặt hay cổ, một cảm giác đau đớn cháy da thịt truyền khắp người như Tần Lạc chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không có cách nào né tránh chúng. Bởi vì hai tay Tần Lạc đang nắm lấy góc áo trường bào để nó trùm qua đầu và bao lấy nửa người trên nếu không tóc của hắn rất dễ bị lửa đốt cháy. Ngọn lửa hừng hực cháy phía trước khiến hai mắt Tần Lạc gần như không mở được. Tần Lạc chỉ còn cách nheo mắt dò dẫm đi trên đường. Dưới chân Tần Lạc chính là những khúc gỗ cháy đen hay vẫn còn đang cháy. Ngay cả những hòn đá cứng rắn, lạnh lẽo cũng bị lửa nung đỏ rực. Tần Lạc chỉ muốn đi nhanh về phía trước như vậy hắn có thể sớm thoát khỏi biển lửa này, sớm tìm ra vị trí của Lệ Khuynh Thành nhưng lúc này Tần Lạc lại phải rất cẩn thận vì hắn phải đề phòng những chướng ngại vật dưới chân vì một khi hắn ngã xuống, hắn rất khó đứng dậy. Thân thể hắn rất đau đớn nhưng trái tim hắn còn đau hơn. Trái tim Tần Lạc như bị một vật nào đó xé toạc khi hắn nghĩ tới chuyện rất có thể Lệ Khuynh Thành đã táng thân nơi biển lửa. Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc gào lên. Tiếng gào của hắn chìm trong biển lửa, chỉ có tiếng lách tách của cây cối bị cháy trả lời hắn. Mỗi một giây đều là sự giày vò, mỗi giây phút là sự thống khổ. Mỗi giây phút đều có thể đối mặt với cái chết. Những cây cổ thụ cao ngất trời hai bên đường núi đã bị đốt cháy. Bất kỳ lúc nào chúng cũng có thể đổ xuống. Nếu như bị chúng đè lên người thì đó chính là con đường chết. Khoảng cách từ bên ngoài bức tường lửa tới cổng biệt thự của Lệ Khuynh Thành không xa. Bình thường chỉ mất 2-3 phút đi bộ nhưng lúc này Tần Lạc cảm giác như dài cả một thế kỷ. Cuối cùng Tần Lạc đã đứng trước sân nhưng một lần nữa Tần Lạc lại gặp rắc rối. Cánh cổng bằng gỗ vẫn chưa cháy hết như Tần Lạc suy nghĩ mà nó vẫn còn đang bốc cháy. Ngọn lửa, vù vù, phun ra như một hỏa xà về phía Tần Lạc. Tôi tới đây, giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau Tần Lạc. Tần Lạc quay đầu lại, hắn nhìn thấy một bóng người thấp lùn vọt nhanh tới chỗ hắn. Bịch, người đó tung chân đá, cánh cổng gỗ phát ra tiếng kêu, răng rắc, rồi bắn tung ra ngoài. Sao cậu lại vào trong này? Tần Lạc gào lên, hắn không ngờ đại đầu lại đi theo hắn vào trong này. Bây giờ tình hình rất nguy hiểm. Cho dù thân thủ đại đầu rất tốt, hắn cũng không có thể quay ra ngoài. Bây giờ lửa càng lúc càng mạnh, hơn nữa còn bao vây bốn phía xung quanh. Đường ra ngoài đã hoàn toàn bị phong tỏa. Không khí trong biển lửa rất mong manh, căn bản là không thể duy trì trong một khoảng thời gian quá lâu. Đại đầu không nói câu nào, hắn chạy lên trước Tần Lạc, đi trước dò đường. Tần Lạc chỉ biết thở dài một tiếng rồi đi theo sát đại đầu. Có đại đầu đi trước thu dọn chướng ngại vật. Con đường đi của Tần Lạc dễ dàng hơn trước nhiều. Lúc này hai người đã đứng trước ngôi biệt thự. Khi nhìn thấy nóc nhà đã bị cháy sụp xuống, nước mắt Tần Lạc trào ra. Nóc nhà đã sụp xuống, còn người nào bên trong còn sống sao? Chúng ta hãy mau chóng ra ngoài thôi. Đại đầu kéo tay Tần Lạc lôi ra ngoài. Tần Lạc rất vất vả mới có thể vào được trong này, hắn sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi này? Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc gào lên. Một luồng khói đặc sộc vào cổ họng Tần Lạc khiến hắn lại ho khan dữ dội. Khói đặc mang theo không khí khiến cho ngũ tạng lục phủ Tần Lạc như bị thiêu cháy vậy. Cả người hắn từ trong ra ngoài đều nóng như rang. Chị ấy đi rồi, đi nhanh thôi, đại đầu em mờ ngang người Tần Lạc, vác hắn lên vai rồi chạy ra ngoài. Tần Lạc, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Chờ một chút, Tần Lạc nắm bả vai đại đầu nói to. Cậu có nghe thấy không? Có người đang gọi tôi. Tần Lạc. Lần này cả đại đầu và Tần Lạc cùng nghe thấy. Là giọng nói của Khuynh Thành. Là cô ấy, đúng là cô ấy. Tần Lạc vui mừng gào lên, Khuynh Thành, em ở đâu? Ở trong giếng, Lệ Khuynh Thành nói to. Giếng, lần trước Tần Lạc tới đây, hắn đã nhìn thấy ở giữa sân quả thật có một cái giếng. Thế nhưng cái giếng này không nối với nguồn nước ngầm của con suối mà chỉ là lấy một ít nước ở thùng đổ xuống coi như vật bài trí mà thôi. Hãy để tôi xuống. Tần Lạc nói. Đại đầu để Tần Lạc xuống đất rồi tìm vị trí cái giếng cho Tần Lạc. Đại đầu chạy nhanh tới vị trí cái giếng. Miệng giếng đã bị một miếng sắt to chặn ngang. Tảng đá đỏ rực trông giống như mới từ trong lò luyện thép ra vậy. Đại đầu tìm thấy một cây gỗ cháy một nửa. Hắn cẩn thận lật tảng đá sang một bên. Khuynh Thành, Tần Lạc ngó đầu xuống miệng giếng gào lên. Em đây, giọng nói khàn khàn của Lệ Khuynh Thành vang lên. Em không sao chứ? Tần Lạc hỏi. Không sao, anh mau xuống đây đi.
lửa bên ngoài rất to. Lệ Khuynh Thành nổi trên mặt nước, hít từng hơi một nói. Trong khi Lệ Khuynh Thành đang ngủ thì phát hiện bên ngoài bốc lửa. Khi đó nàng không kịp bỏ chạy ra ngoài, nàng nhớ tới cái giếng nằm ở giữa sân. Vì vậy nàng gọi 4 vệ sĩ cùng 3 người phụ nữ phụ trách việc trông coi nấu nướng trong nhà tới, muốn để mọi người cùng vào trong đó ẩn núp. Nhưng khi mọi người chạy tới cạnh cái giếng thì mới phát hiện ra miệng cái giếng này không to, giống như nàng đã nghĩ, cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể chứa được 2 người. Hơn nữa vì giếng không đủ sâu nên khi người đi vào trong, một người nữa chỉ có thể đứng trên đỉnh đầu mà còn phải khom người, nếu không thì sẽ không thể nào đậy nắp giếng lại. Tôi đã hứa với cậu ấy là bảo vệ an toàn cho cô. Trung tử ôm Lệ Khuynh Thành bỏ nàng vào trong giếng. Sau đó anh ta bỏ một cô bé nữa vào trong giếng, sau đó người bên trên vội vàng đậy nắp giếng lại. Người vẫn còn có thể xuống được, người vẫn có thể xuống được, Lệ Khuynh Thành gào lên. Không thể xuống được. Trung tử nói, không biết cơn hỏa hoạn này còn cháy tới bao giờ. Nếu như nhiều người xuống dưới sẽ không đủ không khí. Yên tâm đi, tôi sẽ mang bọn họ ra ngoài. Nói xong trung tử bê một miếng sắt đậy miệng giếng lại. Khi Lệ Khuynh Thành mới vào trong giếng thì vẫn còn tốt. Không khí bên trong còn nhiều, hơn nữa nước tới thắt lưng có thể làm giảm hơi nóng từ bên ngoài tuôn vào. Thế nhưng khi lửa bên ngoài càng lúc càng lớn. Bên ngoài liên tục có những khúc cây cháy rơi xuống miếng sắt đậy miệng giếng. Hơi nóng trong giếng càng lúc càng cao, cuối cùng nước trong giếng cũng bắt đầu nóng bỏng người. Điều còn đáng lo hơn cả chính là không khí bên trong càng lúc càng ít, hít thở càng khó khăn hơn. Nếu như không nghe thấy giọng nói của Tần Lạc, não của nàng vì thiếu dưỡng khí đã bước vào trạng thái ngủ. Cả nàng và cô bé kia đã sớm ngủ rồi. Cũng may lúc này Tần Lạc kịp thời mở miệng giếng ra khiến cho Lệ Khuynh Thành có cơ hội hít thở cho dù không khí hít thở vào cực kỳ nóng. Nắp giếng là một miếng sắt, trước đó trên mặt giếng vốn có rất nhiều dây leo nhưng bây giờ lửa đã thiêu trụi dây leo. Dưới sự thiêu đốt của lửa, miếng sắt đỏ rực như bất kỳ lúc nào cũng có thể gãy vụn. Mau nhảy xuống đi, một lần Lệ Khuynh Thành lên tiếng thúc giục. Tần Lạc quy a người nói, đại đầu, tôi xuống trước. Tần Lạc chưa nói xong. Bàn tay hắn đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đại đầu. Cái giếng này chỉ có thể chứa được 3 người là cùng. Trong đó đã có Lệ Khuynh Thành và một cô gái nhỏ. Dù gì đi nữa lúc này nó không thể chứa thêm 2 người đàn ông nữa. Hơn nữa khi cùng nhảy vào trong, người nào sẽ ẩy nắp giếng. Một khi không có nắp giếng, những cành cây rơi từ trên xuống hay hơi nóng phả vào bên trong có thể giết chết bọn họ. Chính vì vậy Tần Lạc muốn đẩy đại đầu xuống giếng. Thế nhưng hình như đại đầu đã sớm đề phòng. Khi Tần Lạc ra tay, đại đầu cũng đồng thời ra tay. Thân thể đại đầu lui về sau tránh đòn công kích của Tần Lạc, sau đó hắn lại vọt nhanh tới, một tay nắm lấy cổ tay Tần Lạc khiến cả người Tần Lạc mất thăng bằng. Anh không phải là đối thủ của tôi. Sau đó đại đầy đẩy mạnh, Tần Lạc lọt vào trong giếng, rơi vào lòng Lệ Khuynh Thành. Cạch cạch, đại đầu lại dùng khúc gỡ cháy dở 7 miếng sắt đè lên miệng giếng. Đại đầu! Tần Lạc gào lên vẻ thê lương. Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi lệ chính là vì chưa đủ xúc cảm mà thôi. Bóng đêm buông xuống che khuất gương mặt đầy nước mắt của Tần Lạc. Chương 883, vì cha. Từ khi Cửu Trọng Mưu nhận được cú điện thoại vô danh thông báo địa điểm của Lệ Khuynh Thành, trong lòng hắn vẫn có gì đó không nỡ. Mặc dù đã tìm được Lệ Khuynh Thành, hơn nữa việc cấp bách hiện nay chính là hạ gục cô ả này, nhưng mỗi khi nghĩ có một bàn tay vô hình ở phía sau điều khiển khiến cho trong lòng mấy người Cửu Trọng Mưu có cảm giác như bị một vật nhọn đâm vào lưng. Cạch cạch cạch, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếng gõ rất mạnh khiến Cửu Trọng Mưu và ả tình nhân trong lòng hắn đồng thời chui ra khỏi chăn. Ai đó, ả tình nhân vội vàng lên tiếng hỏi, ả là quản gia biệt thự của Cửu Trọng Dung, cũng là thư ký trong sinh hoạt hàng ngày. Tối hôm nay Cửu Trọng Mưu uống quá nhiều rượu mai tử nên không về nhà mà ngủ trong nhà Cửu Trọng Dung. Cửu Trọng Dung là một người anh rất nghĩa khí, hắn đưa cả người phụ nữ mình đã dùng cho em họ của mình dùng. Trọng Mưu, là anh, giọng nói của Cửu Trọng Dung vang bên ngoài. Cửu Trọng Mưu tìm thấy quần xịp của mình trên nền nhà, mặc vào, sau đó hắn khoác một chiếc khăn tắm lên người, đi ra ngoài mở cửa. Anh, có chuyện gì vậy? Muộn thế này mà còn có chuyện gì vậy? Cửu Trọng Mưu nghiêm túc hỏi. Trong lòng Cửu Trọng Mưu có một nỗi lo lắng mơ hồ. Lúc này mới hơn nửa đêm, anh họ tới gõ cửa nhất định là có chuyện gì đó quan trọng. Ít nhất Cửu Trọng Mưu nghĩ rằng Cửu Trọng Dung không vì hắn dùng thư ký của anh ta mà anh ta tới chơi trò ba người.
Cửu Trọng Dung liếc mắt nhìn vào trong phòng, sau đó hắn nói nhanh, trường săn bắn hoa điền bị cháy. Cả trường săn bắn đã bị thiêu hủy. Cái gì? Cửu Trọng Mưu kinh hãi hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Còn có người muốn làm vậy sao? Đã có người muốn phóng hỏa vậy vì sao lại nói cho chúng ta biết địa chỉ của Lệ Khuynh Thành? Cửu Trọng Dung bình tĩnh nói, anh cũng không hiểu điều này, thế nhưng anh có thể đoán được vài chuyện. Cho dù là kẻ nào làm chuyện này thì người cuối cùng phải gánh chịu chuyện này chính là Cửu gia chúng ta. Anh em chúng ta phải gánh chịu. Tại sao có thể như vậy? Đương nhiên Cửu Trọng Mưu không thể nào chấp nhận sự thật này, hắn gầm lên, tại sao có thể như vậy chứ? Không phải do chúng ta làm, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn chúng ta gánh chịu tội thay cho người khác? Chúng ta nói chúng ta không làm, bọn họ có tin không? Không phải chúng ta còn có cuộc điện thoại kia sao? Chúng ta hãy nói ra chuyện có người gọi điện thoại thông báo địa chỉ của Lệ Khuynh Thành. Cửu Trọng Dung lắc đầu nói, vô ích thôi. Làm vậy sẽ là chúng ta rơi vào bẫy của chúng, càng làm cho chúng ta bị nghi ngờ chính là người làm chuyện này. Với mối quan hệ của chúng ta và Lệ Khuynh Thành lúc này, một khi có người gọi điện thoại thông báo nơi ở của Lệ Khuynh Thành, chúng ta không tố cáo vậy không phải càng khiến người ta thấy kỳ quái sao? Một khi chúng đã dám gọi điện thoại thông báo cho chúng ta, chúng đã biết chắc là chúng ta không dám thông báo chuyện này ra bên ngoài. Là kẻ nào, là kẻ nào? Cửu Trọng Mưu tức giận đấm tay xuống mặt bàn, dáng vẻ của hắn như một ác lang. Hắn phẫn nộ nói, tại sao chúng lại làm như vậy? Rốt cuộc bọn chúng muốn cái gì? Anh cũng không biết chúng muốn cái gì. Cửu Trọng Dung khàn khàn, trầm trầm nói, việc tới nước này chúng ta chỉ có thể cầu khẩn trận hỏa hoạn này thiêu hủy càng nhiều càng tốt. Cửu Yên Mị chính là động vật hoạt động về đêm, mỗi tối nàng đều bận rộn tới tận đêm khuya mới đi ngủ. Hôm nay Cửu Yên Mị tới danh viện hội sở kiểm tra sổ sách. Tới khi Cửu Yên Mị xem hết sổ sách thì trời đã gần sáng. Cửu Yên Mị có một phòng riêng ở danh viện hội sở, nàng định nghỉ tạm một đêm ở đây. Cửu Yên Mị chuẩn bị bồn nước nóng, nàng lại đổ vào nửa bình sữa lavender, tắt điện, đốt nến, mở một bài hát của ca sĩ Đức Thụy. Cả thế giới này phản phất như chỉ thuộc về mình nàng. Cửu Yên Mị chút bỏ quần áo, ngắm nhìn thân mình trong gương. Nhìn thân hình gần như không có khuyết điểm nào mà lòng nàng không khỏi thầm nuối tiếc. Tuổi nàng không còn trẻ nhưng nàng vẫn còn đợi người đàn ông kia. Nàng vui sướng trang điểm nhưng nàng trang điểm cho ai? Nghĩ quá nhiều rồi, Cửu Yên Mị khẽ lắc đầu, sau đó nàng bước chân vào trong bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống nhúng cả người mình vào bọt sữa tắm. Trong khi Cửu Yên Mị đang mơ màng ngủ thì chuông điện thoại di động ở trên bàn vang lên đột ngột, lanh lảnh, quấy rầy giấc mộng của nàng. Cửu Yên Mị buồn bực khoác khăn tắm đi ra ngoài, cầm điện thoại lên, bấm nhận cuộc gọi và hỏi, có chuyện gì vậy? Sau khi nghe người trong điện thoại nói một lúc, Cửu Yên Mị nóng nảy nói, Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu sao? Việc này có phải do hai người đó làm không? Không phải, cả hai đều cảm thấy chuyện này có gì đó. Nên ngay lúc nửa đêm đã nói chuyện này với bác của con. Không phải sao, không phải cả hai làm thì tại sao không sớm nói cho người trong nhà tin tức này? Rốt cuộc cả hai muốn làm gì vậy? Cha có biết là Cửu gia đã bị cả hai hại chết rồi không? Bây giờ phải làm gì đây? Con sẽ tới Hoa Điền một chuyến, con hy vọng có thể giải thích một chút với cô ấy. Có tác dụng không? Hy vọng là thế. Tốt nhất là mọi người hãy cầu khẩn là không có ai bị thương nếu không. Sau khi nói điện thoại xong, Cửu Yên Mị cau mày suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc lâu nhưng nàng vẫn không tìm ra bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng nàng đành phải thay quần áo và đi ra ngoài. Khi Ly đi tới trước sân ngôi biệt viện, ông già cho dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức đều nằm trên ghế dài ngủ bên ngoài sân khẽ hừ một tiếng. Âm thanh này phát ra có vẻ như rất lơ đãng nhưng khiến người khác cực kỳ căng thẳng, sởn cả tóc gáy. Ly bình tĩnh nói, Tần Lạc đã xảy ra chuyện, anh ấy muốn sử dụng lực lượng long tức. Quân sư không có mặt ở đây, tôi muốn vào gặp cha nuôi xin chỉ thị. Sau khi âm trầm suy nghĩ một lát, ông già mới trả lời bằng giọng nói hàm hồ, đứa bé kia chính là một hạt giống tốt. Đừng để bị người khác ức hiếp. Tôi biết, Ly nói. Sau khi đứng lại nghe được câu nói của ông già, Ly mới nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đi vào bên trong. Từ khi Tần Lạc tới chữa trị cho Long Vương, chứng, dần tê cứng của Long Vương đã thuyên giảm. Lúc này cổ và tay Long Vương đã cử động được, ngoại trừ việc chưa thể đứng trên đôi chân của mình, chức năng thân thể của Long Vương đã dần được khôi phục. Bây giờ Long Vương không nằm ngủ trên ghế, giống như một người sống thực vật nữa.
lúc này Long Vương giống như một người bình thường có thể cử động. Khi nhìn thấy Ly đi vào, nhân viên chăm sóc đặc biệt ở phòng ngoài vội vàng đứng lên đón. Ly không để ý tới bọn họ, nàng đi thẳng vào trong. Tần Lạc đã xảy ra chuyện, anh ấy cần Long Tức. Ly nói. Ly biết cha nuôi của mình đã tỉnh dậy. Khi nàng đi vào trong sân, Long Vương đã tỉnh dậy. Mặc dù là bọn họ đang ngủ say, bọn họ cũng phải mở một mắt. Cha nuôi nàng cũng như tất cả các thành viên Long Tức, không cẩn thận đồng nghĩa với cái chết. Từ khi bọn họ trở thành những quân nhân tinh nhuệ bậc nhất Trung Quốc, điều này đã trở thành một bản năng của bọn họ. Là kẻ nào? Long Vương nằm yên trên giường hỏi. Cho dù hai mắt của ông vẫn nhắm nhưng khi ông hỏi câu này, giọng nói đã ngầm có sát khí, một áp lực kinh người. Ly chỉ cảm thấy giọng nói Long Vương như cứng lại, nàng lạnh lùng nói, vẫn đang điều tra. Hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó. Long Vương nói. Con hiểu, nói xong Ly quay người bước đi. Tới khi tiếng bước chân của Ly xa dần, đột nhiên Long Vương mở mắt, ánh mắt lóe sáng. Ở Yến Kinh, ở Trung Quốc có vô số người bị trận hỏa hoạn này khiến bừng tỉnh trong giấc ngủ. Lửa, 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 lửa. Trước sau, bên phải, bên trái, bốn phương tám hướng, tất cả đều là lửa. Tất cả đều là lửa cháy rừng rực, thiêu đốt, một bức tường lửa chắn ngang, chờ đợi hắn phía trước chỉ là một tử lộ. Đại đầu không sợ chết. Một khi sợ chết hắn không thể trở thành một thành viên của Long Tức. Thế nhưng đại đầu không muốn chết. Cuộc sống của gia đình hắn vừa mới thay đổi. Đại đầu hắn từ một thanh niên nghèo khổ, không được ăn no không nơi ở cố định trở thành một con người thành đạt có thể diệt, có uy danh, thường xuyên được ăn no. Căn bệnh của cha hắn cũng được Tần Lạc chữa khỏi. Hơn nữa bây giờ ông còn được quốc gia tôn trọng. Mỗi lần đại đầu đi gặp cha mình, ông đều cầm tay đại đầu nói, tuyệt đối con không được quên ơn của ân nhân. Nếu không có ân nhân sẽ không có chúng ta hôm nay. Nếu không có ân nhân, cha con đã sớm đi gặp Diêm Vương. Không có ân nhân con cũng không thể tìm được việc. Cha của đại đầu chỉ biết công việc hắn tìm được là lái xe cho một ông chủ công ty lớn. Đại đầu nói công việc này là do Tần Lạc giới thiệu đại đầu với ông chủ công ty này. Chính vì nguyên nhân này mà ông cho rằng nếu không có Tần Lạc giúp đỡ, đại đầu không thể trở thành lái xe cho một ông chủ lớn. Con nghĩ cái gì vậy? Nhiều người lái xe như vậy làm gì tới con có cơ hội lái xe cho bọn họ. Con chỉ là đứa nhỏ, thấp lùn, hiền lành, không biết nói chuyện, thậm chí còn không cười. Một người như vậy có ông chủ nào thuê làm lái xe không? Nếu như lần này mình có thể sống sót ra ngoài, mình nhất định phải nói với cha mình là quân nhân của đất nước. Đại đầu thầm nghĩ. Tuy cha đại đầu rất tự hào khi con mình là một tài xế cho ông chủ lớn. Nhưng ông chính là cha của đại đầu. Là người thân duy nhất của đại đầu trên thế giới này, đại đầu hắn phải có trách nhiệm khiến cho ông càng thêm tự hào về con mình. Nhưng rốt cuộc là phá cuộc bao vây của bức tường lửa từ chỗ nào? Cho dù thân thủ của đại đầu khá nhanh nhẹn nhưng hắn vẫn lâm vào cảnh khó khăn trước tình cảnh hiện nay. Hai bàn tay đại đầu bị cành cây rơi vào đã có vô số vết bỏng. Mái tóc hắn đã bị cháy xém, còn lại, trên gương mặt đại đầu có rất nhiều vết sẹo. Trước ngực sau lưng hay mỗi chân đại đầu đều có vết bỏng lớn hay thậm chí là nhiều vết bỏng. Có một vị tiền bối đã nói, quân nhân không phải là không biết đau đớn. Vấn đề là bọn họ có sự nhẫn nại và dâng hiến nhiều hơn người khác. Chỉ cần là thân thể bằng máu thịt thì dao cắt vào người, người đó cũng đều chảy máu. Khi đi vào trong đại đầu là vì bảo vệ Tần Lạc, khi chạy ra ngoài là vì. Trong đầu đại đầu xuất hiện hình ảnh già nua và gương mặt không tương xứng với tuổi của cha. Một gương mặt quen thuộc, nhân từ, đôn hậu. Vì cha, đại đầu thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Đại đầu và Tần Lạc vào cùng một hướng, hắn tương đối nhớ rõ tình hình con đường này, hắn muốn xông ra ngoài từ chính con đường này. Chương 884, sỉ nhục của giới sát thủ. Sau một thời gian dài chờ đợi và lo lắng, cuối cùng xe chữa cháy từ Yến Kinh cũng chạy tới. Người dẫn đội phòng cháy chữa cháy chính là đại đội trưởng Hứa Kỳ. Hứa Kỳ đi nhanh tới chỗ đám người cạnh biển lửa gào lên, ai là người phụ trách ở đây? Ai là người phụ trách? Tuy đội phòng cháy chữa cháy có 24 nhân viên trực ban nhưng khi nhận được điện thoại báo cháy của Hoa Điền, Hứa Kỳ vẫn cực kỳ hoảng sợ. Hứa Kỳ không biết hậu thuẫn sau lưng của Hoa Điền là như thế nào, thậm chí với mức thu nhập của hắn tuyệt đối không có cơ hội tới nơi này hưởng thụ sự phục vụ ở đây. Nhưng dù một người chưa từng tới thì không thể nghe người khác nói sao. Hứa Kỳ nghe nói nơi này là nơi tập trung người danh tiếng.
đám người danh giá nhất Yến Kinh thường tới nơi này tiêu khiển. Nếu như đội cứu hỏa không tới cứu viện kịp thời, có lẽ chức vụ đại đội trưởng phòng cháy chữa cháy của hắn sẽ bay mất. Là tôi, cuối cùng ánh mắt của Lữ Hàm Yên cũng rời khỏi biển lửa. Trong con mắt nàng thì những đội viên cứu hỏa này đã tới muộn dù bọn họ đã khẩn cấp đi tới nơi này. Nàng nhìn bọn họ gào lên, mau cứu hỏa, bên trong còn có người. Cái gì trong đó còn có người sao? Hứa Kỳ kinh hãi hỏi. Phạm vi của vụ hỏa hoạn rất rộng, hắn không thể tổ chức chữa cháy theo trọng điểm được. Ở đây, bên trong con đường này còn rất nhiều người. Hãy mau cứu hỏa. Được, Hứa Kỳ trả lời sau đó hắn lên tiếng chỉ huy nhân viên của mình bắt đầu dơ vòi nước dội vào những nơi lửa còn đang hung dữ nhất. Cầu xin mọi người nhất định phải sống sót. Lữ Hàm Yên chắp tay thành hình chữ thập nói. Làm người thì phải có niềm tin, khi đó thân thể con người có thể tạo ra vô số kỳ tích không tiền khoáng hậu. Chiếc áo khoác bên ngoài của đại đầu có thể ngăn lửa vì lúc trước phát Tần Lạc nên hắn đã vứt đi. Quần áo lót trên người hắn cũng bị lửa đốt cháy, chỉ cần chạm vào là rơi xuống. Vì sợ bị lửa đốt, đại đầu cởi áo lót vứt đi, nửa thân trên ở trần. Cũng may bao súng ở thắt lưng của hắn làm bằng da thuộc đặc chế nên không thể dễ dàng bị cháy ở nhiệt độ cao. Đại đầu hít sâu mấy hơi, hắn để mặc cho hơi nóng với thế mạnh như nước lưu chuyển trong phổi rồi như một chú khỉ con linh lợi nhảy vọt vào biển lửa. Không khí đầy khói khiến người sặc sụa, lửa nóng như giang, dưới đất là những khúc gỗ bị đốt cháy thành than. Từ trên không trung thỉnh thoảng một nhánh cây rơi xuống. Mỗi một nhánh cây chính là vũ khí đoạt mệnh, chúng đều có thể cướp đi mạng sống của người khác. Đại đầu không biết là bản thân hắn đã bị nhánh cây đập trúng làm bị thương biết bao lần. Mặc dù hắn không thể nhìn nhưng hắn cũng biết ở sau lưng hắn, một mảng da lớn đã bị cháy. Cũng may thân thủ đại đầu đủ nhanh nhẹn, hắn vẫn có thể tránh được những nhánh cây to hơn một chút. Thế nhưng những cơn mưa lửa nhỏ như mưa phùn thì khiến con người ta không thể nào né tránh được. Điều duy nhất khiến đại đầu vui mừng chính là hắn đã tới gần bức tường lửa ở bên ngoài. Đại đầu đã chạy tới bức tường lửa bên ngoài. Đại đầu đã nhìn thấy đám người bận bịu bên ngoài, hắn đã nghe thấy tiếng kêu gào của bọn họ. Hắn cũng nhìn thấy có người đang chạy về phía hắn. Đại đầu biết hắn đã được cứu sống. Vì cha của mình, đại đầu đã chạy thoát từ trong tay tử thần. Đúng lúc này thần kinh đại đầu đột nhiên trở nên căng thẳng. Đó là phản ứng tự nhiên của thân thể sau trăm ngàn lần luyện tập. Đó là trực giác nhạy bén của con người đã rất nhiều lần tìm thấy sự sống trong cái chết. Đại đầu không do dự, thân thể hắn lập tức bổ nhào về bên trái. Thậm chí người của đại đầu cũng không kịp quay ngang, thân thể hắn thoạt nhìn có vẻ cứng ngắt nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh nhẹn, đổ nhào về bên trái giống như bị một người ở bên phải đá vậy. Răng rắc, đó là âm thanh mà thân thể đại đầu nghiền nát than lửa trên mặt đất gây ra, sau đó thân thể hắn nằm yên ở đó không nhúc nhích. Giống như người đã chết vậy. Có người đánh lén, Giê-xu gào lên. Giê-xu vẫn chấn giữ bên ngoài, cho dù hắn không thông thạo tình hình Trung Quốc. Nhưng vì bản thân hắn là một sát thủ nên hắn cực kỳ quen thuộc đối với những âm mưu quỷ kế. Trận hỏa hoạn này rõ ràng là có người cố ý đốt. Ngay khi Tần Lạc còn ở trong xe, hắn đã nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho người điều tra chuyện này. Chính vì thế khi đại đầu yêu cầu Giê-xu trấn giữ bên ngoài, hắn mới không đi vào bên trong. Không phải vì Giê-xu không dám mà vì quả thật cần có một người trấn giữ bên ngoài. Nếu khi bọn họ cùng chạy vào trong biển lửa, có người ở sau lưng ám toán thì sao? Khi bọn họ lảo đảo phá vòng vây lửa chạy ra ngoài, có người đột nhiên tấn công thì sao? Người kia trúng đạn rồi. Hãy mau vào đưa người kia ra. Lữ Hàm Yên gào lên. Lữ Hàm Yên chỉ là một giám đốc kinh doanh thông minh hơn người mà thôi. Nàng hoàn toàn không biết gì về súng đạn, sát thương nhưng nàng đã nhận ra người từ trong biển lửa chạy ra chính là vệ sĩ đã vọt vào trong cùng với Tần Lạc. Chính vì vậy nàng yêu cầu mấy người Giê-xu nhanh chóng vào trong bức tường lửa cứu đại đầu ra ngoài. Mọi người hãy cẩn thận bảo vệ bên này, tuyệt đối không được mạo hiểm hành động. Giê-xu lên tiếng dặn dò rồi hắn quay người chạy xuống núi. Lữ Hàm Yên không ngờ sau khi Giê-xu nói, có người bắn lén, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là cứu người mà lại là quay người bỏ trốn. Những người nước ngoài không đáng tin cậy, Lữ Hàm Yên tức giận dậm chân nói. Hãy mau vào trong cứu anh ấy ra đi. Lữ Hàm Yên nói với một nhân viên bảo vệ của trường săn bắn hoa điền ở phía sau nàng. Nhân viên bảo vệ đó do dự một lát rồi kiên cường chạy vào trong biển lửa. Thế nhưng anh ta mới tiến tới gần bức tường lửa kia, thân thể anh ta vốn không có bất kỳ biểu hiện thất thường nào, té nhào xuống đất.
không một tiếng kêu, thân thể người bảo vệ hoàn toàn không nhúc nhích. Bên kia có tay súng bắn tỉa, một nhân viên bảo vệ khác gào lên, khi anh ta đang nói những người khác đã kéo Lữ Hàm Yên trốn vào trong góc kín. Hứa Kỳ đang đứng cạnh Lữ Hàm Yên đốc thúc nhân viên cứu hỏa, anh ta sợ run bắn người khi nghe nói có tay súng bắn tỉa. Thế nhưng Hứa Kỳ biết lúc này tuyệt đối không thể lui bước. Hứa Kỳ kêu gào nhân viên dưới quyền tiếp tục cứu hỏa, anh ta vừa di chuyển tới một góc chết. Ít nhất nhân viên của anh ta không biết chuyện bên kia núi có tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là hình như tay súng bắn tỉa không ra tay đối với những đội viên cứu hỏa. Nếu như Giê-xu biết suy nghĩ của Lữ Hàm Yên, hắn nhất định sẽ ngã quỵ xuống đất. Bản thân hắn là con dân của thiên quốc, là nô bộc trung thành của Thượng Đế. Hắn là một thầy tu nhỏ bé nhưng vô cùng cao ngạo, kiêm sát thủ của một tổ chức sát thủ nổi tiếng châu Âu, hắn thật sự không có chuyện lâm chiến bỏ chạy. Quả thật Giê-xu muốn tới bắt kẻ thù, nhưng hắn không thể quanh minh chính đại chạy lên núi. Giê-xu hiểu rất rõ ràng rằng đối phương có thể ngắm bắn chúng đại đầu trong biển lửa ở một khoảng cách xa, chứng minh đối phương ở trên cao và sử dụng kính ngắm. Nếu như khi hắn chạy lên núi bị đối phương phát hiện, người đầu tiên đối phương muốn giết chính là hắn. Đột nhiên Giê-xu nghĩ tới một khả năng khác. Nếu khi hắn xông lên núi mà không bị phát hiện thì mục tiêu của lũ bắn tỉa vẫn chỉ là đại đầu trong biển lửa hay bất kỳ người nào có khả năng chạy thoát ra khỏi biển lửa. Khi rơi vào một hoàn cảnh khắc nghiệt như này, chức năng thân thể của bọn họ không thể phát huy tối đa, hơn nữa thể lực cũng bị hao mòn phần lớn, bọn họ rất khó thoát khỏi làm mồi cho cao thủ bắn tỉa đang chờ đợi. Phía trước bọn họ chỉ là con đường chết mà thôi. Bây giờ phải làm gì đây? Sau khi Giê-xu chạy xuống chân núi, hắn đã có một hành động có thể nói là vô cùng ngu ngốc. Là một sát thủ, tuyệt đối không thể lộ diện bản thân ngoại trừ khoảnh khắc chính mình muốn ra tay. Sư phụ của Giê-xu đã từng nói với hắn như vậy. Lộ diện thân thể của mình chính là tạo cho đối phương một cái bia ngắm bắn di động. Thế nhưng hoàn cảnh hiện nay thật sự không phù hợp với những gì hắn được dạy bảo. Nhưng Giê-xu vẫn hành động như vậy. Giê-xu đã thay đổi kế hoạch đánh vu hồi lên núi, kế hoạch của hắn có thay đổi đôi chút về phương hướng. Hắn muốn tấn công chính diện lên núi ngay trước mắt tay súng bắn tỉa. Hành động khôn như thỏ, chắc chắn như bàn thạch. Hai câu nói này là để hình dung cao thủ võ công mà cũng có thể để hình dung tay súng bắn tỉa. Đương nhiên những người có thể sử dụng loại vũ khí có kính ngắm này là những người có thân thủ khá tốt. U Linh chính là một tay súng bắn tỉa mà gã cũng chính là một sát thủ bắn tỉa. Nhận tiền của người ta, thay người giải trừ tai họa, gã nhất định phải ngăn cản bất kỳ kẻ nào chạy ra từ trong biển lửa. Khi U Linh nhìn vào dụng cụ nhìn ban đêm lắp đặt trên súng bắn tỉa, gã phát hiện ra có người đang chạy lên chỗ gã khiến cho trên khuôn mặt luôn mang một vẻ lạnh lùng không khỏi bật ra một nụ cười châm biếm. Muốn chết, U Linh lạnh lùng nói. Sau đó U Linh bắt đầu điều chỉnh góc độ bắn, gã dự định bắn chết tên có ý đồ khiêu khích này với chỉ một viên đạn. Tìm kiếm, tập trung, chờ đợi thời cơ. Khi U Linh phát hiện một mái đầu màu vàng của một người đàn ông xuất hiện ở sau một tảng đá lớn, gã bóp cò một cách dứt khoát. Bùm! Lực phản chấn mạnh của súng bắn tỉa khiến cánh tay U Linh tê dại nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tư thế của gã. Một giây sau khi viên đạn ra khỏi nòng, U Linh lại bắt đầu tìm kiếm thi thể của con mồi trong kính ngắm. U Linh hắn cực kỳ tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của mình. Hoàn toàn trống trơn. Khi U Linh không tìm thấy thi thể con mồi ở vị trí dự đoán, tâm trạng của hắn nặng nề. Tại sao có thể như vậy? U Linh thầm nổi giận. U Linh cực kỳ tự tin và thậm chí kiêu ngạo vào tài năng bắn súng của mình. Gã thật sự rất khó chấp nhận chuyện thất bại. Một lần nữa U Linh thay đổi góc ngắm tìm kiếm mục tiêu. Một lần nữa gã lại tìm thấy mục tiêu. Nhưng rồi một tình cảnh khiến U Linh phẫn nộ xuất hiện. Gã đàn ông kia đứng trên đỉnh một tảng đá to, mái tóc vàng tung bay theo chiều gió, miệng gã nhếch lên, một nụ cười cực kỳ coi thường đối phương. Gã đàn ông kia giơ cao ngón tay cái trước kính ngắm sau đó gã lại lộn ngón cái xuống. Khiêu khích trắng trợn. Được rồi, tảng đá treo trên gương mặt U Linh rơi xuống, gã tươi cười rất vui vẻ. Giê-xu, nổi sỉ nhục của giới sát thủ, hôm nay chúng ta chiến đấu vì vinh dự của giới sát thủ. Chương 885, hai mắt mày để sau lưng à. Ngắm bắn chính là tranh thủ lúc đối phương không chú ý, đột nhiên tấn công. Thật sự mà nói lúc này hành động của U Linh đã khác với trước. Lúc này một tay súng bắn tỉa đã mất đi điều quan trọng nhất, bí mật. Nói một cách chính xác,
một sát thủ và một tay súng bắn tỉa có nhiều điểm chung. Đương nhiên một sát thủ có thể sử dụng súng bắn tỉa. Một tay súng bắn tỉa có thể trở thành một sát thủ. Trong khi đó U Linh chính là một sát thủ, nhưng vấn đề là trong bản xếp hạng sát thủ thế giới, thứ hạng của U Linh không bằng Jesu mà thôi. Đó chính là điều khiến gã không phục. Một người cực kỳ sợ chết, chỉ vì mạng sống của mình mà từ bỏ nhiệm vụ, phản bội tổ chức, thế mà Jesu lại xếp hạng trước gã. Điều này khiến cho gã cảm thấy bị sỉ nhục. Giết chết hắn, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu U Linh. Một bản xếp hạng sát thủ mới cần phải thanh trừng những kẻ bại hoại. U Linh nhanh chóng tìm mục tiêu trong kính ngắm, sau đó gã bóp cò súng nhằm vào Jesu trên một tảng đá lớn. Thế nhưng một lần nữa U Linh lại thất bại, vì hình như Jesu luôn có dự cảm trước, nhảy từ trên tảng đá xuống sớm một bước. Rất thú vị, sau khi U Linh bắn trượt, hắn không có cảm giác thất bại mà ngược lại còn có cảm giác chờ mong. Nếu như Jesu, một sát thủ xếp trước hắn trong bảng xếp hạng dễ dàng bị giết chết như vậy, thì bảng xếp hạng sát thủ thế giới còn ý nghĩa gì nữa không? Những tranh chấp, mục tiêu phấn đấu đều là thừa thãi sao? U Linh xuất thân từ một gia đình giàu có. Gã làm sát thủ không phải vì tiền. Nguyên nhân là vì sau đó gã cảm thấy chán ngán đồng tiền nên muốn tìm kiếm một nghề nghiệp mới. Khi đã tham gia vào nghề nghiệp này, gã cực kỳ yêu thích trò chơi tử vong đánh cuộc tính mạng của mình này. Bạn thực sự không hiểu được cảm giác chờ mong ẩn núp ở một nơi bí mật mấy tiếng đồng hồ và bất kỳ lúc nào cũng bị kẻ khác phát hiện. Bạn tuyệt đối cũng không thể cảm nhận được sự vui mừng pha lẫn sợ hãi khi phát hiện ra con mồi của mình, máu huyết toàn thân sôi sục và cảm giác vui sướng khi bóp cò súng. Đây chính là trò chơi hoàn hảo nhất mà cũng là kích thích nhất trên thế giới này. Các trò chơi như leo núi, nhảy dù, lặn sâu, xe đạp mạo hiểm đều không thể sánh với nó. U Linh không sốt ruột, càng không nôn nóng bóp cò súng. Gã chỉ nhìn vào kính ngắm theo dõi, chờ mục tiêu của mình xuất hiện trong tầm mắt. Gã chăm chú quan sát con mồi, khi thì nhảy lên, bò xuống, khi nhìn gã, khi xuất hiện rồi lại biến mất. Gã đang chờ đợi con mồi xuất hiện trên màn hình và sự sơ hở. Khi đó gã chỉ cần một phát đạn để kết liễu con mồi. Cuối cùng cơ hội đã xuất hiện. Đó là một vách đá trong suốt, trơn láng như gương, hơn nữa độ dốc hình thành một góc 90 độ. Nếu như muốn trèo từ dưới lên mà không có dây trợ giúp thì tuyệt đối không thể được. Đường này không thông suốt. Muốn lên núi phải đi qua một đoạn đường trống trơn ở bên phải, sau đó từ từ trèo lên. Trèo lên một vách đá có khác gì với một con đường thẳng trống trơn không? Cho dù Jesu chọn một con đường nào thì đó đều là cơ hội tốt nhất cho U Linh ra tay. Đương nhiên Jesu có thể chấp nhận thua cuộc, quay về con đường cũ. Nếu Jesu làm như vậy, U Linh có thể cam đoan là không nổ súng vào hắn. Bởi vì Jesu được coi như đã chết trong lòng gã. Jesu cũng hiểu được vấn đề này, chính vì vậy hắn ẩn nấp sau một tảng đá lớn, một lúc lâu mà vẫn không xuất hiện. Không biết phải lựa chọn thế nào sao? U Linh cười nhạt nói, sớm đi gặp Thượng Đế mà mày tin tưởng dâng tặng không phải tốt hơn sao? Đột nhiên, thân thể Jesu xuất hiện, hắn lựa chọn con đường, trống trơn. Với thân thủ của Jesu, hắn có thể vượt qua quãng đường đó với khoảng thời gian 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ quá đủ để U Linh nổ súng. Ngón tay U Linh nhẹ nhàng đặt trên cò súng nhưng gã vẫn chưa bóp cò. U Linh mới chỉ thực hiện động tác chuẩn bị mà thôi. Lúc này Jesu mới xuất hiện, hắn hoàn toàn vẫn có thể quay lại. U Linh phải chờ tới khi Jesu xuất hiện ở giữa đoạn đường mới nổ súng, khi đó nhất định Jesu không thể quay người lại chỗ cũ. U Linh chờ đợi tới khi đầu của Jesu bị bắn tung. Đúng vậy, U Linh quyết định bắn tung đầu của Jesu. 10, 9, 8, 7. Sau khi đếm được 4 số, cuối cùng U Linh cũng bóp cò súng đối với mục tiêu Jesu trong kính ngắm. U Linh có thể tưởng tượng được gương mặt căm uất của Jesu. Bịch! Một lực phản rất mạnh truyền tới người U Linh, nhưng người U Linh vẫn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Hai mắt U Linh nhìn không chớp vào hình ảnh trong thiết bị nhìn ban đêm. Jesu đã biến mất. Chẳng lẽ sau khi bị bắn chết hắn đã rơi xuống dưới sao? U Linh nghi ngờ nghĩ. Nếu như bắn trúng Jesu, có lẽ biểu hiện của hắn quá yếu ớt khiến U Linh không thực sự cảm thấy hưng phấn. Một trận đại chiến mà U Linh mong đợi không đến khiến trong lòng gã dù sao cũng có cảm giác mất mát. Hơn nữa U Linh biết rõ từ vị trí mà hắn bắn vào không một kẻ nào có thể chạy thoát. Có lẽ Jesu khốn khổ kia uống quá nhiều sữa trâu, bò Trung Quốc nên đã trở nên đần độn sao? Nếu nói là bắn trượt, U Linh mới thật sự không thể tin nổi.
Rõ ràng khi đó gã đã bắn chính vào đầu Jesu. Với vị trí và điều kiện của con mồi khi đó, khả năng né tránh, cùng động tác cần mất nhiều thời gian hơn tốc độ bay của viên đạn. Jesu phải chết, không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Vĩnh biệt, U Linh cười lặng lẽ. Lần này tới Trung Quốc, U Linh không ngờ lại thu được một chiến tích rất lớn. Gã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thu được chiến tích vinh quang giết chết Giê-xu. Nhưng Giê-xu chết thật rồi sao? Nhưng khi thấy hình ảnh trống trơn trong kính ngắm, U Linh lại có một cảm giác lo lắng. Bản thân là sát thủ, bất kỳ một hành vi bất thường nào đều khiến cho chúng cảnh giác. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng có thể sống sót. U Linh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Gã cảm thấy trận lửa này cháy đã lâu. Lúc này tuyệt đối không còn kẻ nào có thể sống sót mà ra khỏi cơn hỏa hoạn này nữa. Chính vì vậy U Linh chuẩn bị rút lui khỏi hiện trường. U Linh nhanh chóng thu dọn khí cụ, xóa dấu vết về sự tồn tại của mình, sau đó gã xách vali đi ra sau núi. Khi U Linh đang đi giữa sườn núi, thân thể của gã đột nhiên bổ nhào về trước. Véo! Một viên đạn bắn ngay bên cạnh người U Linh, cày trên mặt đất một quãng, sau khi xuyên vào gốc một cây cổ thụ mấy người ôm mới biến mất. Sau đó U Linh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của Giê-xu xuất hiện ở phía sau hắn. Mày không chết hả? U Linh cười nhạt hỏi. Nếu tao chết một cách dễ dàng như thế này, không phải mày sẽ cảm thấy nuối tiếc sao? Giê-xu cười nói. Đúng vậy, U Linh nói, lúc này chiếc vali để súng bắn tỉa trong tay gã đã rơi xuống, thay vào đó là một khẩu súng lục. Khi U Linh đang nói chuyện, cổ tay gã vung lên, giơ súng ngắm bắn vào đầu của Giê-xu ở bên ngoài. U Linh nhanh nhưng Giê-xu còn nhanh hơn. Khi Giê-xu phát hiện ra cổ tay U Linh nâng lên, hắn bắt đầu thực hiện động tác né tránh, hắn lui lại sau hai bước, sau đó hắn nhảy vào cái hố che giấu thân thể hắn lúc trước, giơ súng bắt đầu phản kích. Bùm bùm bùm. Giê-xu bắn liền một lúc ba phát súng, ba viên đạn bay theo hình tam giác, phong tỏa chặt chẽ thân hình U Linh ở sau cây cổ thụ. Ngay lúc đó thân thể Giê-xu bật mạnh về phía trước, chỉ sau hai cú quay người 90 độ. Giê-xu đã xuất hiện trước chỗ U Linh đang ẩn núp. Tốt nhất mày không nên cử động. Giê-xu cầm súng chỉ vào cây cổ thụ nói. Nếu như U Linh chỉ vì câu nói này mà chịu thua thì gã đương nhiên đã không thể xuất hiện trong bảng sát thủ thế giới. U Linh biết không thể tiến sang bên phải, bên trái. Chỉ cần gã xuất hiện là tiến vào ngay phạm vi tấn công của Giê-xu. Dưới đất, có lẽ U Linh cũng không chui xuống đất. Trèo lên cây thì sao? Có lẽ đây chính là lựa chọn ngu ngốc nhất. U Linh dùng thân cây cổ thụ làm công sự che chắn người mình. Thân thể U Linh nằm sấp, thẳng tắp giống như một người lính đang luyện tập động tác, nằm sấp tại chỗ vậy. Hai bàn tay U Linh chạm đất, sau đó hai bàn tay dùng lực rất mạnh đẩy mạnh, sau một cú lộn cực kỳ giống theo tiêu chuẩn cá chép, thân thể U Linh bay lên không trung. Khi người U Linh đang ở trên không trung, khẩu súng trong tay gã với một động tác cực kỳ thành thạo quay ngược ra sau bắn hai phát súng. Hai viên đạn này, một viên bay về bên trái, một viên bay về bên phải cây cổ thụ. Hai viên đạn này có thể nói là đủ để ngăn chặn Giê-xu sau khi mất mục tiêu có thể tiến hành truy đuổi. Hai động tác gần như hoàn thành chỉ trong nháy mắt, nhanh tới mức khiến người khác không thể theo kịp. Nếu có người đứng ngoài xem, nhất định bọn họ sẽ nghĩ rằng đây chính là kỹ xảo điện ảnh. Ngay sau đó là một cảnh bắn nhau cực kỳ kịch liệt trong ừng. Một người chạy trốn ở trước. Một người truy đuổi phía sau. Hai người vừa tìm kiếm công sự có thể che chắn người mình khỏi thế tấn công của đối phương nhưng đồng thời cũng liên tục cố gắng đánh bại đối phương. Lần này U Linh thực sự thay đổi cách nhìn đối với Giê-xu. Cho dù là tốc độ, ý thức hay là kỹ thuật bắn súng, cả hai đều khiến người khác kinh hãi. Một người có thể xuất hiện trong cái bảng xếp hạng đó đương nhiên đều là quái vật. Ngọn núi cao mấy trăm mét nhanh chóng bị tốc độ truy đuổi của hai người khiến lùi lại sau. Khi cả hai người từ sườn núi chạy xuống tới chân núi chỉ mất 5 phút đồng hồ. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Khi mặt đất bằng phẳng hiện ra trước mắt, cả hai đều biết thời khắc quan trọng quyết định sự sinh tử đã tới. Tăng tốc, cả hai đồng thời tăng tốc. Hình như đây không phải là cảnh giết người mà như một trận đấu xem ai là người chạy tới đích trước tiên. Thân thể cao lớn của U Linh chuyển động theo gió, lúc này thật sự trông giống như một U Linh, hoàn toàn không có trọng lượng. Gương mặt U Linh vẫn hướng về phía trước, thậm chí gã vẫn không quay người. U Linh giơ khẩu súng ra ngoài, đương nhiên gã có thể quay tròn cổ tay phải 180 độ. Một phát súng này, U Linh vẫn ngắm bắn vào đầu Giê-xu. U Linh thích cảm giác bắn vỡ đầu kẻ thù,
giống như quả dưa hấu bị một chùy nặng đập nát. Trong khi đó tay trái của U Linh cũng không nhàn rỗi, một vật thể tròn giống như một hạt gì đó từ tay trái gã bắn ngược về phía sau. Âm thanh nhỏ vang lên, khi vật thể hình tròn bắn ra, nó nhả ra một màn sương mù trong suốt không một tiếng động. Thân thể Giê-xu giống như mất đi quán tính vật lý vậy, đang trong lúc chạy nhanh, đột nhiên đứng dừng trong không gian rồi hắn giống như một cái compa bình tĩnh quay ngược lại trên mặt bàn vậy. Hắn đứng tại chỗ, giơ thẳng khẩu súng màu vàng trong tay và nhả đạn. Bùm, bùm, bùm. Ba viên đạn bay ra, viên đạn nào cũng ngắm trúng người U Linh đang trên không trung. Không, phải nói là đầu. Chỉ trong nháy mắt, đầu của U Linh giống như một người bị dính một trái bom vậy, nổ tung. U Linh đã nhận được cái chết mà gã thích nhất, chết dưới nòng súng của Giê-xu. Trong khi đó Giê-xu cũng không thể né tránh viên đạn của U Linh, miệng Giê-xu rỉ máu. Giê-xu giơ tay quệt máu chảy từ miệng, đặt vào trong miệng rồi nhìn thi thể của U Linh, cười nhạt, hai mắt mày để ở sau lưng à. Đồ ngốc, câu, đồ ngu, này là Giê-xu học được ở Trung Quốc. Hắn có cảm giác rằng khi mắng người khác mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn thật sự rất thích cảm giác này. Chương 886, cậu ấy còn sống. Đàn ông không khóc bừa bãi, không rơi nước mắt trước mặt người khác. Khi họ rơi nước mắt cùng với áp lực và bi phẫn càng khiến cho bọn họ có cảm giác đau đớn. Mặc dù có câu nói, đàn ông không dễ rơi lệ chỉ vì không đủ đau đớn, nhưng đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Có người đàn ông nào muốn rơi lệ trước mặt người khác, chấp nhận thừa nhận bản thân mình là người yếu đuối không? Đại đầu, một người bảo vệ lặng lẽ nhưng cực kỳ cẩn thận, một người mà không ai biết tới nhưng lại là người một ly không rời, một người chỉ vì một lần Tần Lạc vô tình trợ giúp mà coi như một giọt nước cũng phải báo ân. Thật ra đại đầu đã sớm báo đáp tất cả ân tình của Tần Lạc. Rất nhiều lần đại đầu đã dùng thân thể trông gầy yếu, thấp hơn hẳn Tần Lạc một cái đầu để che chắn cho Tần Lạc. Rất nhiều lần vào đêm khuya, đại đầu giống như một tình nhân trung thủy nhất, canh giữ bên ngoài khuê phòng của Tần Lạc. Bây giờ một lần nữa đại đầu đã có lựa chọn, hắn để cho Tần Lạc có cơ hội sống sót, trong khi đó hắn lựa chọn giải pháp ở bên ngoài, mà bất kỳ lúc nào tính mạng hắn cũng bị ngọn lửa hung dữ nuốt chọn. Chẳng lẽ đại đầu sẽ biến mất trên thế gian này như thế này sao? Đau đớn tới mức thân thể Tần Lạc khẽ run rẩy trong bóng tối. Mặc dù cả hai đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Tần Lạc. Lúc này Lệ Khuynh Thành giống như một người mẹ, nàng dang rộng hai tay ôm Tần Lạc vào lòng mình, dịu dàng động viên hắn, anh hãy yên tâm. Cậu ấy không sao đâu, thân thủ của cậu ấy rất tốt, nhất định cậu ấy có thể lao ra ngoài. Khi bọn anh đi vào thì đã không còn đường ra nữa rồi. Tần Lạc khàn khàn nói. Người Lệ Khuynh Thành cứng đơ, nàng vội hỏi, vậy tại sao anh lại chạy vào trong này? Tìm em, Tần Lạc nói. Tại sao anh lại ngu ngốc vậy hả? Lửa bên ngoài rất to, lửa cháy lâu mà em không chạy ra, nói không chừng đã bị lửa thiêu chết. Anh nghĩ là, em cũng có thể chưa chết mà đang trốn ở một chỗ nào đó, giống như bây giờ. Lúc này tâm trạng Tần Lạc lại đắm chìm trong nỗi lo đại đầu mất mạng trong biển lửa, chính vì vậy giọng nói của hắn khàn khàn một cách bất thường. Nhưng cho dù Tần Lạc nói với một giọng nói khàn khàn như vậy để biểu lộ tâm trạng của mình cũng đã đủ để hòa tan cả thể xác và tâm hồn của bất kỳ người nào, kể cả Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành không nói gì, nàng khẽ thở dài, ghì chặt Tần Lạc vào ngực mình. Ông trời rất tốt với nàng khiến nàng có một tâm trạng cực kỳ sợ hãi. Nàng sợ rằng tới một ngày nào đó, tất cả những thứ xung quanh nàng sẽ bị người khác cướp mất. Nàng sợ rằng nàng sẽ không chịu nổi nỗi đau đó. Hù hù. Đột nhiên ngay trong lúc đó, cô bé ở cạnh hai người phát ra những hơi thở dốc, có vẻ hơi thở của cô bé không thoải mái. Không hay rồi, Tần Lạc nói, không khí trong không trung ngày một ít. Đứa bé này không thở được nữa rồi. Vậy phải làm gì đây? Lệ Khuynh Thành nôn nóng hỏi. Khi mấy người trung tử rời khỏi nơi này, bọn họ đã để một đứa trẻ ở bên cạnh nàng. Một là vì tuổi đứa trẻ này còn nhỏ, cần phải cứu mạng cô bé. Hai là khi có hai người ở cùng với nhau, khi đó có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ không ai biết chuyện sống chết của đám người trung tử, Lệ Khuynh Thành tuyệt đối không muốn người bên cạnh nàng tiếp tục bị thương, hay thậm chí là chết. Hãy đưa cánh tay cô bé cho anh giúp cô bé dễ thở hơn, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành khó nhọc nhích nửa người của mình khiến cho người bé gái đó ngã vào người Tần Lạc. Tần Lạc cầm một cổ tay của bé gái, sau đó hắn giơ tay nắm lấy huyệt nội quan ở cổ tay nhẹ nhàng nắn bóp.
sau một lúc hơi thở của cô bé dần dần trở nên ổn định. Nó có việc gì không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Không có chuyện gì, Tần Lạc nói, đưa tay em cho anh. Lệ Khuynh Thành đặt bàn tay vào tay Tần Lạc, Tần Lạc cũng dùng biện pháp tương tự xoa bóp huyệt nội quan của nàng. Nhịp thở con người có tiết tấu cố định, không nhanh mà cũng không chậm. Cho dù là điều trước hay điều sau nếu để xảy ra một thời gian dài tất sẽ nảy sinh các loại bệnh tật. Hít thở là hai quá trình song hành, thở chính là bài tiết khí bẩn trong cơ thể, hít chính là hấp thụ không khí mới. Nếu như cơ thể không hấp thụ được không khí mới, khi đó cơ thể sẽ gặp vấn đề. Bên ngoài ngọn lửa hung dữ đang rừng rực thiêu cháy, thải ra rất nhiều khí than độc hại. Loại khí độc hại này tràn vào trong giếng không chút e sợ khiến cho không khí trong giếng càng lúc càng ít. Một cô gái nhỏ bé trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nếu như không có luồng không khí mới vào chống đỡ cơ thể, nhất định sẽ rơi vào tình trạng tử vong vì thiếu không khí. Xoa bóp huyệt nội quan là một thủ pháp đặc biệt của Tần Lạc. Điều này khiến cho tiết tấu hơi thở của cô bé có thể chậm lại, chức năng cơ thể của cô bé cũng vận hành chậm hơn một nhịp. Nói cách khác có thể khiến cho cơ thể hai người có thể dùng ít không khí hơn. Trong khi đó Tần Lạc cũng lặng lẽ vận khẩu quyết của đạo gia thập nhị đoạn cầm, thôi miên chính thân thể mình để giảm bớt lượng không khí đang sử dụng. Đây chính là thời điểm khó khăn, tất cả mọi người cần phải tiết kiệm. Nếu như không khí trong giếng sử dụng hết mà người cứu viện vẫn chưa tới, cuối cùng hắn phải nghĩ tới biện pháp xô miếng sắt chắn miệng giếng ra bỏ chạy. Một là bị lửa thiêu chết hay là bị thiếu không khí mà chết, con người ta luôn có một quyết định vào thời điểm gian khó. Bên này, bên này. Bên này lửa còn rất lớn. Bên này phát hiện ra mấy thi thể, không nhận rõ mặt, không nhận rõ mặt lắm. Nhà đã cháy hết, tuyệt đối không còn người nào sống sót. Có người nào không, có người nào không, có nghe đọc tiếng chúng tôi nói chuyện không, có người nào không. Trong lúc mơ màng Tần Lạc nghe như có âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào trong giếng. Bởi vì âm thanh bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, lại cách một miếng sắt ngăn cách nên Tần Lạc đương nhiên không thể nghe được rõ ràng. Có phải có người tới không nhỉ? Tần Lạc hỏi. Anh cũng nghe thấy hả? Giọng nói yếu ớt của Lệ Khuynh Thành vang lên. Em còn tưởng rằng đó là do ảo giác. Lúc này thể lực Tần Lạc đã sớm suy kiệt vì nguyên nhân là hắn đã sử dụng không khí cực kỳ tiết kiệm. Lúc này toàn thân Tần Lạc giống như không còn chút sức lực nào hết. Thế nhưng lúc này gặp người tới chính là một cảm giác vui sướng vô bờ bến. Cuối cùng người cứu viện cũng đã tới, Tần Lạc hít một hơi rồi hắn gào lên, tôi ở đây. Chúng tôi đang ở trong giếng. Chúng tôi đang ở trong giếng. Tiếng bước chân ồn ào vang lên tiếp theo đó là tiếng lạch cạch vang lên. Miếng sắt chắn miệng giếng bị người đẩy ra. Bầu trời đỏ hồng, ánh sáng rực rỡ hiện ra trước mắt. Chúng tôi, Tần Lạc chỉ nói tới đó rồi hắn ngất xỉu. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc, anh hãy tỉnh lại đi, anh có sao không? Mau đưa tới bệnh viện, mau đưa tới bệnh viện. Tần Lạc mơ hồ nghe thấy có rất nhiều người nói chuyện. Hình như có người còn gọi tên hắn. Nghe tiếng gọi của bọn họ, thật ra Tần Lạc cũng muốn lên tiếng nhưng lúc này hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn cũng thật sự muốn nghỉ ngơi một lát. Thật ra thể chất của Tần Lạc không kém nhưng vì hắn mới cùng Lâm Hoán Khê tắm nước lạnh một trận, sau đó vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay khi hắn nhận được tin dữ đã ngồi xe mấy chục cây số tới Hoa Điền. Chuyện xảy ra sau đó càng khiến Tần Lạc hao tổn tâm trí, thật sự có thể khiến hắn mệt mỏi, kiệt sức. Điều này cũng chưa có gì là lớn. Khi ở trong giếng hắn không những phải tự bảo vệ mình mà còn phải lo bảo vệ tính mạng của Lệ Khuynh Thành và cô gái nhỏ. G. Mặc dù hơi thở của hắn càng lúc càng mong manh, hơi thở càng khó khăn, hai tay hắn vẫn liên tiếp xoa bóp huyệt nội quan của hai người Lệ Khuynh Thành và cô bé, nếu không hai người bọn họ chính là những người đầu tiên rời bỏ hắn. Nếu một khi điều này xảy ra, tất cả những điều hắn làm đêm hôm nay không còn ý nghĩa gì nữa. Mi mắt hắn nặng tựa ngàn cân nhưng cho dù thế nào đi nữa, hắn có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chống đỡ được. Thế nhưng khi nghĩ tới sự an nguy của đại đầu, Tần Lạc thực sự không thể nào ngủ yên được. Miệng anh ấy đang mấp máy. Miệng anh ấy đang khẽ mấp máy. Hình như anh ấy đang nói gì đó. Có người nào đó hô lên. Lúc này Tần Lạc đang được đưa lên xe cứu thương. Đại, đầu, cứu, đại, đầu. Tần Lạc thều thào nói từng từ một nhưng hắn cứ tưởng bản thân mình nói rất rõ ràng. Những người vây xung quanh hắn ngơ ngác không hiểu. Bọn họ chỉ nhìn thấy miệng Tần Lạc mấp máy, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Đi nhanh lên, có người lên tiếng thúc giục. Một lần nữa Tần Lạc mở mắt ra. Lúc này bên ngoài đã hừng đông. Ánh nắng ban mai trong lành,
mùi hương thơm ngát. Một cô gái mặc đồng phục y tá cười thẹn thùng, giống như lò luyện ngục đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Anh tỉnh rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tần Lạc quay đầu nhìn, lúc này hắn mới nhìn thấy Ly đang ngồi lặng lẽ ở trong góc. Một bộ quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Một lần nữa Ly khôi phục lại gương mặt hiếu chiến của nàng. Ừ, Tần Lạc gật đầu rồi hình như nhớ ra điều gì, Tần Lạc sốt ruột ngồi dậy hỏi, đại đầu đâu? Có cứu được đại đầu không? Cậu ấy còn sống, giọng nói của Ly cực kỳ cứng nhắc, giống như nàng đang có thâm thù đại hận với kẻ nào đó. Nhưng Tần Lạc không chú ý tới giọng nói của Ly, hắn chỉ nghe được câu cậu ấy còn sống. Cậu ấy ở đâu? Hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy. Tần Lạc định nhảy xuống giường. Ôi, anh không thể đứng dậy. Lát nữa bác sĩ còn tới kiểm tra sức khỏe cho anh. Không cần, chính tôi là thầy thuốc. Tôi biết tôi không việc gì. Tần Lạc vừa nói, hắn vừa kéo tay Ly đi ra ngoài. Khi nhìn thấy đại đầu nằm ngủ say trong phòng cách khuẩn qua cánh cửa kính trong suốt, một lần nữa Tần Lạc lại rơm rớm nước mắt. Cậu ấy còn sống, Tần Lạc cười nói rồi hắn quay mặt đi, dùng tay áo gạt nước mắt. Muốn khóc thì anh cứ khóc đi, Ly nói. Nhận được sự động viên của Ly, Tần Lạc liền giơ tay kéo Ly vào lòng, ôm chặt người nàng như thế, Ly sẽ không nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của hắn. Ly không phản kháng, nàng chỉ lặng lẽ tựa người vào ngực Tần Lạc, lặng lẽ nghe trống ngực của Tần Lạc, giống như nàng đang tựa người vào người yêu dấu của mình. Cậu ấy còn sống, tốt quá, Ly thầm nói trong lòng. Nội quan, tên huyệt, huyệt có tác dụng trị bệnh ở ngực, tâm, vị, lại nằm ở khe mạch ở tay, vì vậy gọi là nội quan trung y cương mục. Xuất xứ, thiên, kinh mạch, khu, 10. Đặc tính, cộng huyệt thứ 6 của kinh tâm bào. Cộng huyệt lạc, cộng huyệt giao hội với âm duy mạch. Cộng một trong lục tổng huyệt trị vùng ngực. Vị trí, trên cổ tay 2 thốn, dưới huyệt gian sử 1 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé. Giải phẫu. Dưới da là khe giữa gân cơ gan tay lớn, gân cơ gan tay bé, gân cơ gấp dài ngón tay cái, gân cơ gấp chung ngón tay nông và sâu, cơ sấp vuông, màng gian cốt quay và trụ. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh giữa, các nhánh của dây thần kinh trụ. Da vùng huyệt chi phối bởi thiết đoạn thần kinh D1 hoặc C6. Tác dụng. Định tâm, an thần, lý khí, trấn thống, thanh tâm bào. Chủ trị. Trị hồi hộp. Vùng trước tim đau, vùng ngực và hông sườn đau, dạ dày đau, nôn, nấc, mất ngủ, động kinh, hysteria. Châm cứu. Châm thẳng, sâu 0,5 đến 0,8 thốn cứu 35 tráng ôn cứu 510 phút. Cộng trị bệnh đau ở phần trên, mũi kim hướng lên. Cộng trị các ngón tay tê dại, mũi kim hơi hướng xuống một bên tay quay. Cộng trị thần suy nhược và mất ngủ, có thể châm xuyên qua ngoại quan. Tham khảo. Thiên, kinh mạch, ghi, biệt của thủ tâm chủ gọi là nội quan. Bệnh thực sẽ làm cho tâm thống, banh hư sẽ làm cho đầu, gáy bị cứng, nên thủ huyệt ở giữa hai đường gân, khu 10,39-40. Chương 887, cấy da. Rất nhiều thiết bị cứu hỏa, thậm chí là nhân viên đã được đưa tới hiện trường, thậm chí cả cảnh sát vũ trang cũng tới. Tới trưa ngày hôm sau, lửa mới hoàn toàn bị dập tắt. Trận hỏa hoạn này khiến cả Yến Kinh chấn động. Lúc này phía chính quyền tạm thời không đưa ra bất kỳ thông báo nào về vụ việc này. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Lúc này tình hình giống như sự bình yên trước cơn bão táp, mây đen đang ùn ùn kéo tới. Rất nhiều người trong bầu không khí quỷ dị này có cảm giác hít thở rất khó khăn, cực kỳ ngột ngạt. Sau một ngày đêm bận rộn, Lữ Hàm Yên có cảm giác trống rỗng. Lúc này hai bước chân nàng nặng như chì, mỗi bước đi cực kỳ khó nhọc. Bản thân nàng là một người tốt nghiệp đại học hạng ưu ở nước Mỹ, đang làm việc trong một hội sở xa hoa nhất, hoàn toàn hiểu lễ nghi giao tiếp nhưng lúc này nàng không chú tâm tới bản thân mình, ngồi ở dưới đất, hai chân nàng dang rộng, thậm chí nàng còn không chú ý tới một đám vết đen trên gương mặt mình. Lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi, thân thể đã mệt nhưng trái tim nàng càng mệt hơn. Trường săn bắn hoa điền bị hỏa hoạn, Lệ Khuynh Thành bị bao vây trong biển lửa, vì thiếu không khí mà bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó văn nhân Mục Nguyệt không tiện xuất hiện trong tình hình này. Tần Lạc một mình mạo hiểm chạy vào trong biển lửa cứu người yêu của mình khiến chính mình cũng bất tỉnh nhân sự. Chính vì vậy lúc này tất cả áp lực đè nặng lên đôi vai của Lữ Hàm Yên, một người quản lý trên danh nghĩa. Một hoa điền vốn phong cảnh non xanh hữu tình, là nơi cho giới quý tộc tới cưỡi ngựa săn bắn trong khung trời xanh biết đã bị trận hỏa hoạn san phẳng.
khi nhìn khung cảnh đen sì giống như than bốn phía xung quanh, Lữ Hàm Yên có cảm giác khóc mà không thể rơi nước mắt. Tất cả đã bị phá hủy, Lữ Hàm Yên đau đớn lầm bầm. Nói thực tình cảm của nàng đối với Hoa Điền không kém tình cảm đối với một con người. Khi Hoa Điền còn ở trong giai đoạn chuẩn bị, nàng được Lệ Khuynh Thành mời về. Khi đó Hoa Điền chỉ là một quả núi hoang sơ, hoàn toàn không có gì cả. Khi đó Lệ Khuynh Thành đứng ở vị trí của nàng đang ngồi và nói, sau nửa năm nữa, tôi muốn ở chỗ này xuất hiện một trường săn bắn. Chính vì vậy Lữ Hàm Yên nàng đã bắt đầu kế hoạch xây dựng Hoa Điền, quy hoạch các hạng mục vui chơi giải trí, đặt ra thẻ hội viên cùng với các loại hình phục vụ, huấn luyện nhân viên. Từ một chỗ không có gì tới một cơ ngơi đồ sộ, tất cả có liên quan mật thiết tới nàng. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt và Lệ Khuynh Thành, hai chủ đầu tư không muốn đứng ra quản lý, Lữ Hàm Yên nàng lại trở thành người quản lý cao nhất ở Hoa Điền. Thế nhưng một Hoa Điền mới đưa vào hoạt động chưa tới một năm đã bị phá hủy chỉ vì một trận lửa vô tình. Lũ người đó đáng bị tống xuống địa ngục, Lữ Hàm Yên tức giận nói. Hứa Kỳ đứng từ xa ngắm trộm Lữ Hàm Yên mấy lần, sau đó anh ta cẩn thận đi tới rồi nghiêm túc hỏi, Lữ Giám Đốc, lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Người của chúng tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa. Chúng tôi đã cơ bản ngăn chặn chuyện hỏa hoạn xảy ra một lần nữa. Cái gì gọi là cơ bản ngăn chặn? Lữ Hàm Yên cau mày, tức giận quát to, tôi dám cá 200% là không thể xảy ra hỏa hoạn một lần nữa ở Hoa Điền. Chẳng lẽ chuyện này có thể mập mờ như vậy sao? Các anh có thể đùa giỡn với tính mạng con người sao? Đúng đúng, Hứa Kỳ thầm chửi trong lòng, chỉ là một ả gái điếm. Nếu không dựa vào người đàn ông đầu tư tiền thì có dám nói chuyện như thế này với mình không? Có gì hơn người chứ? Đương nhiên những câu nói kiểu này Hứa Kỳ chỉ dám để trong lòng. Hứa Kỳ cũng hiểu rằng người có thể trở thành một giám đốc hội sở như Hoa Điền, bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp chết chính anh ta. Tôi sẽ chỉ huy bọn họ đi kiểm tra một lần nữa. Tôi cam đoan 200% là không có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở Hoa Điền nữa. Anh vất vả rồi, Lữ Hàm Yên lau tia máu chảy ra từ miệng nứt nẻ của nàng, nói. Ngay khi Hứa Kỳ vừa bước đi, Lý Cương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát đi tới, trên gương mặt béo núc của ông ta là một nụ cười lấy lòng. Lý Cương nói, Lữ Giám Đốc, sau khi tìm kiếm và điều tra xác nhận, chúng tôi đã xác định được danh tính người chết và người bị thương. Vẫn còn mấy người chưa rõ thân phận, tôi có hỏi qua nhân viên của Giám Đốc nhưng bọn họ cũng không thể nhận ra những người này. Liệu những người này có phải là hung thủ đốt cháy Hoa Điền không? Có hung thủ hay không do các ông quyết định, ông hỏi tôi thì tôi biết trả lời thế nào. Lữ Hàm Yên biết những người không thể xác định được danh tính có thể là những vệ sĩ và người làm trong biệt thự của Lệ Khuynh Thành. Sau khi bọn họ giấu Lệ Khuynh Thành xong, không kịp chạy ra ngoài. Tất cả đều táng thân nơi biển lửa. Lữ Hàm Yên biết Lệ Khuynh Thành thoạt nhìn có vẻ là một người vô tâm. Nhưng thực chất Lệ Khuynh Thành là một người cực kỳ quan tâm tới người bên cạnh mình. Lữ Hàm Yên thật sự không biết sẽ nói tin này cho Lệ Khuynh Thành thế nào đây. Lý Cương cười ngượng ngập nói tiếp, đây là danh sách thống kê người chết. Lữ Giám Đốc có muốn nhìn qua không? Lữ Hàm Yên thầm đau lòng, nàng trầm trầm nói, hãy cầm tới đây đi. Khi nhìn thấy một danh sách dài trong tờ giấy, trái tim Lữ Hàm Yên như bị giáng một cú mạnh. Lý đội trưởng, tôi hy vọng cục cảnh sát có thể nhanh chóng phá án, lấy lại công bằng cho người đã chết. Lữ Hàm Yên nhìn chằm chằm vào Lý Cương nói. Đúng đúng, Lý Cương gật đầu nói. Nếu NS có người cố tình phóng hỏa, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Lữ Hàm Yên gật đầu. Trong lòng nàng có một cảm giác bất đắc dĩ. Lữ Hàm Yên biết trách nhiệm tìm kiếm hung thủ thực sự đè nặng lên bọn họ, hay nói cách khác chính là của Tần Lạc. Một người chạy nhanh tới bên này. Một viên cảnh sát gào lên. Đội trưởng, chúng tôi phát hiện ra một người nước ngoài ở dưới chân núi. Lý Cương sửng sốt nói, tại sao lại có người nước ngoài ở đây? Sau khi Lý Cương suy nghĩ một chút ông ta hỏi to, người còn sống không? Vẫn còn thở và nhịp tim. Lữ Hàm Yên và Lý Cương cùng chạy tới. Hai người nhìn thấy mấy người cảnh sát đang cố gắng đỡ một người đàn ông tóc vàng vạm vỡ. Hai mắt người đàn ông nhắm chặt, mặt người này cực kỳ bẩn, có dấu vết như bị trầy xước. Áo của người đàn ông bị mở toang, để lộ một bộ ngực rắn chắc, trên ngực có quấn một lượt vải, trên vải hình như có vết máu, có vẻ ở đó là một vết thương nghiêm trọng. Tìm được người này ở đâu? Lý Cương vui mừng hỏi. Ở dưới chân núi, chúng tôi đi theo dấu chân, tìm thấy anh ta. Một cảnh sát nói, chúng tôi còn tìm thấy một thi thể. Chúng tôi đã cho người bảo vệ hiện trường chờ đội pháp y tới.
thi thể không có đầu nên không thể nhận ra thân phận. Một người cảnh sát đưa một cái túi trong suốt, bên trong có một khẩu súng lục màu vàng nói, khẩu súng này phát hiện trên người anh ta. Lữ giám đốc, người này có thể là hung thủ phóng hỏa. Chúng tôi phải mang anh ta về thẩm vấn. Lý Cương vui mừng nói. Anh ta không phải là hung thủ, anh ta chính là vệ sĩ của Tần Lạc tiên sinh. Lữ Hàm Yên tức giận nói. Giê-xu đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt, hắn há mồm cười nói với Lữ Hàm Yên, thánh thần của tôi, thánh thần của tôi. Tôi vốn tưởng rằng Thượng Đế đã vứt bỏ mình nhưng không ngờ còn phái một thiên sứ xinh đẹp chờ tôi ở chỗ này. Sau khi Giê-xu và U Linh ác chiến một trận, U Linh chết, Giê-xu cũng bị thương nghiêm trọng, hắn hít phải vòng khói độc đó. U Linh vốn trước tiên hạ độc Giê-xu, mặc dù Giê-xu có thể tránh được phát súng đó thì động tác tấn công của hắn cũng chậm lại. U Linh tuyệt đối không thể ngờ Giê-xu phản kích quá quyết liệt. Một tạ viên đạn bắn tung đầu. Sau khi Giê-xu trúng đạn, hắn lo lắng U Linh còn đồng bọn hỗ trợ nên lập tức tìm một nơi bí mật, băng bó đơn giản cho mình nhưng khi hắn chưa kịp cài lại cúc áo của mình thì chất độc phát tác, ngã xuống ngất xỉu. Khi cảnh sát tìm thấy Giê-xu, thật ra hắn đã tỉnh lại nhưng hắn nghĩ rằng bản thân mình có tỉnh cũng không thể nào giải thích rõ ràng chuyện này nên chỉ giả vờ ngất xỉu. Giê-xu biết sẽ có người giải quyết chuyện này cho mình. Tôi không phải là thiên sứ, Lữ Hàm Yên nói. Có lẽ cô trong mắt người khác thì không phải nhưng trong mắt tôi thì chính là như vậy. Thượng đế ở phía sau cử cô tới gặp tôi. Cô chính là thiên sứ của chúng tôi. Giê-xu nghiêm túc nói. Lữ Hàm Yên cười cười, nàng chỉ tay vào miệng Giê-xu nói, lại chảy máu rồi. Không sao, tôi không cảm thấy có bất kỳ đau đớn nào. Lữ Hàm Yên nói, anh hãy mau tới bệnh viện, y tá sẽ băng bó cầm máu cho anh. Thiên sứ cũng không thể làm được điều này. Bọn họ chỉ có thể trị được thân thể tôi mà không thể trị được trái tim tôi. Lữ Hàm Yên xua tay nói, hãy đi đi. Tình hình thế nào? Tần Lạc hỏi. Tay, chân, gương mặt, đặc biệt là lưng bị phỏng rất lớn. Ở một vài chỗ da đã bị bóc ra. Ly vẫn bình thản nói, hình như là nàng đang nói về một chuyện hoàn toàn không có liên quan tới nàng. Nếu như bạn không tham gia sâu vào trong, bạn tuyệt đối sẽ không hiểu được tình cảm của người này. Đại đầu là bạn của nàng, là đồng đội của bọn nàng, là một người anh em mà trên chiến trường bạn có thể phó mặc sau lưng của mình cho người đó. Nay người anh em này bị lửa khiến bị thương tới mức độ này, chẳng lẽ trong lòng Ly không cảm thấy phẫn nộ sao? Ly biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc phẫn nộ, ít nhất so với việc giết người, việc đầu tiên bọn họ cần làm là cứu người. Còn có vấn đề nào khác không? Tần Lạc lo lắng hỏi, ví dụ như... Không, Ly thẳng thắn nói, là một quân nhân ưu tú. Cậu ấy biết cách bảo vệ bản thân mình, những bộ phận quan trọng không bị thương. Cậu ấy vẫn bất tỉnh chỉ là vì cậu ấy còn đau đớn. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói cái ra. Vậy tại sao vẫn chưa tiến hành phẫu thuật? Tần Lạc hỏi. Đang đợi anh, Ly nói. Tần Lạc biết ý của Ly là hắn có bột phấn kim dũng, có thể dùng loại thuốc này để khôi phục làn da của đại đầu giống như ban đầu. Nhưng với một diện tích tổn thương lớn như thế này, bột phấn kim dũng có hiệu quả không? Hơn nữa với vết thương như thế này, hắn tìm đâu ra nhiều bột kim dũng như vậy? Chương 888, chí khí của anh hùng. Khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Tần Lạc, Ly biết sự lo lắng trong lòng Tần Lạc, nàng liền nói, tôi cũng có một ít kim dũng. Tại sao em lại có kim dũng? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, không phải lần trước em đã đưa hết cho tôi rồi sao? Tôi đã nói về công hiệu của kim dũng cho các thành viên khác trong đội. Khi bọn họ đi tới Vân Điền, bọn họ đã cố tìm bắt được một ít. Ly vẫn bình thản nói, thời gian trước đây tôi đi tới Vân Điền huấn luyện một đội bộ đội đặc chủng, có đặt phần thưởng cho bên nào kiếm được nhiều kim dũng, kết quả là mọi người tìm được khá nhiều. Đại khái là có khoảng bao nhiêu? Tần Lạc vui mừng hỏi. Đại khái, sau khi phơi nắng rồi còn khoảng 15 cân. Tần Lạc chấn động. 15 cân kim dũng phơi khô có thể nghiền ra, sau đó trộn với một số dược liệu trung y cần thiết thì có thể bôi một lớp từ đầu tới chân đại đầu. Nói như thế thì các vùng da bị bỏng trên thân thể đại đầu hoàn toàn có thể cấy ghép được, không cần phải dùng bột phấn không đủ độ tinh khiết để giúp giải quyết vấn đề. Tại sao em có nhiều bảo bối trong tay như vậy mà không nói cho tôi biết? Tần Lạc hỏi. Gần đây tôi không bị thương. Cô gái này thật sự rất ích kỷ, chỉ sau khi người cô yêu mến bị thương, cô ấy mới cống hiến bột phấn kim dũng cho Tần Lạc sử dụng. Nếu như không phải lần này đại đầu bị bỏng nặng, có lẽ Ly vẫn giữ kín bí mật này. Số bột phấn kim dũng này sẽ để cho nàng sử dụng cả đời mình.
nếu như anh muốn, tôi sẽ cho người mang tới đây. Cần, rất cần, Tần Lạc liên tục gật đầu. Hãy cho người mang tới ngay. Tôi sẽ trộn bột phấn tại đây. Chiều nay sẽ phẫu thuật cho đại đầu. Phẫu thuật càng sớm thì càng có hiệu quả. Vấn đề chính là không để tổn thương tới các cơ quan trong cơ thể đại đầu. Ly gật đầu, nàng gọi điện thoại cho người mang số Kim Dũng mà nàng cất giấu tới bệnh viện. Hiệu suất làm việc của người Long Tức cực kỳ cao. Sau 40 phút, một người đàn ông trong trang phục đen mang một cái hộp gỗ to đi vào trong bệnh viện. Tần Lạc tìm một căn phòng bí mật trong bệnh viện, hắn viết một đơn thuốc để Ly ra ngoài mua mấy loại dược liệu trung y mang về. Hơn nữa trước đó hắn còn chuẩn bị mấy loại dược liệu dự trữ ở trại an dưỡng, sau đó bắt đầu pha chế bột phấn Kim Dũng. Sở dĩ Tần Lạc để cho Ly canh cửa là vì điều này có liên quan tới chuyện phương thuốc bí truyền của bột phấn Kim Dũng có thể bị tiết lộ. Người Trung Quốc có năng lực siêu cường trong việc này, hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ người nào chiếm được phương thuốc bí mật của bột phấn Kim Dũng. Khi các chuyên gia của trại điều dưỡng cực kỳ giật mình khi nghe nói một người bệnh tiến hành giải phẫu cấy ghép da cho một người bệnh khác, bọn họ đồng loạt ngăn cản, nhưng rồi bọn họ lập tức nhận được điện thoại của cấp trên yêu cầu bọn họ tuyệt đối phối hợp với bất kỳ hành động nào của Tần tiên sinh kia. Trại điều dưỡng này là của gia tộc Văn Nhân. Khi ông của Tần Lạc là Tần Tranh bị trúng đạn, hắn cũng đưa ông vào đây điều trị, chính vì vậy Tần Lạc không lo ngại công việc của hắn sẽ gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi tất cả những công việc đã chuẩn bị xong, Tần Lạc mới quay lại phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc giải phẫu buổi chiều. Khi Tần Lạc mặc quần áo trừ độc đi vào trong phòng giải phẫu, đại đầu đã nằm trên bàn giải phẫu. Lúc này tất cả quần áo của đại đầu đã bị cởi ra. Sở dĩ có điều này là để đề phòng quần áo rách nát dính vào vết thương tổn, cuối cùng khi xé ra sẽ gây nên đau đớn. Hơn nữa có thể trong vải có độc, đẩy nhanh tốc độ nhiễm trùng của vết thương. Lúc này Tần Lạc mới nhìn thấy toàn bộ tình hình thương tích của đại đầu. Bên trái gương mặt có 3 vết nám đen rất to, giống như bị đốt cháy vậy. Trước ngực đại đầu có những mảng thương lớn, rất nhiều chỗ máu còn đang rỉ ra, cùng với đó là chất lỏng màu nhờ nhờ. Đây chính là huyết thủy trong cơ thể trung hòa chất độc biến thành nước chảy ra ngoài. Tần Lạc nghe nói sau lưng đại đầu còn nhiều vết bỏng hơn nữa. Khi các y tá di chuyển đại đầu đã để hắn nằm ngửa. Vấn đề này đã đọc thảo luận rất kỹ, cuối cùng đạt được sự nhất trí là phía trước quan trọng hơn sau lưng. Chính vì vậy các y tá mới để đại đầu nằm ngửa trên bàn giải phẫu. Trên cánh tay, trên mu bàn tay, trên bắp đùi, đầu gối. Cả người đại đầu ngoại trừ đôi ủng quân sự bảo vệ bàn chân ra không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Tình cảnh này khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng giật mình, cực kỳ thê thảm. Ai cũng nói vết sẹo chính là huân chương của người đàn ông. Con mẹ nó, lần này huân chương quá nhiều rồi. Bắt đầu từ mặt, hãy loại trừ những phần da bị bỏng. Tần Lạc hô to. Hai bác sĩ phụ mổ của trại điều dưỡng sau khi nhận được lệnh chấp hành yêu cầu của Tần Lạc vô điều kiện, tuy không phục nhưng chỉ biết nghe theo sự chỉ huy của Tần Lạc. Bọn họ đều là bác sĩ ngoại khoa của trại điều dưỡng, kỹ thuật dùng dao mổ cực kỳ điêu luyện. Sau khi các y tá khử trùng vết thương của đại đầu xong, bọn họ bắt đầu tiến hành mở miệng vết thương. Nước máu chảy bốn phía xung quanh, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Tần Lạc vội vàng bôi bột phấn Kim Dũng vào miệng vết thương. Sau khi bôi bột phấn, máu, nước dịch lập tức ngừng chảy. Đợi khi máu không chảy nữa, Tần Lạc mới nói với hai bác sĩ, phối hợp rất tốt. Bây giờ hãy cắt da. Hai bác sĩ phẫu thuật hơn tuổi Tần Lạc khá nhiều liếc mắt nhìn nhau sau đó bắt đầu cắt da của đại đầu. Bác sĩ phẫu thuật vừa mới đưa một đường dao, thân thể đại đầu đột nhiên rung lên dữ dội. Vì thân thể đại đầu run lên nên bàn giải phẫu cũng lay động dữ dội. Hơn nữa, đồng thời với đó là từ trong cổ họng đại đầu phát ra những tiếng nấc giống như là ăn no không tiêu được vậy. Người bệnh rất đau đớn, tôi sợ cậu ấy chịu không được. Bác sĩ phẫu thuật đeo kính nói. Không gây mê sao, Tần Lạc hỏi. Đã dùng rồi nhưng có lẽ không đủ liều. Điều khó khăn nhất là vết thương do bỏng rất đau đớn. Hơn nữa khi chúng tôi động dao càng đau hơn, tôi sợ thuốc mê vẫn không giúp cậu ấy được. Tôi đề nghị tiêm thêm thuốc gây tê. Tần Lạc thoáng do dự. Đại đầu là một quân nhân, nếu như trong quá trình tiêm vào người hắn một lượng lớn thuốc mê có thể sẽ ảnh hưởng tới tố chất thân thể của hắn. Nếu là một người bình thường thì không có gì đáng nói nhưng đối với một quân nhân đặc chủng mà nói thì đó là một điều cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nếu không tăng thêm lượng thuốc thì cứ để đại đầu chịu đựng như thế này sao? Quả nhiên liều thuốc mê dùng trước đó không đủ nên trán đại đầu bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hơn nữa bàn tay hắn cũng bắt đầu run rẩy.
mi mắt của đại đầu bắt đầu giật giật giống như có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Có cần phải tăng thêm thuốc gây tê không? Có thể người bệnh sắp tỉnh lại rồi. Nếu như tới khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy nhất định sẽ không chịu được nỗi đau đớn này. Khi nhìn thấy tình trạng của đại đầu, một lần nữa bác sĩ đeo kính lên tiếng thúc giục. Đại đầu bị bỏng, vẫn còn trong tình trạng ngất xỉu nhưng bởi vì sự đau đớn, hắn đã tỉnh lại cho dù ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh lại. Chuẩn bị tiêm thuốc tê vào, Tần Lạc cắn răng nói. Cuối cùng Tần Lạc đã hạ quyết tâm, đại đầu bị thương là vì hắn, là vì đại đầu đã che chở cho chính hắn nên đại đầu mới bị lửa thiêu tới mức độ này. Cái gì là một quân nhân, cái gì là vinh dự, những thứ này đều có thể vứt bỏ. Lúc này đại đầu chỉ là một con người bình thường, một người anh em của Tần Lạc hắn. Ảnh hưởng tới tố chất thì đã sao nào, không làm quân nhân thì đã sao nào, cùng lắm Tần Lạc hắn sẽ nuôi đại đầu cả đời này. Chỉ cần Tần Lạc hắn còn một bát cơm thì hắn sẽ xẻ cho đại đầu nửa bát. Mọi người đều phải có tấm lòng biết trả ơn, một khi đại đầu đã như thế, đương nhiên Tần Lạc cũng không cố chấp. Giọng nói của đại đầu khàn khàn, trầm trầm giống như lưỡi của hắn đã bị người cắt mất một nửa, âm thanh mơ hồ gần như không rõ. Thế nhưng khi miệng đại đầu mấp máy, Tần Lạc đã biết đại đầu muốn nói gì. Hắn nói, không được. Đại đầu, cậu có nghe được tôi nói không? Hai mắt Tần Lạc đỏ hoe, hắn hỏi đại đầu, thật ra Tần Lạc cũng không hy vọng đại đầu tỉnh lại lúc này. Nếu một khi đại đầu như thế thì Tần Lạc sẽ không biết phải làm gì. Đứng trên góc độ của Tần Lạc, hắn chuẩn bị tăng thêm thuốc tê cho đại đầu để giảm bớt sự đau đớn của đại đầu vào lúc này. Mỗi khi nhìn thấy người đại đầu co giật, mỗi lần nghe tiếng uất nghẹn trong cổ họng đại đầu chỉ vì đau đớn là một lần Tần Lạc có cảm giác cực kỳ xấu hổ. Người nằm trên bàn giải phẫu vốn phải là Tần Lạc hắn. Người vốn bị lửa thiêu phải là Tần Lạc hắn. Nhưng bây giờ toàn bộ những điều này đại đầu đã gánh thay hắn. Đại đầu đã tỉnh lại, tình hình không còn như trước. Với lập trường của đại đầu, hắn nhất định sẽ không đồng ý đưa thêm vào thân thể hắn một thứ mà sau này ảnh hưởng tới sự phát triển của hắn. Kinh nghiệm đau thương trước kia đã cho đại đầu biết rằng chỉ khi mình có năng lực mới có thể cho người thân của mình một cuộc sống tốt. Đại đầu đã rất khó nhọc mới có được một công việc được người khác tôn trọng và yêu thích. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghe, được, sau khi đại đầu nói xong hai từ này, hắn lại nấc. Tác dụng của thuốc tê càng lúc càng giảm, tần suất đại đầu vặn người và nấc càng lúc càng nhanh. Không cần cố gắng nói. Nếu như cậu xác định có thể chịu được mà không cần thuốc tê, cậu hãy chớp chớp hai mắt. Đại đầu không cố nói nữa, hai mắt hắn liên tục chớp. Mặc dù chậm chạp nhưng tất cả mọi người trong phòng giải phẫu đều nhìn thấy rõ ràng. Không cần tăng thêm liều thuốc, cứ tiến hành phẫu thuật đi thôi. Giọng nói của Tần Lạc lạnh, cứng ngắt. Tần Lạc tôn trọng sự lựa chọn của đại đầu. Mặc dù sự lựa chọn này là cực kỳ tàn nhẫn đối với đại đầu. Không được, một bác sĩ từng trải lên tiếng ngăn cản. Cậu ấy không chịu được. Không ai có thể chịu được điều này. Rất đau đớn, vết thương do bỏng là đau đớn nhất. Khi chúng tôi dùng dao cắt ra, cậu ấy sẽ không chịu được. Một khi như vậy, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Cậu ấy chịu được, Tần Lạc nhìn đại đầu nói, cậu ấy nhất định chịu được. Vào thời Tam Quốc có Quan Vũ cạo xương trị độc, bây giờ có đại đầu phẫu thuật cấy ghép ra trong tình trạng tỉnh táo. Thời gian không làm mất đi chí khí hào hùng của thiên hạ. Vào bất kỳ thời nào cũng có người trở thành anh hùng. Chương 889, Giê-xu là người đáng tin cậy. Điều này rất nguy hiểm. Bác sĩ đó liên tục lắc đầu phản đối. Liệu có biện pháp khác không? Một khi không tiêm thêm thuốc tê, rất có thể sẽ gây tử vong. Không một ai có thể chịu được loại đau đớn này. Các y tá cũng cực kỳ hoảng sợ. Các cô cảm thấy suy nghĩ của Tần Lạc là cực kỳ điên cuồng. Có người trong tình trạng bị bỏng nghiêm trọng lại từ chối sử dụng thuốc tê trong lúc làm phẫu thuật sao? Có, Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, ngân châm giảm đau nhưng ngân châm giảm đau này chỉ giảm cảm giác đau đớn chứ không thật sự làm mất đi cơn đau khi bị cắt da cắt thịt. Có thể sử dụng ngân châm giảm đau vì nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tần Lạc đã sử dụng rất nhiều lần trên cơ thể người bệnh. Lần trước khi bạn của Mễ Tử An bị bỏng lửa, hắn cũng châm cứu giảm đau giúp cô ấy. Nhưng An An chỉ bị bỏng cục bộ, khi ngân châm đâm vào thân thể nàng có thể gây ra cảm giác tức thời, đè nén cơn đau xuống. Đại đầu bị bỏng rất nghiêm trọng, người hắn bị bỏng một diện tích rất rộng lớn. Toàn thân có vô số vết bỏng, nhiều vết bỏng nối tiếp với nhau hình thành một vết thương rất lớn. Tần Lạc thực sự muốn biết trên người đại đầu có chỗ nào da còn nguyên vẹn, không có đau nhức.
Tần Lạc biết cho dù hắn có châm ngân châm khắp người đại đầu thì hắn tuyệt đối cũng không thể giảm sự đau đớn của đại đầu. Vẫn còn một cách khác, đó chính là đánh ngất đại đầu, nhưng là cho dù có đánh ngất đại đầu thì hắn vẫn có thể tỉnh lại trong quá trình phẫu thuật như vừa rồi. Nguyên nhân là vì đau đớn. Cơn đau đớn như khoan vào tim, đau tới khắc cốt ghi tâm. Đau từ trong ra tới ngoài, đau tới tận xương tủy, đau tới tận tim gan. Thật ra dù có tăng thêm liều lượng thuốc tê vào trong cơ thể đại đầu thì cũng không nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn, cũng giống như dùng ngân châm châm cứu, vẫn không làm giảm được áp lực. Đại đầu vẫn có khả năng tỉnh lại. Nếu như tăng liều thuốc tê tới một lượng điên cuồng để đại đầu tuyệt đối không thể tỉnh lại trong quá trình phẫu thuật. Khi đó thì cho dù đại đầu không tỉnh lại nhưng sau này khi hắn cầm súng, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không giống như trước. Vậy hãy thử xem thế nào. Một bác sĩ nói, có cách vẫn còn tốt hơn so với không có cách nào. Lấy một hộp ngân châm lại đây. Tần Lạc nói. Từ đầu tới cuối đại đầu vẫn nhắm chặt hai mắt. Trên mí mắt, trên trán đại đầu đều nổi gân xanh. Cơ mặt, cánh tay, hai chân đại đầu liên tục co giật. Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng phát ra với tần suất càng ngày càng nhiều nhưng đại đầu tuyệt đối không kêu đau, hắn cũng không kêu mọi người dừng tay. Đại đầu trầm ngâm như một quả núi to, một quả núi nguy nga đồ sộ mà người thường khó thể với tới được. Nhưng y tá khóc, bọn họ không chỉ một lần quay người gạt nước mắt. Hai mắt của hai bác sĩ khoa ngoại đỏ hoe, giống như là hai người đã mấy đêm liền không ngủ vậy. Chỉ có Tần Lạc vẫn giữ gương mặt âm trầm như nước. Tuy bề ngoài hắn cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn như đang nổi sóng. Những nỗi đau đớn mà đại đầu phải gánh chịu lúc này nhất định Tần Lạc hắn phải đòi lại gấp trăm lần cho đại đầu. Vì hành động cứng cỏi, dũng cảm của đại đầu đã khiến người trong phòng giải phẫu xúc động, bọn họ phối hợp với nhau ăn ý như chưa từng có. Hai bác sĩ ngoại khoa chấm dứt ấn tượng với Tần Lạc. Tần chỉ cho bọn họ chỗ này mổ chỗ này, vết thương chỗ kia, chỗ này vẫn rỉ nước cần trị, trong khi đó Tần Lạc cũng bôi bột phấn rất nhanh. Sau khi cuộc giải phẫu chấm dứt, thân thể đại đầu không còn chỗ nào là còn nguyên vẹn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này sự co giật của thân thể đại đầu giảm đi rất nhiều. Tuy nói bột phấn kim dũng có tác dụng cầm máu nhưng nó cũng có tác dụng làm giảm đau một cách hiệu quả nhất định. Tần Lạc cầm khăn lau từ người y tá, hắn lau mồ hôi trán và nói, bắt đầu băng bó. Hai y tá hiểu ý, bọn họ làm việc rất nhanh. Đại đầu nhanh chóng trở thành một, xác ướp sống. Khá hơn không? Tần Lạc đứng trước mặt đại đầu hỏi. Rất tốt, đại đầu khàn khàn nói. Dáng vẻ của hắn cực kỳ yếu ớt giống như là hôm nay hắn vừa đi mấy trăm dặm trên tử lộ vậy. Tốt là được rồi, Tần Lạc cười nói, trong khoảng thời gian này, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh. Coi như là nghỉ ngơi. Có thể, tin tưởng, Giê-xu, lúc này đại đầu vẫn chưa biết chuyện Giê-xu trúng đạn. Toàn thân đại dầu bị băng bó, chỉ có miệng và hai mắt của hắn là hở, chính vì vậy khi đại đầu nói băng gạt khẽ động đậy. Tôi biết, Tần Lạc gật đầu nói, cứ yên tâm, không có vấn đề gì với an toàn của tôi. Nhiều khi trầm mặc còn có sức mạnh hơn cả lời nói. Một hành động có thể khiến người ta tuôn trào dòng lệ nóng gấp cả ngàn câu nói suông. Đại đầu, chính hắn đã lần lượt chứng minh câu nói đơn giản này. Tần Lạc đi thăm Giê-xu. Lúc này Giê-xu đang nằm trên giường bệnh nói chuyện với y tá. Chủ nhân của tôi không gì không làm được, ông ấy có thể làm tiêu trừ tất cả khổ đau của thế gian này. Bây giờ con người đang sống trong đau khổ chính là con người chưa vượt qua được thử thách của người. Sau khi vượt được qua thử thách, con người sẽ có hạnh phúc. Thượng đế chính là một người tốt bụng, ông ấy ban tặng tất cả một cách lặng lẽ. Nếu như mọi người đã từng mơ ước gặp được một người đàn ông phong lưu anh tuấn, có thể nói cơ hội này đã xuất hiện. Nhưng nếu như mọi người không nhận ra cơ hội đó sẽ mất đi. Có lẽ mọi người thường xuyên gặp phải chuyện này. Hãy nhắm mắt lại, tiêu trừ tất cả tà niệm. Hãy tưởng tượng đến hình ảnh Thượng Đế trên thiên đường. Mọi người, có nghe thấy tiếng thở dài của người không? À, tôi thật sự nghe được, tôi thật sự nghe thấy. Một nữ y tá có gương mặt dài với nét tàn nhang nhưng trông cực kỳ quyến rũ kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói to. Bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy vì đây chính là thuật thôi miên cơ bản. Tại sao ông ấy lại thở dài? Một nữ y tá có gương mặt tròn nhìn vóc dáng tiểu tụy của Giê-xu với vẻ mặt sùng bái hỏi. Bởi vì người đang cảm thấy tiếc nuối vì sự ngu muội của con người. Con người đau khổ khẩn cầu, vượt qua thử thách nhưng khi điều khẩn cầu của con người hiện ra trước mắt, bọn họ lại không biết đó là thứ mình cần. Khi nói câu này dáng vẻ Giê-xu cực kỳ nghiêm túc,
còn có dáng vẻ của một vị thần linh. Đương nhiên, có lẽ sự thật đúng là như vậy. Khi nghe Giê-xu nói, hai nữ y tá trợn tròn mắt nhìn Giê-xu. Trong lòng bọn họ đang thầm suy nghĩ xem liệu có phải người đàn ông trước mặt bọn họ có phải là hoàng tử Bạch Mã trong tim bọn họ hay không. Nhưng rõ ràng là điều cầu nguyện là một thanh niên đẹp trai người Nhật, Hàn cơ mà, tại sao lại gửi tới một người đàn ông tóc vàng ưa nhìn. Chẳng lẽ thượng đế người cũng có cảm giác mình đối với người rất thành kính nên cấp cho mình một người dũng mãnh. Ôi, thượng đế còn yêu người. Tần Lạc ho khan hai tiếng, cắt ngang luồng ảo tưởng của hai y tá, hắn đứng trước cửa nói, tôi không quấy rầy mọi người chứ. Hai y tá này đều là nhân viên đặc biệt của trại điều dưỡng nên khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào cả hai đều đỏ mặt, cuống cuồng nói, không quấy rầy. Sau khi hai người rời khỏi phòng, Tần Lạc đi tới trước mặt Giê-xu nhìn hắn, cười nói, xem ra cuộc sống của anh ở chỗ này rất dễ chịu. Tìm hạnh phúc trong khổ đau, thượng đế cho tôi đôi mắt màu xanh. Tôi sẽ tìm hạnh phúc màu xanh. Tần Lạc ngẩn người hỏi, anh có đọc qua thơ của Cố Thành hả? Không, tôi chưa từng đọc, tôi cũng không biết Cố Thành là ai. Chỉ cần con người có một trái tim hạnh phúc, người đó chính là thi nhân của cuộc đời. Giê-xu phủ nhận. Tần Lạc thực sự rất thích tính tình lạc quan của Giê-xu. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tâm trạng của Giê-xu luôn rất vui vẻ. Thế nào? Tần Lạc chỉ vào miệng vết thương hỏi. Không trúng chỗ hiểm. Giê-xu cười nói, mặc dù viên đạn trúng mồm nhưng không trúng chỗ hiểm, cho dù khí độc là Giê-xu ngất xỉu trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng không đủ độ để lấy mạng của hắn. Chính vì thế sau khi Giê-xu được đưa vào đây, châm hai châm trừ độc, truyền vài bịch nước dịch là hắn không có vấn đề gì nữa. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc gật đầu nói, đại đầu mới nói với tôi, anh rất đáng tin. Giê-xu sửng sốt hỏi, sao có thể như vậy? Giê-xu biết đại đầu vẫn không thích hắn. Hằng ngày đại đầu đều nhìn Giê-xu với ánh mắt thù địch. Khi Giê-xu muốn tiếp cận đại đầu đều giữ một khoảng cách. Tôi cũng nghĩ vậy, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc vừa nói hắn vừa lấy trong người ra một lọ sứ trắng, nói, đây là thuốc giải, có thể giải độc mũi mặt người của anh. Giê-xu mở nắp bình nhìn một lát nhưng hắn không lấy uống ngay, hắn nhìn Tần Lạc với đôi mắt cảnh giác. Tần Lạc tức giận nói, lần này là thuốc giải thật. Chương 890 xảo trá vơ vét tài sản. Sau khi xảy ra chuyện lần này, Tần Lạc cảm thấy Giê-xu rất đáng tin cậy. Thế nhưng sau lần thuốc giải lần trước, Giê-xu lại cảm thấy Tần Lạc không đáng tin tưởng. Lần trước anh cũng nói như vậy. Giê-xu nghi ngờ nhìn bình sứ trong tay nói. Không thể trách Giê-xu lấy lòng tiểu nhân đo bụng dạ quân tử vì hắn đã có kinh nghiệm đau đớn lần trước. Hắn tuyệt đối không thể không cẩn thận. Lần trước Giê-xu hoàn thành nhiệm vụ từ Pháp về. Tần Lạc cho hắn thuốc giải nhưng cuối cùng không phải là thuốc độc đó sao? Khi giải được loại độc này nhưng cuối cùng lại trúng một loại kỳ độc khác. Cuối cùng Giê-xu vẫn nằm dưới sự khống chế của Tần Lạc. Uống thuốc giải hay không uống thuốc giải có gì khác nhau không? Tin hay không là tùy anh. Tần Lạc thờ ơ nói. Nếu như anh tin sau khi uống thuốc giải xong, anh có thể rời khỏi đây. Bây giờ kiếm khách đã chết, với thân thủ của anh, một khi không gặp phải sự vây công, không ai có thể làm khó anh. Nếu như anh không tin, tôi cũng không còn thuốc giải nào khác. Anh có thể ở lại mà cũng có thể ra đi. Thế nhưng anh không uống thuốc giải, chỉ sau nửa tháng độc dược phát tác, anh tất phải chết. Nói xong Tần Lạc quay người bước đi. Chờ một chút, Giê-xu nói to. Tần Lạc quay người lại, hắn kịp nhìn thấy Giê-xu cầm một viên thuốc trong bình sứ bỏ vào miệng. Không phải anh không tin sao? Tần Lạc cười hỏi. Nhưng bây giờ tôi lại tin. Giê-xu cũng nhếch miệng cười nói. Nụ cười này có thể đi quảng cáo hàm răng trắng. Sát thủ đúng là người thay đổi thất thường. Sát thủ, bây giờ tôi không còn là sát thủ, bây giờ tôi là giáo sĩ truyền giáo. Anh không thấy tôi có rất nhiều tín đồ trung thành đó sao? Anh nói những tín đồ trung thành là hai cô y tá đó hả? Không phải các cô ấy tin thượng đế toàn năng mà là bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trai của anh. Anh có nghe nói một câu ngạn ngữ của người Trung Quốc không? Câu ngạn ngữ nào? Những người phụ nữ xinh đẹp là kẻ lừa đảo, phàm người càng xinh đẹp thì càng biết cách gạt người. Giê-xu suy nghĩ một chút rồi hắn nhìn Tần Lạc với ánh mắt đồng tình và nói, Tần Lạc, anh thật đáng thương. Anh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, hàng ngày anh đều bị bọn họ lừa gạt. Tần Lạc chỉ hận không thể đấm vào mũi gã Giê-xu này. Cả người gã Giê-xu này, Tần Lạc thấy ngứa mắt nhất chính là cái mũi, đôi mắt, cái miệng và hai má khi cười đều lộ ra núm đồng tiền của Giê-xu. Cậu ta thế nào?
Giê-xu hỏi, tôi chỉ thích mỗi đại đầu. Mặc dù cậu ấy không thích tôi nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu. Quả thật cậu ấy không phải là người xấu. Tần Lạc gật đầu nói, cậu ấy là người đơn giản. Đơn giản tới mức chúng ta không cần suy nghĩ cũng biết cậu ấy là người thế nào. Cậu ấy mới làm phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Không có việc gì là tốt rồi. Giê-xu nghĩ thầm, chính hắn giả vờ ngu ngốc tấn công chính diện, cuối cùng đã không lãng phí. Như vậy anh cần có một vệ sĩ bên cạnh. Sao tôi có thể rời khỏi anh? Thượng đế có nói không nên dễ dàng vứt bỏ bạn bè của mình. Nếu một khi bạn làm như vậy, rất có thể bạn cũng sẽ bị bạn bè của mình vứt bỏ. Thượng đế có nói những câu đó sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Nhất định người sẽ nghĩ như vậy. Tần Lạc mỉm cười chấp nhận ý tốt của Giê-xu. Thật sự lúc này Tần Lạc rất cần sự trợ giúp của Giê-xu. Đại đầu bị trọng thương, một khi Giê-xu cũng bỏ đi, nhất định Tần Lạc hắn phải nhờ Long Tức trợ giúp. Thế nhưng lúc này bản thân hắn chỉ là nhân viên nửa mùa của Long Tức. Long Tức chính là công cụ sắc bén của quốc gia. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù Tần Lạc có quan hệ với Long Vương và Ly, bản thân hắn có thể nhờ bọn họ trợ giúp, nhưng nếu có người lấy cớ này tấn công Long Vương là dùng tài sản quốc gia cho việc tư. Tại sao anh lại bị thương? Tần Lạc hỏi, hắn nhận được báo cáo của Lữ Hàm Yên, biết vệ sĩ còn lại, Giê-xu cũng bị thương nhưng hắn không biết nguyên nhân bị thương của Giê-xu, phải hỏi trực tiếp thì mới biết được. Khi anh và đại đầu quay ra ngoài, có người ở trên núi bắn tỉa. Đương nhiên là chúng không muốn có người sống sót ra khỏi biển lửa. Vậy thi thể đó có liên quan tới anh hả? Đúng vậy, Giê-xu nói, đúng là phải mất rất nhiều công sức. Tần Lạc thoáng dùng mình, hắn biết rất rõ thân thủ của Giê-xu. Nếu như ngay cả Giê-xu cũng nói là tốn nhiều công sức, rõ ràng tay súng bắn tỉa này hoàn toàn không đơn giản. Có biết thân phận của hắn không? U Linh, Giê-xu nói, đứng hàng thứ 26 trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới, thông thạo kỹ thuật bắn tỉa. Quả thật lai lịch rất lớn. Tần Lạc cười nhạt nói, không hiểu kẻ nào có nhiều tiền mời được hắn nhỉ. Đây chính là chuyện anh phải quan tâm. Giê-xu cười nói, tôi chỉ muốn giết người và truyền giáo. Tôi biết nhất định anh sẽ làm tốt. Tần Lạc cười nói, hãy nghỉ ngơi đi. Đại dầu không có mặt. Sau này còn rất nhiều chuyện cần tới anh. Hy vọng chuyện này có thể trở nên thú vị. Giê-xu này có lẽ chỉ lo thiên hạ không loạn vậy. Yên tâm đi, Tần Lạc nói đầy ý tứ, anh sẽ không thất vọng đâu. Sau khi Tần Lạc rời khỏi phòng, hai nữ y tá nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Hi hi, anh ta là ai vậy? Một nữ y tá dung mạo xinh đẹp hỏi. Anh ta hả? Giê-xu suy nghĩ một lát rồi cười nói, là ông chủ trước kia của tôi. Vậy bây giờ? Bây giờ, chắc là một người bạn. Giê-xu cười ha hả nói, lúc nãy chúng ta nói tới chỗ nào rồi? Anh nói Thượng Đế sẽ thử thách mỗi con người để ban cho người đó ước muốn của mình. Đúng, đúng là vậy. Nào, hãy đưa tay của cô cho tôi. Không phải tay trái, là tay phải. Chỉ cần nhìn bàn tay là tôi có thể biết cô đã vượt qua thử thách của Thượng Đế hay chưa. Thượng Đế cũng để cho người ta xem tay sao? Có thần tiên nào không xem tướng tay không? Tần Lạc gặp Lệ Khuynh Thành vào buổi tối. Lệ Khuynh Thành đi tới phòng bệnh của Tần Lạc với vẻ mệt mỏi. Đây là lần gặp nhau của hai người sau khi Tần Lạc tỉnh lại. Lúc này nụ cười tươi, quyến rũ của nàng đã biến mất thay vào đó là một nụ cười lãnh đạm, ngập tràn sát khí. Bất kỳ người nào nhìn thấy nàng hiểu người phụ nữ thoạt nhìn rất tùy tiện, bất cần trong mọi chuyện đã thực sự tức giận. Đại đầu thế nào rồi? Ngay khi vào trong phòng, Lệ Khuynh Thành hỏi Tần Lạc. Không có chuyện gì nhưng cậu ấy cần phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài. Tần Lạc nói. Đại đầu đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép da nhưng để làn da mới thay thế da cũng cần một thời gian 3 tháng. Làn da mới cần một tháng sinh trưởng nhưng phải cần tới 3 tháng để làn da mới thích nghi với hoàn cảnh bên ngoài. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lệ Khuynh Thành nói, nàng ngồi cạnh giường bệnh, cầm tay Tần Lạc nói, nếu như anh không tới cứu em, rất có thể em đã chết. Không phải bây giờ cũng tốt sao? Tần Lạc nắm chặt tay nàng an ủi. Sau khi con người ta tìm được sự sống trong cái chết, cảm giác hạnh phúc này cực kỳ mãnh liệt. Em đã quay về Hoa Điền xem tình hình thế nào? Lệ Khuynh Thành đau đớn nói. Sức khỏe của em vẫn chưa tốt, tại sao em đã ra ngoài? Tần Lạc trách cứ Lệ Khuynh Thành, thảo nào sau khi hắn tỉnh lại thì không thấy bóng dáng của Lệ Khuynh Thành. Thì ra sau khi nàng tỉnh dậy trước hắn đã vội đi tới Hoa Điền xử lý công việc. Sau chuyện xảy ra đêm qua,
ai biết chúng còn những độc chiêu nào khác. Nếu em có chuyện gì thì sao? Em không sao, em chỉ quá mệt mỏi mà thôi. Ngủ một giấc là ổn. Anh cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của em. Khi em ra ngoài, em đã gọi điện cho văn nhân Mục Nguyệt. Cô ấy đã phái rất nhiều người tới bảo vệ em. Sau khi xảy ra chuyện, một mình Lữ Hàm Yên rất bận rộn, cô ấy còn không thể nhấc nổi người nữa. Em vẫn cần cẩn thận chú ý an toàn. Thực sự Tần Lạc vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Anh thật may mắn khi vào trong nhìn thấy em còn sống, nếu không bây giờ anh thật sự không biết mình như thế nào nữa. Rất hiếm khi Lệ Khuynh Thành nhìn thấy tình cảm của Tần Lạc, lòng nàng thầm cảm động, nắm chặt bàn tay hắn. Lúc này không cần nói nhiều, ánh mắt có thể thay thế cho rất nhiều tình cảm. Lúc này Lệ Khuynh Thành thật sự muốn lột trần bản thân mình và Tần Lạc. Nàng chỉ muốn Tần Lạc điên cuồng đi vào trong nàng, nàng chỉ muốn triền miên một chỗ với Tần Lạc, bất kể là ngày hay đêm. Thế nhưng lúc này bọn họ còn rất nhiều việc phải làm. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, nàng bình tĩnh nói, hoa điền đã bị phá hủy, cả nửa ngọn núi trụi lùi. 7 người chết, bị thương 15 người, mấy người trung tử đều đi cả rồi. Khi nhắc tới mấy người đó, Lệ Khuynh Thành nhớ tới chuyện bên giếng cổ, sắc mặt nàng cực kỳ xúc động. Mấy hôm trước nàng còn dẫn mấy người trung tử tới đại náo đám tang của cửu lão gia, hôm nay bọn họ đã biến thành một khối than đen. Sinh ly tử biệt. Mọi chuyện quá nhanh chóng. Sắc mặt Tần Lạc khiến người khác nhìn vào phải dùng mình, hắn lên tiếng an ủi Lệ Khuynh Thành, không phải chúng ta muốn chuyện này xảy ra. Anh tìm bọn họ tới, anh nhất định phải gánh phần trách nhiệm này. Em hãy lấy tiền trong quỹ bồi thường cho người nhà của bọn họ. Chỉ cần là người thân trực hệ của bọn họ nếu như muốn có thể tới làm ở công ty Khuynh Thành quốc tế. Hãy cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng nếu nhà bọn họ có người trẻ tuổi, có cơ hội hãy để bạt bọn họ trở thành lực lượng nồng cốt của công ty. Đợi sau khi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ đi thăm người nhà bọn họ. Em sẽ làm chuyện này chu đáo. Ánh lệ trong mắt Lệ Khuynh Thành đã biến mất, nàng nói tiếp, em và Hàm Yên đã tính toán đại khái thiệt hại kinh tế của lần hỏa hoạn này. Em đã đưa cho văn nhân Mục Nguyệt một bản, anh cũng có một bản. Lần này vì chuyện của em mà liên lụy tới hai người. Lệ Khuynh Thành vừa nói nàng vừa đưa cho Tần Lạc một tập giấy tờ. Tần Lạc cầm lấy tập giấy, hắn nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy con số tổn thất tổng thể khoảng chừng 1 tỷ 700 triệu. Em có bút không? Tần Lạc hỏi Lệ Khuynh Thành. Có, Lệ Khuynh Thành lấy bút ở trong túi của mình. Tổn thất lần này nhất định phải có người chịu cho chúng ta. Tần Lạc cầm bút của Lệ Khuynh Thành, hắn thêm vào một số, không, sau con số, 1. Em hãy cho người chuyển tới cho cửu gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.